chương 1851, thông báo Khánh Nhất một thân một mình ngồi yên trong văn phòng hắc ám, lặng lặng nghe từ bên ngoài truyền vào những âm thanh rối loạn khi bị mất điện. Thiếu niên đã đừng để đầu nấm hiện giờ đã bỏ đi phong cách ấy, cậu cắt tóc đầu đinh giống hệt lý khắc, trông có vẻ chững chạc đĩnh đạc hơn hẳn. Lúc này, một tên do thám PCE đi tới, thưa ngài, một vị khách nữ tự xưng là tư nhiên hoa đang ở ngoài kia, nói đã có hẹn trước với ngài. Khánh nhất trong bóng đêm ngẩng đầu lên, ngoài cửa sổ ánh trăng sáng chiếu vào đổ bóng lên gương mặt của hắn, thiếu niên đứng bật dậy, dẫn nàng vào đây, nhanh lên. Tư nhiên hoa chân sỏ giày cao gót nện từng bước yểu điệu như một cô mèo thướt tha, kẹp nách một chiếc túi sách hàng hiệu đắt đỏ. Khánh nhất vừa trông thấy nàng liền bật cười, tiên sinh gần đây vẫn ổn chứ. Tư nhiên hoa đáp, không có thời gian mà hàn huyên đâu, vừa nãy mất điện là do bọn Zindai làm đấy, bọn chúng đem thi thể của bên Zindai Senaka, vứt vào một con cống ngầm nào đó, và rồi để thành phố số 10 bị ô nhiễm sinh học. Hiện tại bọn chúng dự định hủy diệt cả cái thành phố này rồi mau chóng hành động đi, ngày ấy sẽ ở khu tam hạ chờ ngươi. Khánh Nhất gật đầu, gọn gàng nhanh nhẹn bước tới dặn dò do thám PCA. Khánh Hoa, ngươi đi thông báo cho do thám của Lý Thị cùng đi với chúng ta, cứ nói với bọn chúng rằng đây là mệnh lệnh của Ủy viên hội đồng. Dương húc Dương, ngươi đi lấy món đồ kia đi. Nói xong hắn quay người đi ra cửa, tất cả đi theo ta. Vẻn vẹn chỉ trong 5 phút đồng hồ, nhóm tổ đội đã được Khánh Trần, dạy dỗ qua được Khánh Nhất dẫn đầu cấp tốc di chuyển ra khỏi trụ sở PCA. Ngay sau đó, do thám của bên Lý Thị cũng lần lượt bước ra. Khánh Nhất chìm vào màn đêm bước đi, bên cạnh hắn là Tư Niên Hoa đang nhách miệng cười cười. Khánh Nhất ấn công tắc của chiếc điều khiển từ xa, căn lầu phía sau lưng đoàn một tiếng hóa thành một quả cầu lửa. Các đội do thám của bên Trần Thị, Jindai và Kasima toàn bộ táng thân trong biển lửa. Hắn để Dương Húc Dương đi lấy một vật, vật đó là một cái dương kim loại, đã được khóa chặt đựng thuốc nổ có tính năng cực mạnh đây vốn là thứ khánh nhất dự trữ để khi bất đắc dĩ dùng để đồng quy vô tận với kẻ thù thật không ngờ ngày hôm nay hắn lại dùng nó để cho nổ hết một đống người trong căn lầu kia khánh nhất chớp mắt khẽ cười nhìn về phía tư niên hoa tiên sinh còn nói thêm điều gì không tư niên hoa hơi kinh ngạc thiếu niên này vừa mới ra thủ đoạn ngoan cường nhẫn tâm khiến cho nơi kia hóa thành địa ngục trần gian vậy mà giờ đây khi nhắc tới khánh trần hắn lại mang dáng vẻ vui cười vô hại thành thật ông chủ có nói để cho ta trước tiên phải đến thông báo cho người biết cũng muốn ngươi nghĩ cách mà báo cho thành viên tổ chức mật điệp. Trước tiên luôn, Khánh Nhất lập tức cười càng tươi, vẻ mặt càng thêm sán lạn. Tại thành phố số 10, khu Tam Hạ cũng vì hệ thống điện lực có trục chặt, mà chìm vào một biển đêm đen tăm tối. Trông nói như từ trước đến giờ chưa từng được đón lấy ánh sáng vậy. Để cho ta nói cho nghe này. Lão La cũng nói, chỉ cần ta mở được cánh mật thược chi môn bên kia, lão ta sẽ cho ta làm người mối lái rồi giới thiệu đối tượng cho ta tiểu tam lấy ra chân thị chi nhãn màu vàng mà gần đây hắn tỉnh được yên tâm đi ta bây giờ không còn đăm chìm trong tình yêu nữa rồi chắc chắn có thể làm được việc ngươi cũng đừng mở cánh cửa ấy tới khu vực cấm kỵ người đang ẩn mình trong góc tối nhắc nhở sẽ không tới đâu tiểu tam vui tươi hớn hở cười nói tiếp ta sợ chết lắm tuyệt đối sẽ không bén mảng đến đấy mật thược chi môn là một trong những pháp thuật mạnh nhất được các vu sư sử dụng và lưu truyền rộng rãi trong giới vu sư nhưng phải là vu sư có căn cơ Nguyên lý của nó là, đem viên chân thị chi nhãn kia đặt vào lỗ hổng trên cánh mật thược chi môn, xoay 10 vòng liên tục theo chiều kim đồng hồ, thì cánh cửa sẽ được mở ra mang người mở đến bất kỳ nơi nào người ấy muốn. Nơi đó nhất định phải là nơi mà trong nội tâm được kêu gào, nơi mà người ấy thèm khát không thể che giấu. Cái này vốn là một phép vu thuật, các vu sư dùng nó để tự xem lại bản ngã của bản thân, khi họ trở nên mông lung mờ mịt không biết đi đâu về đâu, thì mật thược chi môn sẽ cho họ một đáp án một người cả đời cũng chỉ có thể mở được một lần cánh mật thược chi môn nhưng hiện tại có lẽ mật thược chi môn sau khi được lưu truyền gần ngàn năm đã bị đám người ngoài kia chơi cho hỏng rồi la vạn nhai đã lập lời hứa với đám tiểu tử cường tráng mạnh bạo này chỉ cần mở cánh cửa này ở trên vùng hoang dã không cần biết là mở ở đâu đều nhất định sẽ giới thiệu mối lái cho nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha tiểu tam nâng tay xoay nhẹ chân thị chi nhãn cái lỗ trên phiến cửa thép kia như là bị chân thị chi nhãn làm cho tan chảy nóng hổi chảy ra một vệt đỏ tựa như sắt được nung chân thị chi nhãn chậm rãi khảm vào trong cửa lạch cạch một tiếng mật thược chi môn mở ra tiểu tam hít sâu một hơi sau đó một bước đạp tới trước mặt là khoảng không rộng rãi khoáng đạt không một bóng người trên đỉnh đầu là một màn trời đầy sao sáng lạn rực rỡ tiểu tam lui về phía cửa may mắn thay không bị làm sao ta thật sự là sợ cái mật thược chi môn này dắt ta đến nơi phong tình ở khu đệ tứ sợ hết hồn luôn Côn Luân tổ chức tặng cho hội phụ huynh 5 con chân thị chi nhãn, nên bọn hắn sẽ có 5 lần cơ hội để mở ra được mật thược chi môn. 10 phút đồng hồ trôi qua, trong năm cánh cửa thì có bốn cánh cửa là mở ra ở cùng một vị trí, điều đó có nghĩa là họ đã thành công rồi. Mọi người cảm thấy áp lực như có núi đè lên vai, vì họ biết gánh trên vai của mình là vô số sinh mạng khác. Lúc này, hơn 40 người bước ra khỏi mật thược chi môn, như chuẩn bị cho một điều gì đó. Tiểu Tam dùng đao gỡ chiếc cửa sắt xuống, "Thôi được rồi." khiêng cửa xuống dưới lầu đi, bắt đầu sắp xếp cho dân cư khu tam hạ rút lui đi. Phải khuyên họ như thế nào? Tần Thư Lễ hiếu kỳ nói, có cần ta đi chuẩn bị trước một bàn thảo không? Mặc dù Tần Thư Lễ đã trở thành người nhà của nhà kim sắc, hơn nữa còn ở lại thành phố số 10, nhưng la vạn nhai, không dẫn nàng theo lên đảo nên nàng không hề biết mọi việc sẽ được sắp đặt ra sao. Trong bóng tối xuất hiện một người đứng trong hành lang đốt đuốc, tiểu tam nở nụ cười. Vấn đề ngươi hỏi ta, ta cũng báo cáo lại với hội phụ huynh rồi, Ta vẫn nhớ như in ngày đó hội phụ huynh của ta khi miệt nhìn ta. Họ hỏi ta rằng, ngươi là dân lành sao? Ngươi còn chưa rõ tình trạng hiện tại của bản thân ngươi à? Tiểu Tam tiếp tục nói, khi đó ta mới nhận ra. Đúng vậy, ta là thành viên của xã đoàn Liên Hiệp Hội con gì. Tuy rằng chỉ khi chúng ta làm tốt mới được nhận phí bảo hộ, để trình đốn an sinh khu hạ Tam, nhưng chúng ta vẫn phải dùng năng lực uy hiếp của mình mới có thể làm tốt việc được, không phải sao. Hiện tại, chúng ta muốn làm thành viên tàn bạo của xã đoàn thà đe dọa những cư dân kia rời đi còn hơn là trơ mắt nhìn thấy họ ở đây nộp mạng. Thân phận của xã đoàn là hội phụ huynh thường bảo vệ cho các cư dân, tuy rằng các cư dân có thể không biết hội phụ huynh, cụ thể là làm những gì nhưng chỉ cần tất cả bọn kính nể hội phụ huynh là được rồi. Lúc này, 120 liên lạc viên của hội phụ huynh học sinh đã nhân lúc trời tối, dù ga phóng chiếc xe máy chạy, bằng dầu đi để tập hợp các thành viên xã đoàn nằm phân tán ở mọi ngóc ngách của thành phố số 10. Nếu không có chuyện biên phòng giàn trải quá nhiều, thì quy mô của hội phụ huynh lúc này đã lớn hơn hẳn rồi. Phải biết rằng, thành phố số 10 cùng thành phố số 18 đều là địa bàn căn cứ của hội phụ huynh. Hội phụ huynh cũng sẽ khoách trương quy mô ra bên ngoài, tất cả đều hừng hực lan xả. Hội phụ huynh mọc lên như nấm sau mưa, không thể thiếu được hai nhân tài vận động ở hai thành phố. Các thành viên xã đoàn ở đây không như các hộ gia đình bình thường, mà như các huấn luyện viên hơn. Những hộ gia đình từ hai thành phố này ra ngoài sẽ luôn có địa vị cao hơn một chút. Hiện tại, có một số thành viên xã đoàn nhanh chóng đắp bao cát ở khu Tam Hạ, kèm theo sử dụng bê tông khô nhanh để nhanh chóng lấp đầy tất cả các cống. Còn một bộ phận thành viên xã đoàn đem hết thuốc men, đạn dược đang tích trữ được trong khoảng thời gian này đều mang ra. Còn lại ba nhóm người lập tức khiêng bốn cánh mật thược chi môn lên, chia làm bốn đội hùng hổ xông vào bốn tòa nhà đuổi người dân xuống dưới lầu. Tiểu Tam đứng dưới lầu lấy súng bắn chỉ thiên dọa, cho tất cả cư dân căng thẳng sợ hãi tiểu tam ngang ngược cười cười tất cả mọi người không được phép ngủ đi từng nhà lục soát tìm lấy đồ ăn rồi theo ta bước qua cánh cửa này các cư dân kinh ngạc dáng vẻ và hành động của tên tiểu tam này cùng với những thành viên khác trong xã đoàn hoàn toàn khác biệt ngày trước họ tuy có vẻ hung dữ nhưng khi gặp các cư dân đều nhẹ nhàng hòa nhã nhưng mà giờ trông họ lại hung tợn tàn bạo trong đám người có người nhỏ giọng nói nghe ta nói đây hồi xưa xã đoàn ôn hòa như vậy đều là giả vờ hết đấy đến tận giờ mới lòi cái đuôi ra rồi kia kìa bọn hắn muốn làm gì tại sao lại ép chúng ta đi qua cánh cửa kia hay là họ muốn bắn chúng ta đi họ muốn bắn chúng ta đi về đâu truy cập haleji com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời mc ly cà phê nhé tiểu tam nghe được họ lời nói mà sắc mặt lại không thay đổi chút nào đừng hòng lề mề tất cả ra đây xếp thành hai hàng dài cho ta hai người song song bước vào cánh cửa này ai không đi ta đánh gãy chân kẻ đó nhanh lên thành viên hội phụ huynh ai cũng trưng ra sắc mặt hung ác mà cua cua con dao bức bách cư dân từng người từng người một bước qua cánh cửa. Họ vẫn còn do dự nhưng khi quay qua chỉ thấy con dao kia, như muốn lao thẳng lên người mình. Mà lại các thành viên của xã đoàn cũng nhất quyết không khách khí, cứ gặp kẻ nào hùng hùng hồ hồ chống đối họ lại tặng cho một cước. Lúc này, một đôi vợ chồng trung niên dẫn một cô bé đang nơm nớp lo sợ bước tới, tiểu tam mắt sáng lên, hắn, thò tay vào trong túi áo móc ra mấy viên kẹo, tiểu hà, cho người kẹo này. Đây là bé gái hắn mới quen ở khu tam hạ, vô cùng đáng yêu tuổi còn nhỏ mà đã có mơ ước được tham gia vào xã đoàn để sau này có thể giúp dân cư khu tam hạ trừ gian diệt ác thế nhưng tiểu hà của ngày trước cứ nhìn thấy hắn là cười ngọt ngào giờ đây khóc toáng lên cô bé vừa khóc vừa đi về phía cánh cửa nức nở thúc thúc thật là đáng ghét tiểu tam người cứng lại hắn chậm rãi khép bàn tay lại nhìn từng giọt từng giọt nước mắt lăn trên mặt con bé đáng thương đến đau lòng bố mẹ của tiểu hà ngay lập tức che miệng con mình lại kéo đi sợ tiểu tam sẽ nổi giận thế nhưng tiểu tam vẫn dõi theo bóng dáng họ đi qua mật thược chi môn nhỏ tiếng nói thật xin lỗi ngay sau đó hắn lập tức trở về hình dạng dữ tợn mà nhìn về phía cư dân đi nhanh hết lên cho ta ta xem ai đang kỳ kèo lề mề có phải chán sống rồi hay không các cư dân vốn cứ nghĩ đằng sau mật thược chi môn là địa ngục cầm tù kết quả là sau khi tiến vào mọi người đều bị trượt xuống sườn đồi theo cầu trượt dưới sườn đồi có các thành viên xã đoàn dìu từng người lên một sau đó mới dìu những người ra khỏi cổng sau lúc trước các thành viên xã đoàn bước vào mật thược chi môn đã tự tay xây một cái cầu trượt bên sườn núi để tiếp đón người dân đây cũng là kế sách của khánh trần hiệu suất được nâng lên đáng kể điểm cuối cùng của thang trượt có một tấm bảng hiệu dựng thẳng đứng xin chào tất cả chúng tôi là xã đoàn liên hiệp hội rất xin lỗi khi nửa đêm phải quấy nhiễu mọi người nhưng chúng tôi đúng là không có cách nào thành phố số 10 phải nghênh đón một trận tai vạ kinh hoàng tập đoàn jindai đã bày kế làm ô nhiễm sinh học thành phố ta dẫn đến tất cả các loài chuột trong thành phố đều bị biến dị. Việc mất điện cùng tiếng nổ lớn mà mọi người nghe thấy là có liên quan đến nhau, nên chúng tôi mới phải bất đắc dĩ đưa mọi người di tản đi hết. Mọi chuyện mời đợi qua 24 giờ sau để biết có đúng hay không. Mong mọi người yên tâm đừng nóng vội, hãy ở yên tại nơi đây chờ đợi một lúc, sau đó sẽ có người đem nước và vật tư vận chuyển từ xã đoàn Liên Hiệp hội đến. Bên dưới những dòng thông báo kia, con người đã vẽ lên hình trái tim cùng hình mặt cười. Các cư dân sửng sốt hồi lâu nơi này không có những tên thương gia chợ đen nào như trong tưởng tượng của họ đến mua họ đi cũng không có thành viên xã đoàn nào tiếp tục đe dọa họ bằng vũ khí chỉ có một vùng đất hoang dã vô tận bốn cánh cửa bốn chiếc cầu trượt liên tục không ngừng nghỉ đem các cư dân đến nơi đây những thành viên canh giữ bên mật thược chi môn đón được người xong thì không nhúng tay vào nữa nhân lực quá ít nơi này so với tưởng tượng của họ thì khác nhau một trời một vực có một số cư dân muốn chạy trốn nhưng họ đột nhiên nhớ tới quãng thời gian chung sống cùng với đoàn xã liên hiệp hội chân không tự chủ mà dừng ngay lại đây là cơ sở để tin tưởng phó thác đây là những gì được hồi báo sau khi hội phụ huynh đã hy sinh tiểu hà chưa biết chữ cha mẹ của cô bé liền đọc tấm bảng hiệu một lượt cho cô bé nghe tiểu hà lập tức quả khóc muốn trở về tìm thúc thúc cha mẹ cô an ủi không có chuyện gì nhà mình đợi việc này qua đi rồi thì sẽ đến xin lỗi thúc thúc nhé được không nào tiểu hà gật mạnh đầu được trong khu tam hạ có thành viên nhìn ra quang cảnh xung quanh, đột ngột hét lớn, chuột chui ra rồi. Trước mắt họ là một bầy chuột lít nha lít nhít từ bên ngoài khu tam hạ tràn vào, chúng từ dưới cống nước trên phố leo lên, chúng đẩy nắp cống, cả một đám ào ào như thủy triều tràn ra ngoài, nửa đêm đen kịt. Trên đường dài khu tam hạ, nhóm người nhà nhấc từng cái chảo sắt lên, đốt lên ngọn lửa hừng hực. Bóng tối và ánh lửa giao nhau, hỗn loạn và tanh mùi máu. Bên ngoài khu tam hạ, khắp nơi đều là tiếng thét chói tai, tiếng kêu rên lúc này cư dân khu tam hạ bị hội phụ huynh dùng dao và súng dồn trên đường sau đó những kẻ chưa kịp vào cửa mật thược nhìn thấy chuột như thủy triều tuôn ra mọi người hoảng loạn tiếng la hét liên tục tiểu tam giống lên một tiếng trên đường tất cả đừng hoảng thành viên của câu lạc bộ liên hiệp hội nghe cho kỹ một khi nạn dịch chuột hướng xuống khu tam hạ trực tiếp nổ súng bắn chúng nói xong hắn cầm bộ đàm hét lên lưu hách người của ngươi đâu vũ khí đâu đến rồi đến rồi Lưu Hách dẫn người khiêng ra từng thùng súng ống đạn dược và thuốc men từ trong tòa dân cư ra. Các cư dân ngây cả người, nhiều súng ống đạn dược thế. Muốn đánh trận hả? Họ đều không ngờ, câu lạc bộ Liên Hiệp hội lại có được lực lượng vũ trang hung hãn như vậy. Thấy bên hội phụ huynh chữ người mấy thùng đạn, người mấy thùng vận chuyển ra ngoài, sau đó phân tới tay nhóm người nhà. Không chỉ người nhà, trước đó khi chỉnh đốn và cải cách khu tam hạng, chỉ hợp nhất mỗi thành viên câu lạc bộ đã có hơn 40.000 người. Bây giờ, từng thành viên nòng cốt tội ác tày trời trong xã đoàn đều đang dẫm lên máy khâu còn có thể cải tạo lần nữa thì sát nhập vào câu lạc bộ liên hiệp hội phân công quản lý hơn trăm câu lạc bộ hội phụ huynh là đại não của hơn một trăm câu lạc bộ mà những câu lạc bộ kia đều cung cấp cho họ mang ra sử dụng cho nên thế lực của hội phụ huynh ở khu tam hạ này không chỉ là 12.000 người nhà còn có hơn 40.000 thành viên câu lạc bộ số lượng này có thể so với bộ đội cảnh vệ của thành phố số 10 dù thành viên câu lạc bộ không được huấn luyện nghiêm chỉnh như bộ đội cảnh vệ nhưng số lượng thì rất dọa người vốn hội phụ huynh còn định từ từ chuyển hóa những thành viên câu lạc bộ này thành người nhà mới có điều vẫn chưa kịp tiểu tam nói trong bộ đàm từng câu lạc bộ dẫn người tới nhận vũ khí nếu để ta thấy các người bắt nạt dân thường thì sẽ vạn đầu mấy người đấy lưu hách người vận chuyển thuốc tới cửa mật thược nhanh chóng chuyển vật tư và nước đi thuốc men là của từng nhóm mua sắm đám người nhà nhận thông báo của la vạn nhai xong rảnh rỗi thì một mình tới tiệm thuốc mua ít thuốc kháng sinh, sau đó cùng tích hàng lại. Súng ống đạn dược thì một nửa là cướp từ câu lạc bộ khu Tam Hạ, một nửa là các nhóm mua được từ chợ đen của thành phố số 10. Hội phụ huynh vẫn luôn tích chữ súng ống đạn dược đâu vào đấy, để cho chiến tranh sau này, cho tới khi ảnh tử đánh bay thị trường chợ đen. Nói thật, lúc đấy đám người nhà rất ưu sầu, trong lòng tự nhủ đây chẳng phải là lũ lụt vọt tới miếu Long Vương à. Khi đó, đám người nhà đoán được thân phận Khánh Trần, cũng biết Khánh Trần chính là ông chủ đời kế tiếp của mật điệp ti đi Khánh Thị, cho nên dù ảnh tử phá hủy kế hoạch của họ, nhưng nào ai dám nói gì. Bây giờ, phân phối vũ khí xong cho những người nhà, chuẩn bị chiến đấu với nạn dịch chuột. Nếu như không phải thời gian quá gấp gáp, thậm chí họ còn muốn đào ra một con hào ở giữa cách khu. Người nhà kim sắc tần thư lễ đi tới bên cạnh tiểu tam, sau khi nạn dịch chuột xuất hiện từ dưới đất công kích khu thứ sáu trước, cũng không trực tiếp công kích chúng ta. Nhưng mà chúng có một nhóm chuột chưa rời đi, vẫn đang ở trong bóng tối theo dõi chúng ta dường như có mưu đồ gì đó vũ khí thì khẳng định là không đủ rồi súng tự động có hơn nghìn cây nhân số của chúng ta cộng lại có tới mấy vạn người tiểu tam khẽ cắn môi không có súng thì dùng dao không có dao thì dùng ghế kiểu gì cũng phải đập chết chuột phụ huynh nói chúng ta nhất định phải giữ vững ba con đường sinh mệnh đường long lân đường liên minh đường tân giang ngươi hay ta có chết cũng phải chết trên ba con đường này tần thư lễ nhìn chăm chút hắn yên tâm, để ta tổ chức. Tiểu Tam nói tiếp, còn có những tên đang phải đạp máy may kia, người biết phải xử lý thế nào chứ? Tần Thư Lễ hơi ngơ ngác một chút rồi nói, yên tâm, để ta xử lý. Hắn nói rồi quay người ra lệnh mọi người trong nhà lần lượt đi vào trong tòa nhà lớn, thu thập các con dao phay trong nhà của cư dân trong đó. Bộ đội đối đầu, với nạn dịch chuột chính là một đội quân còn chẳng thu thập được đầy đủ vũ khí, như thế này đây. Tần Thư Lễ dẫn theo hơn 10 người nữa, từ từ đi về phía cao ốc Thụy Hâm, tất cả tù nhân tội ác tày trời đều bị hội phụ huynh giam giữ ở đó họ đang đạp máy may xếp hộp giày dùng phương thức cải tạo lao động để kiếm tiền cho hội phụ huynh trên tay của mỗi một tù nhân bị giam giữ ở đây đều dính máu người chúng một là từng giết người hai là từng buôn bán nội tạng của người khác hoặc từng buôn bán trẻ em tất cả đều phạm phải những tội ác khiến cho hội phụ huynh không thể tin tưởng rằng họ sẽ hối cải sau khi bước vào cao ốc tần thư lễ cất cao giọng nói hội phụ huynh đi theo ta trong cao ốc này vốn còn có hơn 100 người nhà được sung làm thủ vệ, lúc này cũng họ cũng đi theo sau lưng tần thư lễ, bắt đầu tiến hành tiến hành xâm nhập vào tòa cao ốc này như bộ đội đặc chủng. Có thủ vệ cất tiếng hỏi, người nhà màu vàng, họ muốn làm gì vậy? Xử lý tất cả tù nhân. Tần thư lễ nói với giọng lạnh lùng. Chẳng biết từ bao giờ mà một ông chủ vốn đang mở công xưởng nhỏ, ở thế giới đồng hồ Lạc Thành đã thay đổi thành bộ dạng, như bây giờ. Những người được phân công nhiệm vụ bảo vệ tòa cao ốc này nghe vậy, thì có hơi sửng sốt bây giờ những tù nhân kia cũng chẳng còn vũ khí nào trong tay vậy mà lại muốn xử lý họ ư dù điều này là hợp lý nhưng lại không hề nhân đạo tần thư lễ quay đầu lại nhìn họ một cái rồi nói bây giờ ta không dành để giải thích với các ngươi đây là mệnh lệnh của phụ huynh không được nhân từ hay nương tay xử lý tù nhân phạm tội nghiêm trọng là mệnh lệnh do khánh trần đưa ra bởi vì khi hội phụ huynh đối mặt với nạn dịch chuột thì chưa chắc đã chống đỡ được hoàn toàn không thể lãng phí nhân lực và vật lực để tiếp tục quản lý những tù nhân này nhưng nếu không ai trông coi quản lý những tù nhân phạm tội nghiêm trọng thì sẽ tạo cơ hội cho họ thoát khỏi nơi này khi đó sợ rằng họ sẽ làm tổn thương nhiều dân chúng vô tội đó mới là chuyện khánh trần không muốn thấy nhất vì thế trong thời kỳ loạn lạc này phải dùng biện pháp mạnh lựa chọn của khánh trần là giải quyết một cách dứt khoát không thể không nói khánh trần đã suy nghĩ rất nhiều thứ trong năm ngày cuối cùng đếm ngược của lần xuyên việt này hắn phải bổ sung tất cả chi tiết sau đó đưa ra những quyết định vô tình dù là những quyết định đó không được thấu hiểu trong cao ốc thụy hâm vang lên những tiếng súng dày đặc đám người tần thư lễ bước nhanh về phía trước xử tử từng tù nhân phạm tội nghiêm trọng trong phòng giam giết người không chớp mắt trái tim của họ cũng dần trở nên lạnh lẽo bên ngoài khu tam hạ có một đàn chuột không những không tấn công khu cao ốc thứ sáu mà còn không nóng lòng đi tấn công khu tam hạ mà chúng đang chờ đợi trong bóng tối yên lặng cách phòng tuyến của khu tam hạ không xa không ai biết chúng đang chờ cái gì cư dân ở hậu phương khu tam hạ còn chưa biết có chuyện gì đã xảy ra thậm chí họ còn không biết đến sự xuất hiện của nạn dịch chuột trong đám người ở tiền phương có thể nhìn thấy nạn dịch chuột có một cư dân lên tiếng nói có khi nào đám chuột này đang chờ đồng loại dưới mặt đất tấn công từ hậu phương của chúng ta lên không ta nhớ có người từng nói rằng sói đi săn theo phương thức này đàn sói sẽ để cho một nhóm sói đứng ở phía chính diện hấp dẫn sự chú ý của con mồi còn những con khác trong đàn sẽ vây quanh ở phía sau những cư dân khác nghe vậy thì thầm giật mình họ quay đầu nhìn đường cống và miệng giếng đằng sau lưng mình lại ngạc nhiên mà phát hiện khu tam hạ đúng là không có một con chuột nào cả những miệng giếng ở khu thứ sáu bên cạnh họ đều đã bị đẩy ra từng đàn chuột bò ra khỏi miệng giếng liên tục nhìn mà run cả ra đầu phải biết rằng trong những năm qua khi có nạn dịch chuột dịch mũi hay côn trùng thì khu tam hạ đều là khu chịu ảnh hưởng nặng nhất bởi vì ở đây quá hỗn loạn nhưng bây giờ nơi bẩn thỉu và hỗn loạn nhất là khu tam hạ lại không có bóng dáng con chuột nào miệng giếng cũng vô cùng yên lặng chẳng hề có chút tiếng động cư dân vừa mới lên tiếng kia gãi đầu rồi nói tiếp, cũng có thể là ta đoán sai nhỉ. Tiểu Tam lắc đầu rồi nói, người đoán không sai đâu, đúng là chúng đang ở dưới chân chúng ta. Trong những đường ống nước ở sâu dưới lòng đất, tại nơi mà mọi người không nhìn thấy được, còn có những đàn chuột lít nha lít nhít đang hành quân. Trong mắt chúng là nỗi thù hận khó hiểu, chúng đang định trả thù khu tam hạ, nuốt chửng, bao phủ nơi mà đã tàn sát đồng loại của chúng này. Chúng muốn xé rách phòng tuyến của khu tam hạ từ bên trong, chỉ là có một điều khiến cho đàn chuột hơi bất ngờ, đó chính là chúng đã đi loanh quanh dưới lòng đất rất lâu, nhưng vẫn không tìm ra những đường ống thoát nước, đường ống bồn cầu vốn nên thông lên mặt đất. Không, nói đúng hơn là mọi đường ống thông lên mặt đất đều đã bị bê tông nhanh khô phá hỏng. Phải biết rằng liên bang kiến trúc là một trong những ngành nghề xuất sắc nhất, nếu không thì cũng không thể nào trồng chất cao ốc 100 tầng để chơi. Trong bê tông nhanh khô kia cũng có thành phần hóa học đặc biệt, khô nhanh trong 10 giây, có thể chống chịu động đất cấp 7 trở xuống muốn phá rỡ cũng phải dùng thuốc hóa học đặc biệt để hòa tan mới được dùng thứ này để chặn đường ống thoát nước thì dễ như ăn bánh đúng lúc hội phụ huynh vẫn đang xây dựng cơ cấu hạ tầng nếu tìm thấy phòng ốc nguy hiểm thì cũng sẽ tu sửa lại nên bê tông và vật liệu còn thừa rất nhiều tất cả đều được dùng trong việc lấp đường ống thoát nước thử vương có mối thù rất lớn với khu tam hạ bởi vì ngay từ đầu nó đã định dùng khu tam hạ dơ giấy bẩn thỉu này để làm kho lúa tạo bàn đạp cho việc phóng xạ cả thành phố không ngờ rằng lại thất bại ngay trong giai đoạn đầu tiên, cuối cùng nó đành phải chuyển hướng mục tiêu sang khu thứ 5. Bây giờ nó ngóc đầu lên lại, nghĩ thầm trong lòng rằng với đội quân hùng hậu, như thế thì chắc chắn nó sẽ báo thù thành công. Ai ngờ chúng đi loanh quanh lâu như thế rồi vẫn chưa tìm được đường lên mặt đất. Lúc này, đàn chuột dưới mặt đất đang chia nhau tìm kiếm lối ra, chúng cũng đã thử đào bê tông nhưng đã đào nửa ngày trời, thậm chí đào tới nỗi móng vuốt gãy làm đôi cũng không thể đào thông đường ống thoát nước hội phụ huynh thật sự đã xây dựng phòng tuyến của khu tam hạ quá vững chắc, thử vương cũng không biết bọn người nhà này có thể, vì lời bình tiên tiến có thể điên cuồng tới mức nào. Đàn chuột chia nhau tìm kiếm dưới mặt đất hơn 20 phút, nhưng không thể tìm ra bất cứ lỗ hồng nào có thể đột phá khu tam hạ, từ bên trong. Đột nhiên đàn chuột ngửi được mùi đồ ăn. Một số con chuột đi tìm đồ ăn theo bản năng, thì thấy có hạt gạo trong đường ống thoát nước ở bên kia. Có con chuột ăn vài miếng, sau đó chết ngay tại chỗ đó là bà chuột ngâm độc mà hội phụ huynh thả xuống trước khi đổ bê tông vào. Căn cứ theo nguyên tắc có thể giết bao nhiêu hay bấy nhiêu, đội người nhà đã thả hết những bà chuột ngâm. Độc có thể tìm thấy trên thị trường vào trong hệ thống thoát nước. Sau khi một con chuột trúng thuốc, mà chết bất đắc kỳ tử thì đàn chuột bên cạnh lại nhào vào người nó mà cắn xé, định ăn thịt đồng loại. Nhưng chúng còn chưa nuốt được miếng nào thì đã chết ngay tại chỗ như con chuột đầu tiên. Trừ thử vương ra thì trí thông minh của cả bầy chuột đều chưa phát triển hoàn toàn, cho nên chỉ dựa vào mấy loại bả chuột ngâm độc này đã có thể giết được mấy trăm con chuột ở nơi mọi người không nhìn thấy cho tới khi thử vương phát hiện ra điều kỳ lạ thì mới chỉ huy đàn chuột dưới mặt đất nhanh chóng rút lui trên mặt đất có gần một ngàn người nhà đang cầm súng ống đạn dược trong tay rồi bày trận sẵn sàng để đón quân địch mười mấy ngàn thành viên câu lạc bộ cầm dao phay canh giữ đường long lân đường liên minh đường tân hà trên cao ốc còn có chạm gác cuối cùng đàn chuột lại không chọn tiếp tục tấn công khu tam hạ mà bắt đầu lao về những khu khác như thủy triều trí thông minh của thử vương đã phát triển trí tuệ của nó giống như là đến từ bộ não của thi thể jindai senaka nào đó trong suy nghĩ của nó bây giờ nạn dịch chuột còn chưa được tính là hoàn thiện chưa trải qua sinh sôi và tiến hóa đầy đủ nếu đối đầu với một khu tam hạ đã chuẩn bị đầy đủ trong thời điểm này thì có thể làm chậm tiến độ thúc đẩy chỉnh thể của nó cho nên chẳng bằng bây giờ đi xâm lược nơi khác rồi lại đối đầu với khu tam hạ một thân một mình này lúc này cư dân của khu Tam Hạ đều ngẩn cả người ra, chuyện gì đã xảy ra thế? Sao nạn dịch chuột lại rút lui rồi? Trong khu thứ 6 gần khu Tam Hạ, có người đứng trên cao ốc quan sát thấy tình cảnh yên bình bên này, hoàn toàn không có dấu vết bị nạn dịch chuột tấn công. Có người cả gan tổ chức một đội nhân lực xông ra ngoài, mục đích là muốn vọt thẳng về phía khu Tam Hạ. Nhưng gần 100 người vừa mới xông ra khỏi cao ốc, cách phòng tuyến khu Tam Hạ, khoảng 200 mét thì đột nhiên có mấy ngàn con chuột không biết lao, từ đâu ra đang đâm đầu về phía họ bên trong phòng tuyến mấy người tiểu tam đang mượn ánh sáng phát ra từ đống lửa mà quan sát cảnh tượng này những cư dân cũng nhìn thấy cảnh này chỉ thấy những người kia vừa xông ra ngoài đã bị đàn chuột bao vây sau đó lại bị đàn chuột ép lùi về trong bóng tối nơi xa kia một lần nữa trong bóng tối có người hét lên với phòng tuyến khu tam hạ cứu mạng với còn có nạn dân bị chuột nhào lên cắn xé sau đó từ từ bị kéo vào bóng tối phía sau cao ốc người nhà màu tím lưu hách nói không thể đi nữa phòng tuyến của chúng ta cũng không ổn định. Phụ huynh đã nói rồi, khi nào nhìn thấy tín hiệu, thì đi ra ngoài mở cửa rồi tiếp ứng cho người du hành thời gian trên kình đảo. Bây giờ không nhìn thấy tín hiệu thì chúng ta không thể ra ngoài một cách tùy tiện được. Người đã quên kế hoạch B của phụ huynh rồi sao? Một khi sử dụng kế hoạch B, thì đừng hòng mơ tưởng tới việc cứu cả thành phố này nữa. Chúng ta phải ưu tiên việc bảo vệ chính mình. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Nhưng Tiểu Tam lại trả lời với một giọng điệu lạnh lùng, ngươi không hiểu ý của phụ huynh dù phụ huynh để chúng ta ở đây trông giữ nhưng trong lòng hắn vẫn muốn cứu cư dân toàn thành phố bây giờ nạn dịch chuột vừa mới xuất hiện còn chưa sinh sôi tới một mức độ cao hơn chúng ta có thể cứu người quá nguy hiểm lưu hách kéo hắn lại ngươi không được đi tiểu tam nhìn hắn với ánh mắt nghiêm túc rồi nói ý nghĩa tồn tại của hội phụ huynh chúng ta là gì là vì mạng sống của bản thân mình ư yên tâm đi bây giờ nạn dịch chuột còn chưa lớn mạnh lưu hách ngươi ở lại đây đi Người của đội 2, đi theo ta. Tiểu Tam nhớ Khánh Trần đã từng nói rằng, đây mới chính ý nghĩa để hội phụ huynh tồn tại. Lão la, chỉ khi hội phụ huynh thật lòng thật dạ muốn cứu giúp thế giới này, thì thế giới này mới bằng lòng giúp chúng ta. Nếu như thế giới và vận mệnh cần chúng ta hy sinh, trong kiếp nạn này mới có thể chứng minh lòng thành thay đổi thế giới của chúng ta, thì ta cũng sẽ không ngại mà trở thành một trong những người hy sinh. Đến gia trưởng cũng có thể hy sinh thì hắn còn sợ gì nữa chứ? Tiểu Tam nói rồi dẫn theo hơn 10 người nữa bắt đầu lao về phía bóng đêm trước mặt. Tiếng súng, tiếng kêu rên thảm thiết vang lên không dứt. Trái tim của Lưu Hách nhảy vọt lên cổ họng, hắn im lặng mà quan sát, cho tới khi tiếng súng trong bóng tối ngừng lại thì trái tim của hắn cũng dần ngừng nhịp đập. Tiếng súng dừng lại có khả năng cao đại biểu cho việc hắn còn chưa nghĩ xong mọi việc thì đã nghe thấy tiếng bước chân vang lên trong bóng tối. Tiểu Tam đang khiêng hai đứa trẻ trên vai, những người nhà khác cũng khiêng thêm mấy người, họ cùng nhau chạy về phía ánh sáng tiểu tam hét lên một cách giận dữ, chuẩn bị xạ kích, sau khi bọn ta vượt qua được phòng tuyến thì giết sạch những con chuột kia. Tất cả người nhà đều phi nước đại, phía sau họ là hơn một ngàn nạn dân đang chạy theo. Tiểu tam dẫn theo họ vượt qua phòng. Tuyến, hắn buông hai đứa trẻ xuống rồi định quay người lại mà nổ súng tiêu diệt đàn chuột. Nhưng người nhà phát hiện ra một điều bất ngờ rằng một khi đàn chuột tới gần phòng tuyến, thì chúng sẽ không đuổi theo họ nữa. Có người nhà đứng trong phòng tuyến mà họ reo, nhưng tiểu tam vội vàng lên tiếng ngăn cản các vị nhanh chóng tranh thủ thời gian nghỉ ngơi đi, chúng ta vẫn còn một trận chiến ác liệt phải đánh đấy. Các cư dân nghe Tiểu Tam nói thế thì không khỏi cảm thấy nghi ngờ, dường như những thành viên câu lạc bộ này đã biết trước là sẽ có chuyện gì xảy ra, hơn nữa cũng đã chuẩn bị xong để sẵn sàng chiến đấu với đám chuột này rồi. Lúc này mọi người lại nhớ, tới hành vi xua đuổi mọi người của hội liên hiệp câu lạc bộ, những hành động đó không giống như là muốn bắn họ đi, mà lại càng giống là muốn dẫn họ đi tị nạn hơn. Từ đầu tới cuối, những thành viên của hội liên hiệp câu lạc bộ này cũng chỉ mắng ngoài miệng, quá đáng thêm một chút thì chỉ là nổ súng lên trời mà thôi, lúc căng thẳng nhất cũng chỉ đạp lên mông của nam nhân mà thôi. Phụ nữ, người già và trẻ con hoàn toàn chưa từng phải chịu sự nhục nhã của những thành viên câu lạc bộ hung thần ác sát này. Lúc này, Tiểu Tam cất cao giọng giải thích với các cư dân rằng, mọi người không cần phải sợ, tất cả đường cống thoát nước đều đã bị chúng ta phá hỏng, chúng ta phải lợi dụng khoảng thời gian này để diệt chuột, sau đó mau chóng sửa chữa lấp kín những nơi chuột có khả năng chui qua tuyệt đối không được để lộ sơ hở loại bỏ tất cả con đường chuột có thể vào được trong nội bộ khu tam hạ mọi người hãy mau rút lui theo thứ tự tiểu tam nói tới đây thì cảm thấy dường như vỏ bọc hung thần ác sát của mình sắp sụp đổ rồi nên lại vội vàng tỏ ra hung hăng rồi nói mẹ nó nhanh tay nhanh chân lên cho ta ai dám làm chậm trễ tốc độ tiến lên của đội ngũ thì ông đây sẽ nổ súng bắn chết hắn thái độ trước và sau khác biệt quá lớn khiến cho các cư dân hơi sững người ra chỉ là mọi người không còn bài xích sự sắp xếp của hội phụ huynh như trước nữa. Dưới bầu trời đêm bên ngoài khu Tam Hạ, khắp nơi đều là những tiếng kêu rên, khu Tam Hạ vốn bị người người phỉ nhổ, xa lánh lại trở thành cảng tránh gió tạm thời đúng nghĩa. 120 liên lạc viên của hội phụ huynh chạy khắp các ngõ ngách trong thành thị, thế là càng ngày có càng nhiều người nhà bắt đầu đi về phía đại bản doanh để tụ tập. Vấn đề không đủ nhân lực dần dần được giải quyết. Những người nhà đang tổ chức cho hơn một triệu cư dân di chuyển với vẻ hung hăng, tiểu tam thì đang nhíu mày, họ có bốn cánh cửa mật thược, dựa theo tốc độ hiện tại, thì chắc là có thể đạt tới hiệu suất mỗi một giây đưa hai người thông qua, bốn cánh cửa thì tức là mỗi một giây đưa qua được 8 người. Một tiếng có 3.600 giây, mỗi tiếng có thể rút lui được 28.800 người. Khu Tam Hạ tập trung hơn một nửa dân số của thành phố số 10, hội phụ huynh thống kê qua hộ khẩu thì áng chừng khoảng hơn 6 triệu 310 000 người. Cho nên, muốn rút lui toàn bộ dân số của khu Tam Hạ thì thời gian cần thiết tối thiểu là 9 ngày. Nhưng nạn dịch chuột sẽ cho họ thời gian 9 ngày ư? Đáp án là không. Dựa theo sự tính toán của gia trưởng, thì nhiều nhất 3 ngày nữa là nạn dịch chuột có thể tàn sát gần hết khu lục thượng. Bây giờ hội phụ huynh chỉ có thể cố gắng hết sức đưa cư dân đi, sau đó trông chờ vào quân trợ giúp của liên bang tập đoàn mau tới đây. Tiểu Tam dựa vào phòng tuyến mà hút thuốc, hắn yên lặng quan sát đội ngũ cư dân di chuyển về phía trước. Phía sau cửa mật thước, mọi người cũng đã hiểu chuyện gì đang xảy ra với thành phố số 10 mà những thành viên câu lạc bộ vừa mới quát nạt, hung dữ với họ kia cũng không lựa chọn trốn tránh khi tai nạn ập tới, mà là ở lại để cho họ một con đường sống. Một phóng viên của truyền thông hy vọng lặng lẽ trốn trong đội ngũ, đi theo cư dân của khu Tam Hạ mà rút lui. Hắn tới đây để điều tra sự khác lạ của khu Tam Hạ, bây giờ lại bị hội phụ huynh đe dọa đi xuống dưới lầu. Bởi vì có một lần hắn vô tình đi ngang qua đây trong đêm, vị phóng viên này đã nhìn thấy khu Tam Hạ, vốn nên tối tăm u ám nay lại đèn đuốc sáng trưng. Bởi vậy nên hắn đã không kìm được mà đi vào nơi này. Hắn còn chưa nhìn đủ thì đã gặp phải chấp pháp của hội phụ huynh. Phóng viên tận mắt chứng kiến những người nhà đã liên tục đánh úp hai cứ điểm của bọn trộm. Trong một tòa cao ốc, cư dân vây xem dồn dập vỗ tay khen hay. Trong đêm, những người đi đường vui vẻ tụ tập bên phố nói chuyện phiếm, phụ nữ còn dám đi ngoài đường một mình vào lúc 2 giờ đêm. Phải biết rằng, cho dù là ở khu thứ tư, khu thứ năm, khu thứ sáu thì phụ nữ ở ba khu này cũng không dám đi ngoài đường như thế sau 12 giờ đêm tùy tiện đi qua một ngõ nhỏ tối tăm cũng có thể mất mạng phóng viên nhìn về phía hẻm nhỏ của khu tam hạ theo bản năng nơi đó có lắp camera giám sát còn dán biển cảnh cáo đại loại như không cho phép tùy tiện đại tiểu tiện nếu không thì bắt diễu hành thị chúng không cho phép phạm pháp nếu không sẽ bị bắt ta đang nhìn ngươi camera giám sát còn quay đi quay lại vô cùng đáng sợ hắn đi vào người một hơi quả nhiên không có mùi khai của nước tiểu phải biết rằng dù là trong một số hẻm nhỏ của khu thứ ba thì cũng sẽ có người đại tiện tiểu tiện bên trong đó lúc ấy vị phóng viên của truyền thông hy vọng này đã đứng lặng người đây là khu tam hạ trong ấn tượng của hắn ư không phải khu tam hạ vô cùng nguy hiểm lại còn dơ giấy bẩn thỉu đen tối u ấm ư sao lại khác hoàn toàn với những gì hắn thấy hiện tại vậy chuyện này chắc chắn có vấn đề phóng viên thuê một phòng ở lại tại khu tam hạ hắn muốn trải nghiệm sinh hoạt tại khu tam hạ một cách chân thật nhất dần dần hắn bắt đầu hiểu rõ hội liên hiệp câu lạc bộ cũng biết những nhân vật nòng cốt. Sau này, hắn còn thông qua những con đường khác mà phát hiện được dường như các khu tam hạ của các thành thị đều đang trải qua sự lột xác, những nhân vật quan trọng dần dần trồi lên mặt nước. Phóng viên bắt đầu hiểu được phía sau hội liên hiệp mà hơn 100 câu lạc bộ tạo nên là một quái vật khổng lồ có tên hội phụ huynh. Họ đã xử lý thần giáo cứng nhắc của thành phố số 10 và số 18. Thật ra những gì hắn điều tra đã có thể trở thành bản thảo từ lâu rồi nhưng phóng viên lại do dự bởi vì hắn biết rõ bây giờ tập đoàn chỉ là còn chưa phát hiện sự thay đổi của khu tam hạ và sự sự lột xác của hội phụ huynh. Tập đoàn đã quen với việc mắt cao hơn đầu, cho nên xem thường chuyện cúi đầu quan sát khu tam hạ. Nhưng nếu truyền thông hy vọng báo cáo lên, thì chắc chắn sẽ khiến cho sự tồn tại của hội phụ huynh lộ ra ngoài ánh sáng. Đến lúc đó sẽ xảy ra chuyện gì? Phóng viên biết rõ hậu quả của chuyện này. Vậy nên hắn đã phá hủy bản thảo rồi. Dù sớm muộn gì chuyện này cũng sẽ bị lộ ra ngoài ánh sáng nhưng hắn tình nguyện để cho nó lộ ra muộn hơn một chút. Sau này, phóng viên đã định cư ở khu Tam Hạ, hắn cảm giác cuộc sống ở đây còn dễ chịu hơn cuộc sống ở khu thứ năm của hắn nhiều. Chuẩn bị tới lượt vị phóng viên này tiến vào cửa mật thước, hắn nhìn Tiểu Tam đứng một mình tựa vào bao cát, mà hút thuốc thì bỗng nhiên rời khỏi đội ngũ. Hắn vừa rời khỏi đội ngũ thì bên cạnh đã có một người nhà, giơ chân đạp hắn một cái rồi hỏi với vẻ hung dữ, làm cái gì thế hả? Không muốn sống nữa đúng không, quay về đội ngũ ngay cho ta còn có một người nhà đứng duy trì trật tự của đội ngũ nói, người đứng sau bổ sung lên đi, đi nhanh lên cho ta. Phóng viên bị đạp một cú ngồi bệt xuống đất, nhưng hắn cũng không tức giận mà chỉ đứng dậy phủi sạch cho bụi trên người. Sau đó hắn nhìn tiểu tam mà nói, ta là phóng viên của truyền thông hy vọng, ta từng đi lính ở lữ đoàn 102 quân tập đoàn thứ nhất của liên bang, ta muốn ở lại đây chiến đấu cùng các ngươi. Tiểu tam nghe vậy thì sững người một chút, hắn nói, mẹ nó, ngươi biết mình đang nói gì không thế? Phóng viên gật đầu rồi nói tiếp, ta tên là Cao Văn, ta bằng lòng ở lại, ta cũng biết chúng ta sắp phải đối mặt với điều gì. Vị phóng viên của truyền thông hy vọng này muốn ở lại tham gia chiến đấu, cũng định sẽ ghi chép những gì mình thấy lại thành một câu chuyện. Bên trong căn cứ quân sự T-101 ở phía bắc thành phố 10, cứ điểm không quân khổng lồ Thanh Sơn Hào đang được kiểm tu toàn diện. Tòa thành trì màu đen kia lặng lẽ đậu trên mặt đất, những đài sửa chữa cao cao được dựng xung quanh nó, trông giống như giàn giáo dày đặc bên ngoài bức tường khi một tòa nhà đang được xây dựng. Hàng nghìn công nhân sửa chữa đang bận rộn trên đài sửa chữa, họ điều khiển cánh tay robot khổng lồ, tháo rời các bộ phận bị hỏng của Thanh Sơn Hào và thay thế chúng bằng những bộ phận mới. Ngoài ra còn có hàng trăm kỹ sư đang đại tu các hệ thống và mã của Thanh Sơn Hào, thử nghiệm từ dữ liệu trận chiến trước đó và có được những phương án cải tiến trong tương lai cho cứ điểm không quân. Trận chiến ở khu cấm kỵ số 002 khiến Thanh Sơn Hào lâm vào tình trạng hư tổn về mọi mặt. Sau khi thiết bị phản trọng lực và lò phản ứng quá tải hoạt động, đều phải được bảo dưỡng, máy càng lớn và chính xác thì càng phải xử lý cẩn thận. Bây giờ, chỉ riêng việc sửa chữa lớp giáp bên ngoài của nó cũng đã tiêu tốn một khoản tiền rất lớn. Trong vấn đề chiến tranh này, trong trường hợp lực lượng đồng đều, cái được lôi ra so sánh là ai có nhiều tiền hơn. Mặc dù Lý Trường Thanh trong lần hành động này đã khiến cho hạm đội của Trần Thị không thể hoạt động bình thường trở lại trong vòng một năm, nhưng Lý Thị cũng phải trả một cái giá tương xứng. Lúc này Lý Trường Thanh đang mặc quân phục, đeo quân hàm trung tướng, ngồi trong bộ chỉ huy của căn cứ quân sự. Nàng lặng lẽ xem tin tình báo do tổ chức Hồng Tước gửi về, trong đó có hai tin tức khiến nàng chú ý tới. Tin đầu tiên là đã phát hiện tung tích của người ngoại quốc trên lãnh địa của Jindai ở phương Bắc, nhưng đến nay vẫn chưa tìm thấy phương tiện bay mà đối phương dùng để vượt qua cấm đoạn chi hải. Cấm đoạn chi hải có thể vượt qua được, mặc dù tàu bè không thể đi qua, nhưng trên không trung không hề có chứng ngại vật nào. Cho dù ở thế giới biểu, một chuyến bay thẳng xuyên đại dương cũng mất khoảng 13 giờ. Ở bờ biển Tây cũng có những người từng đến liên bang, lúc đầu liên bang vẫn hoan nghênh, nhưng sau đó mới phát hiện những người đến đây đều làm công tác gián điệp, kiểu qua lại này liền bị cắt đứt. Những gián điệp đó đều bị kết án tù trung thân, đồng thời còn bị thẩm vấn gắt gao về những tin tức liên quan đến bờ biển Tây, cuối cùng biết được tin tức rằng, phía bên kia muốn mở ra một đại lục mới và sẽ tiến hành thực dân với liên bang. Mặc dù khoảng cách của cấm đoạn chi hải có thể vượt qua được, nhưng nó không thích hợp để chiến đấu. Phải biết bán kính bay của máy bay chiến đấu là khoảng 8.000 km. Vương quốc ở bờ biển Tây lần này cử người đến là muốn tìm một hòn đảo trên biển làm căn cứ trung chuyển cho họ. Khinh khí cầu và máy bay chiến đấu đều sẽ được bổ sung tại căn cứ tiền phương này, sau đó bay qua không phận liên bang. Kể từ đó, liên bang vẫn luôn coi sự xuất hiện của người ở bờ biển Tây trên vùng đất này là một hành động khiêu khích và các căn cứ radar đã được triển khai ở các khu vực ven biển để theo dõi 24 trên 24 giờ. Còn bây giờ, nếu có người ngoại quốc nào đó xuất hiện ở phía Bắc, tất nhiên là bay đến đây, mà quân đội liên bang dưới chứng Jindai không có radar cảnh báo trước. Điều đó có nghĩa là Jindai đã mở cửa đất nước cho các thế lực ở bờ biển Tây. Lý Trường Thanh cao mày, đây không phải là tin tức tốt lành gì, bờ biển Tây đang ngóc đầu trở lại, e rằng trên biển đã tìm được căn cứ tiền phương rồi. Thông tin tình báo thứ hai là có nội loạn ở thành phố số 5, tình trạng nội loạn đó đã được dập tắt vào đêm hôm đó thế nhưng sau khi hành động lật đổ gia chủ này thất bại vị gia chủ kia vẫn luôn ở trong căn phòng nhỏ trên núi ngân hạnh không có bất cứ động tĩnh gì điều này khiến lý trường thanh vô cùng khó hiểu gia chủ khánh thị rốt cuộc là muốn làm gì ngay đến cả một hành động khiêu khích nghiêm trọng như vậy cũng có thể coi như không có gì xảy ra thực ra gia chủ khánh thị muốn làm gì vẫn luôn là một ẩn số đối với các thế lực khác nhau các gia chủ từng đảm nhiệm ở những đời trước đều sẽ cân bằng mối quan hệ giữa ảnh tử và các phe phái khác nhau ảnh tử quản thúc được các phe các phe cũng quản thúc được ảnh tử còn gia chủ lại là người kiểm soát đại cục các gia chủ của các thế hệ trên núi ngân hạnh đã sử dụng đế vương tâm thuật của họ để kiểm soát tất cả mọi người trong tay mình nhưng gia chủ hiện tại khánh tầm không hề làm thế hắn để cho thế lực ảnh tử cạnh tranh với các phe phái khác khi ảnh tử chiếm lấy thế thượng phong hắn không hề quản và hắn cũng không quan tâm khi các phe phái khác thắng thế như thể tất cả mọi chuyện đều không hề liên quan đến hắn nội chiến gia tộc người được lợi luôn là người ngoài, những năm nay để chống lại ảnh tử. Các phe phái nhà họ Khánh đã không ngừng trao đổi quyền lợi với các tập đoàn khác, giống như lần này Khánh Vân mẹ của Khánh Văn đã chuyển giao công nghệ cốt lõi vậy, có lẽ không cần đợi bao lâu nữa, họ sẽ bán khống dần dần. Cứ như vậy, thứ bị tổn hại là lợi ích của gia tộc. Nhưng vị gia chủ này vẫn không thèm quan tâm, hơn 10 năm nay, đây là lần đầu tiên gia chủ Khánh Thị ra tay ngăn cản Khánh Vân, đem bán công nghệ cứ điểm phòng không đối phương đang ở trong căn phòng nhỏ đó, lặng lẽ nhìn tòa nhà sụp đổ. Lúc này, một sĩ quan tham mưu tác chiến mang theo một thông tin tình báo đi vào, Lý Trường Thanh liếc nhìn tấm biển trên thông tin tình báo. Đó là thông tin cấp S do su mật sứ của Lý Thị chuyển qua. Tối nay, một thanh niên tên Quý Quan Á đã đến thăm trang viên bán sơn ở thành phố số 18, đồng thời có một cuộc nói chuyện bí mật với Lý Văn Thọ trong 20 phút. Quý Quan Á vốn là một người du hành thời gian thuộc về Lý Thị, và là cấp dưới trực tiếp của Lý Trường Thanh lúc này lý vân thọ đã là gia chủ nhà họ lý và đương nhiên hắn sẽ không vượt qua lý trường thanh mà đi gặp quý quan á nhà họ lý rất chú trọng đến trật tự nội bộ vì vậy lý vân thọ không thích ai đó tự ý vượt cấp đến gặp hắn đây không phải là sự kiêu ngạo của lý vân thọ mà là đối với một tập đoàn lớn cơ cấu quyền lực cần phải ổn định nếu thuộc hạ của lý trường thanh có thể tùy ý vượt cấp đến gặp hắn điều này sẽ làm giảm quyền lực của lý trường thanh dẫn đến sự sụp đổ cấu trúc cơ bản của lý thị là chủ sở hữu của tòa nhà bão pháp lý vân thọ đi theo cha mình nghe mãi thành quen đã mấy chục năm hắn chứng kiến cha mình giải quyết mọi chuyện vô cùng gọn ghẽ sau đó lại dạy cho hắn vô số đạo lý nhiều người bên ngoài đều nói rằng lý tu duệ thích nhất lý thúc đồng vì vậy gia chủ có khả năng sẽ phá lệ truyền lại cho con trai thứ bảy thế nhưng chỉ lý tu duệ biết rằng kể từ khi mẹ hắn rời đi dù cha hắn có bận rộn đến đâu vẫn dành ra hai tiếng mỗi ngày để truyền đạt kiến thức chia sẻ kinh nghiệm và kiểm tra trí tuệ thực ra ngay từ lúc đó Lý Vân Thọ đã biết cha hắn là muốn rời đi với mẹ của mình. Sau khi mẹ qua đời, tất cả những gì cha làm trong suốt quãng đời còn lại của mình là để vun vén cho gia tộc được bền lâu. Khi quý quan á đến trang viên Bán Sơn, Lý Vân Thọ đã chìm vào giấc ngủ, hoàn toàn không có kế hoạch gì. Kết quả quý quan á giải thích rằng hắn được Khánh Trần giao phó nên mới đến, gia chủ Khánh thị lập tức đứng dậy. Sau cuộc trò chuyện bí mật, một phong thư tình báo đã đến căn cứ quân sự T101 thông qua một mạng được mã hóa. Lý Trường Thanh chỉ vừa mở ra xem vài dòng đã đứng dậy ngay lập tức, chuẩn bị phi thuyền hạng A, ta phải đi đến thành phố số 10. Lão nhị thập nhất ở bên ngoài bộ chỉ huy đang ngủ gà ngủ gật trên ghế ở cửa, sau khi nghe thấy câu nói của Lý Trường Thanh, hắn ta khó hiểu hỏi, hay là ngồi phi thuyền loại B đi, nó nhanh hơn. Ta sắp đi đánh trận, chuẩn bị phi thuyền loại A và đội hộ tống đi. Lý Trường Thanh lạnh lùng nói, gia chủ nói, Khánh Trần nhờ quý quan á truyền tin đến, thành phố số 10 đã bị ô nhiễm bởi thi thể của Jindai Senaka. Một trận thảm họa sẽ sớm xảy ra. Lão nhị thập nhất sửng sốt một hồi lâu. Chờ chút, ngài vừa mới trở về từ phía nam mà. Những chuyện thế này không cần đích thân ngài phải đi. Bà chủ chỉ cần chấn giữ nơi hậu phương là được. Có lý nào lại để ngài phải đích thân ra chiến trường vào mỗi lần giao chiến? Lý Trường Thanh liếc hắn một cái. Khánh Trần đang ở thành phố số 10. Lão nhị thập nhất im lặng hồi lâu. Đúng là tội đồ. Tiểu ưng đâu? Lý Trường Thanh lớn tiếng hỏi. Ta ở đây, bà chủ tiểu ưng rụt rè bước vào từ bên ngoài. Không phải ngươi và Khánh Trần đều ở học viện du hành thời gian sao? Sao không báo tin này cho ta? Lý Trường Thanh vẻ mặt u ám hỏi. Tiểu ưng bị khí thế của người phụ nữ trước mặt làm choáng ngợp. Khánh Trần nói ngươi vừa tham gia một trận chiến, không thích hợp lại đến thành phố số 10 mạo hiểm nữa. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Lý Trường Thanh cười lạnh bước ra ngoài, hắn không đến tìm ta, mà lại đến tìm su mật sứ, rõ ràng là không muốn để ta đến đó, nhưng ta cứ đi đấy. Nhưng mà, ngay lúc này, Lý Thúc bước nhanh đi tới, Trung tướng Lý, Jindai vừa tổ chức một cuộc họp báo mới, họ thông báo rằng thành phố số 10 đã bị ô nhiễm bởi các sinh vật sinh học và bây giờ đang xảy ra một thảm họa cực kỳ nghiêm trọng. Hạm đội phương Bắc của Jindai sẽ ra khơi sau 8 giờ nữa, đến hỗ trợ thành phố số 10. Lý Trường thanh cao mày, vừa ăn cắp vừa la làng, chúng muốn lấy cớ này để nam tiến đây mà. Rõ ràng là thảm họa do quân đội Jindai tự tạo ra, nhưng lúc này lại trở thành lý do để hạm đội phương Bắc Jindai tiến về phía nam. Hơn nữa không chỉ hạm đội phương Bắc, đội quân dã chiến do Jindai điều khiển có lẽ cũng sẽ cùng tiến về phía nam. Trong trận chiến ở khu cấm kỵ số 002, Khánh Thị, Lý Thị, Kasima, Trần Thị đều dồn dập tham gia trận chiến, duy chỉ có quân đội Jindai im lặng lên kế hoạch. Hiện tại bên kia đã lựa chọn điểm nút thời gian này, vừa hay là lúc thế lực của các bên đang chuẩn bị nghỉ ngơi dưỡng sức còn lý do bên kia chọn làm ô nhiễm thành phố số 10 cũng rất đạo trích. Thứ nhất, thành phố số 10 có dân số đông nhất. Thứ hai, thành phố số 10 không có khả năng phòng ngự. Trong những năm đầu tiên, năm tập đoàn lớn đã gửi quân đến đó, kết quả Khánh Thị đóng quân ở cách thành phố số 1100 km, Jindai liền muốn đóng quân ở khoảng cách 90 km, Lý Thị thì muốn đóng quân ở khoảng cách 80 km. Cuối cùng khiến tất cả mọi người đều phải đóng quân ở rìa thành phố, trông như năm lực lượng liên quân với nhau bao vây tấn công thành phố các trại quân sự hệ có một chút biến động nhỏ nhoi thôi, mọi người ai nấy đều trở nên nhạy cảm và căng thẳng. Vì vậy, các tập đoàn đã đồng ý với nhau rằng quân đội của các tập đoàn sẽ không còn đóng quân cách thành phố số 1800 km nữa. 800 km là khoảng cách giữa thành phố số 10 và thành phố số 18. Nay vì các bên đều tránh hiểm nghi, quân đội lại ở xa, không ai có thể nhanh chóng hỗ trợ. Jindai đã tính toán hết tất cả mọi thứ. Lần này sẽ là khởi đầu của một cuộc chiến tổng lực. Lý Trường Thanh lại đi bộ trở về bộ chỉ huy, nàng bình tĩnh mà yên lặng nhìn mô hình toàn tức, quan sát tổng thể toàn bộ chiến trường phía bắc. 10 phút sau, tác chiến tham mưu bước vào bộ chỉ huy, Kasima cũng thông báo sẽ đi về phía nam để hỗ trợ thành phố số 10. Nàng đi đi lại lại trong bộ chỉ huy, cuối cùng đưa ra quyết định, không đi thành phố số 10 nữa, quay trở về Su Mật xứ, bộ phận của chúng ta sẽ hoàn thành việc chuẩn bị hậu cần trong vòng 8 giờ, và 16 giờ sau, chúng ta sẽ tụ họp với chỉ huy tiền tuyến Lý Vân Mộ phải đánh một trận chiến ác liệt rồi. Lúc này, Thanh Sơn Hào không thể cất cánh, nhưng cứ điểm phòng không của tập đoàn Jindai vẫn còn nguyên vẹn. Trận chiến này không dễ đánh. Lý Trường Thanh liếc nhìn thành phố số người như một thành phố cô độc trên mô, hình, nàng rất muốn đến đó. Nhưng nàng là tướng lĩnh của Lý Thị, trước đây nàng có thể lái chiếc Thanh Sơn Hào mà tùy ý xuất hiện trước hạm đội của Trần Thị, nhưng bây giờ một khi cuộc chiến toàn diện sắp nổ ra, nàng phải chịu trách nhiệm với những binh sĩ của Lý Thị. Còn Lý Trường Thanh biết rất rõ rằng ngay từ thời điểm một cuộc chiến tranh toàn diện vừa nổ ra, tất cả quân chủ lực đều sẽ bị giam chân ở chiến trường trực diện và thành phố 10 chỉ sợ sẽ không thể chờ đợi được chi viện thực sự. Đây là những gì Khánh Trần đã nói với Tiểu Tam, rất có thể điều mà họ chờ đợi được không phải là chi viện mà là chiến tranh. Đếm ngược quay lại 166, không, không cách đợt xuyên không lần này cũng chỉ mới trôi qua 2 tiếng. Bám theo, Điện Phục đang dẫn theo hơn 600 thành viên côn luân đi xuyên qua trên đường phố. Lúc này thử chiều vừa trồi lên khỏi mặt đất, các khu vực hoạt động chính vẫn là khu vực số 2, số 5 và số 6. Những con chuột này không hề kéo dài cuộc chiến theo ý muốn, mà là sau khi ăn no căng diều ở ba khu vực này, chúng mới tìm cách âm mưu các khu vực khác. Khi đó, số lượng sinh sôi của chúng sẽ hoàn thành quá trình lột xác, toàn bộ thành phố sẽ trở thành kho lương thực của chúng. Kế hoạch A mà Khánh Trần giao cho Điển Phúc là sau khi xuyên không, nếu thành phố không chìm vào bóng tối, thì các thành viên Côn Luân phải thế sống chết canh giữ nhà máy điện để đảm bảo có thể cung cấp điện bình thường. Nhưng nếu họ không đến đó kịp thời, vậy thì sẽ phải khởi động kế hoạch B, lập tức đến Tổng bộ Ủy ban An ninh PCE tại khu số 5. Ở đó có ghi chép tiếp cảnh của 3 tháng gần đây. Lúc đầu, Điển Phúc không hiểu tại sao Khánh Trần lại yêu cầu họ lấy ghi chép tiếp cảnh trong tình trạng nguy cấp như vậy. Nhưng sau khi giải thích, họ hiểu rằng Khánh Trần muốn có ghi chép tiếp cảnh tại tổng bộ PCE, rồi sử dụng ghi chép này để phân tích vị trí của thử vương. Theo suy luận của Khánh Trần, Thử Vương muốn ngay lập tức xâm chiếm khu Tam Hạ, vì nó nằm trong khu vực ba không quản và có thể dễ dàng trở thành điểm mù trong thành phố, đó là một lựa chọn chiến lược. Người ở khu Tam Hạ đều là người ở dưới đáy xã hội không được cha mẹ yêu thương, còn có hơn 10 người xưng là hơn một nửa dân số, hoàn toàn có thể dùng làm vựa lúa. Phải nói kế hoạch của Thử Vương không bàn mà giống với hội phụ huynh, bọn họ đều cảm thấy khu Tam Hạ không có ai quản lý nên phải ra tay từ đó trước. Có điều điều mà thử vương không ngờ tới là khi nó hút sức mạnh từ thi thể của jindai senaka khu tam hạ đã trở thành khu vực riêng của hội phụ huynh rồi điều này khiến nó hoàn toàn không thể nào chen vào lọt khánh trần phân tích rằng nếu nhóm chuột đã thất bại trong việc xâm chiếm khu tam hạ không có mục tiêu chiến lược tối ưu thì các khu vực còn lại dù chúng xâm lược chỗ nào cũng đều như nhau vậy thì khu vực tiếp theo mà chúng thường xuyên hoạt động phải là khu vực gần thử vương nhất vì chúng phải mang thức ăn gần đó để cung cấp cho tộc của chúng sinh sản liên tục khi lũ chuột vừa bắt đầu tàn phá bừa bãi chắc hẳn đã có một số cư dân may mắn sống sót vậy những cư dân sống sót đó sẽ làm gì chắc chắn phải ngay lập tức thông báo chuyện kinh sợ này cho ủy ban an ninh pce tổng bộ của ủy ban an ninh pce có một máy phát điện dự phòng hắn cần các thành viên côn luân sử dụng hồ sơ báo cáo để phân tích khu vực hoạt động của quần thể chuột từ đó phân tích được vị trí của thử vương chỉ có cách này khánh trần mới có thể tìm cách chặt đầu hơn nữa khánh trần đang suy nghĩ về một vấn đề nếu Jindai Senaka đang nắm giữ vật cấm kỵ ACE-022 nghĩ hậu trong tay. Vậy nếu tìm thấy thử vương, có lẽ sẽ có thể tìm thấy Jindai Senaka. Người này Khánh Trần nhất định phải giết cho bằng được. Thành phố với hàng triệu người chỉ vì mất điện mà không còn con đường sống, tập đoàn Jindai nhất định phải nợ máu trả máu. Đội trưởng, chúng ta xác định sẽ đến khu số 5 sao. Một người nào đó trong đội Côn Luân thấp giọng hỏi, thực ra bây giờ sơ tán vẫn còn kịp, chúng ta đến khu tam hạ để tập hợp với các thành viên của hội phụ huynh. Chỉ cần chúng ta ở đó vài ngày, viện binh của quân đội liên bang đảm bảo sẽ tới kịp lúc. Bây giờ, mọi người đều biết rằng thảm họa chiều chuột sẽ bùng phát trong thành phố. Trong học viện, mệnh lệnh mà đội 99 người du hành thời gian nhận được đều là ghi nhớ lộ trình, sử dụng kế hoạch A và B làm hướng dẫn, rút lui ra bên ngoài thành phố hoặc khu tam hạ. Chỉ có côn luân được lệnh xen kẽ vào trung tâm thành phố. Họ đều biết rằng đây là con đường chết, không có đường quay lại. Bây giờ chiều chuột chỉ còn phân bố giải rác, vẫn kịp để bọn họ rút lui không được điển phúc lạnh lùng trả lời mệnh lệnh là mệnh lệnh khánh trần yêu cầu chúng ta nhất định phải đánh chiếm tổng bộ pce trước khi thảm họa chiều chuột bùng phát chúng ta nhất định phải làm được cho đến nay tất cả những gì khánh trần nói đều đã ứng nghiệm hắn đã chuẩn bị kế hoạch a và kế hoạch b cho tất cả mọi người nếu từ trước đến nay hắn chưa từng phạm phải sai lầm vậy thì ta không có lý do gì để chất vấn hắn có người hỏi nếu hắn thực sự sai thì sao điển phúc im lặng một lúc ngay cả khi hắn thực sự sai Chúng ta cũng phải chấp hành. Thật ra, Điển Phúc rất ngưỡng mộ Khánh Trần, là người chịu trách nhiệm về côn luân ở thành phố số 10, hắn đã tận mắt chứng kiến cách đối phương dùng khoảng thời gian 5 ngày còn lại khi trở về, mà lo lắng hết lòng tìm ra cho mọi người một lối thoát và chuẩn bị các kế hoạch dự phòng như thế nào. Giờ phút này, mọi người rõ ràng đang ở trong thành phố không có điện và thông tin liên lạc, nhưng mọi người vẫn có thể tiếp tục ứng phó theo kế hoạch, điều này hoàn toàn là do Khánh Trần đã làm hết các phương án, biến số, công tác chuẩn bị trước khi xuyên không. Đây là lý do tại sao những người du hành thời gian, sau khi xuyên không không hề hoảng sợ khi đối mặt với thành phố bị cúp điện đột ngột. Vì Khánh Trần đã nói với họ tất cả mọi thứ có thể xảy ra, ngay cả khi không có chỉ huy hay sĩ quan chỉ huy trong thành phố tăm tối này, tất cả những người du hành thời gian vẫn biết bản thân phải làm gì. Có thể nói, ngay khoảnh khắc đếm ngược giờ quay trở về kết thúc, công việc của Khánh Trần đã kết thúc rồi. Đúng như câu nói mà Ảnh Tử đã từng nói với Khánh Trần. Khánh Trần từng hỏi Ảnh Tử trong khu cấm kỵ số 002, liên bang đang xảy ra chiến tranh ngươi chạy lung tung vậy có thích hợp không và câu trả lời của ảnh tử là những gì ta nên làm ta đều đã làm xong rồi vào lúc này trong thành phố rộng lớn cư dân đã bắt đầu dần thấy hoảng sợ vì chiều chuột đang dần hoạt động vô số người đang chạy về phía rìa của thành phố muốn thoát khỏi nơi đây những người dân đi ngủ sớm cũng thức dậy trong tiếng rít gào điển phúc ôm một người tị nạn chạy trốn hướng mà các ngươi chạy đến có chiều chuột không người tị nạn nói trong kinh hoàng có ở đó đều là chuột cả. Điển Phúc cao mày, không ngờ rằng khu số 5 nơi bọn họ muốn đến lại là một, trong những khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất. Tiếp tục đi. Điển Phúc nặng nề nói, các huynh đệ, phải hoàn thành nhiệm vụ. Vào ngày cuối cùng đếm ngược để trở về, Khánh Trần lại nói chuyện với từng người phụ trách. Lúc đó, Khánh Trần nói với Điển Phúc, mệnh lệnh này có thể không công bằng đối với các ngươi, các ngươi có thể cũng sẽ không hiểu. Nhưng ta biết sứ mệnh của các ngươi quan trọng như thế nào. Trong thảm họa này, ta cần mọi người đều trở thành anh hùng, có thế mới cứu được nhiều người hơn nữa, xin nhờ mọi người. Điển Phúc nghĩ đến đây liền không kìm được mà mỉm cười, Côn Luân không thể để Bạch Chú đánh giá thấp được. Nửa đêm, mọi người đã chạy ra ngoài, Duy chỉ có đội ngũ hơn 600 người này đang ngược dòng tiến lên, dừng. Nửa đêm tại ngã tư thành phố, Khánh Trần kéo Trương Mộng Thiên dừng bước. Trương Mộng Thiên nín thở, hắn có thể nghe thấy, ở phía trước cách bọn họ chừng hơn 20 mét có đàn chuột đang hành quân trên đường rải rác những mảnh xương khô trắng tinh, mảnh nọ trồng lên mảnh kia. Máu tươi tí tách chảy xuống đường, nhuộm cả con đường một màu đỏ ao. Nơi đây là khu đệ lục, người dân đã chết gần hết, còn ở khu đệ ngũ, người dân đã chết hết sạch. Bầy chuột lôi xác thịt của họ xuống dưới lòng đất để nuôi những con non. Nơi đầu đường vốn nên phồn hoa náo nhiệt nay ảm đạm tĩnh lặng đến đáng sợ, thậm chí ngay cả tiếng kêu rên đau khổ cũng không có. Tất cả đã chết. Trương Mộng Thiên run rẩy hỏi, ông chủ, là ai làm điều này? khánh trần thở dài tập đoàn zindai lúc này trương mộng thiên bỗng trông thấy mấy cỗ hài cốt trẻ nhỏ hắn vo chặt nắm tay ông chủ ta muốn giết sạch đám người của tập đoàn zindai trong mắt của bọn chúng căn bản không hề xem tính mạng con người ra cái gì khánh trần mặt không biểu tình nói vậy ngươi phải trở nên mạnh hơn mới làm được điều đó hắn quyết định sẽ không đổ sát đám chuột này bởi có thể thấy bọn chúng quá mức đông đúc cũng như những gì hắn cùng trịnh viễn đông phỏng đoán tại thời điểm ngươi nhìn thấy con rán ở trong nhà thì cũng ngay lúc đó chúng đã âm thầm ở trong góc tối sinh sôi đến hàng trăm con nữa. Khi ngươi trông thấy hai, ba nghìn con chuột chạy ngoài đường cũng tức là lúc đó có hàng hai, ba trăm vạn con nữa sẽ yên ổn ở dưới cống nước mà sinh sống. Đây là một số lượng hết sức đáng sợ, cho dù hiện tại có xuất hiện một vị á thần dốc hết sức bình sinh, cũng không thể dọn sạch lũ chuột này. Cho nên Khánh Trần không thể hành xử lỗ mãng, hắn nhất định phải lặng lặng chờ đợi thời cơ tìm được vua chuột, rồi lập tức chém đầu nó. Vua chuột chết rồi, ít nhất bầy chuột sẽ không dám hành quân lập đội để công kích loài người nữa bản năng sẽ làm chúng phải sợ sệt ánh lửa cùng súng pháo vua chuột chưa chết cái mạng của khánh trần hắn dù có chết đi sống lại mấy lần cũng không đủ để cống cho bầy chuột ông chủ bây giờ chúng ta đi đâu trương mộng thiên hỏi đi tìm manh mối khánh trần bình tĩnh nói ta muốn tìm một vị quả phụ chuyên gia về đầu độc thần kinh để lấy được một mảnh manh mối dựa theo thông tin tình báo gần đây nhất thì vị chuyên gia này cách đây không lâu đã chuyển về khu đệ tứ bọn ta không cần đi tụ họp cùng người của ngài sao? Hiện tại thành phố đã bị cắt điện, thông tin lại bị đứt đoạn, bọn họ có thể ứng phó được hay không? Trương Mộng Thiên hiếu kỳ. Không cần, những việc mà chỉ huy cần phải làm, trước khi đến đây đều đã làm hết rồi. Khánh Trần nói, chỉ khi Khánh Trần sắp xếp xong xuôi hết thảy, hắn mới có thể yên tâm đi tìm manh mối mà hắn muốn. Trương Mộng Thiên có hơi ngưỡng mộ những người du hành, hóa ra tại một vĩ độ thời gian mà hắn chưa biết nào đó, Khánh Trần đã làm được nhiều điều đến vậy. Đi hai người lần nữa nhanh chóng đứng dậy rời đi, nhưng vừa đứng lên bỗng từ trong góc tối xuất hiện một con chuột, nó lao thẳng về phía Khánh Trần. Móng tay của nó đều đã gây do đào đất bê tông ở khu Tam Hạ, quá lâu nhưng vẫn vô cùng sắc bén. Không đợi nó bổ nhào vào người mình, đại khái khí chỉ cách chừng 20cm, có một dòng hồ quang cực mảnh như sợi tĩnh điện ngày thu đông trên thân thể con người, bắn thẳng vào đầu của nó. Lúc này Khánh Trần tự như một con nhím với bộ lông điện, như không thể có con chuột nào đánh lén hắn mà khiến hắn chết được cả. Con chuột kia vốn đang dương nhanh múa vuốt, cả thân thể nó lập tức cứng ngắc lại rồi nhanh chóng chạy vội về nấp dưới đất. Nhưng Khánh Trần đã khống chế hết khả năng sức mạnh lôi chớp của hắn, vừa vẫn có thể khoét một lỗ hổng trong sinh mạng của con chuột kia mà không phí chút sức lực nào. Số lượng của đàn chuột quá nhiều, từ giờ trở đi hắn nhất định phải tính toán cho thật tỉ mỉ, tuyệt đối không được làm lãng phí sức mạnh trong người mình. Lúc này lại có mấy con chuột từ trong góc tối ập tới. Khánh Trần vốn định dùng điện lôi để giật chết hết tất cả nhưng cuối cùng hắn thu lại sức mạnh trừ đường sống cho một con duy nhất. Khánh Trần trong nháy mắt đã cầm con chuột lên, lạnh lùng nhìn thăm dò nó tựa như đang muốn nghiệm chứng một điều gì đó. Hiện tại có hai khả năng, một là lũ chuột không bị Jindai Senaka khống chế. Vậy thì kể cả có là chất cấm ACE022 nghị hậu, cũng chưa chắc đã có thể thành công khống chế được cả đàn cả tộc này. Nhưng dù sao càng là loài vật cấm kỵ lợi hại thì lại càng có nhiều mặt hạn chế. Nếu như vậy, tai vạ chuột tràn bờ không hẳn là không thể cứu vãn được. Hiện tại lũ chuột vẫn đang bận bịu ăn nghỉ, sinh sôi theo bản năng. Còn một khả năng nữa chính là Jindai Senaka từ lâu đã ẩn mình trong thành phố, giấu kín bộ mặt mới này, đợi cơ hội để khống chế vua chuột trong tay. Dù sao cũng chỉ có cổ vật này, biết vị trí cụ thể của con vật thân mình bán thần kia. Khánh Trần cần phải có rất nhiều tin tức và manh mối để tìm được vị trí của vua chuột, mà con vật này lại có thể nhanh chóng tìm được nơi vua chuột ẩn náu nếu như rơi vào tình huống thứ hai jindai senaka là người đứng đằng sau khống chế vua chuột đồng thời phát động để cả thành phố rơi vào tai vạ vậy thì đây chính là tình huống xấu nhất vậy thì bầy chuột nhất định sẽ giúp jindai senaka tìm được tung tích của hắn nhất định bọn chúng sẽ dốc sức thủ tiêu vị lãnh tụ kỵ sĩ trong tương lai là hắn nhưng vừa nãy con chuột kia cũng không nhận ra hắn khánh trần không giết nó xoay người rời đi trong lúc khánh trần tiến về phía trước hắn nhiều lần xác nhận hoàn cảnh xung quanh nhận thấy không hề có đại quân bảy chuột lao đến vây quét hắn, hắn có thể chắc chắn có 90% xác suất rằng chúng vẫn chưa bị Jindai Senaka khống chế. Đây là chuyện tốt. Hai người đùng đỉnh chậm rãi bước đi, vừa đi vừa dựa vào thính lực mà né tránh đội quân bảy chuột đang dần lớn mạnh, cuối cùng cũng miễn cưỡng bước được gần tới khu đệ tứ. Tiếng người huyên náo càng lúc càng lớn. Tiếng kêu rên từ khu đệ tứ cũng thỉnh thoảng truyền đến từ trong các góc tối. Xem ra bầy chuột vừa mới bắt đầu công kích khu đệ tứ, Khánh Trần bình tĩnh nói, không thể đợi thêm được nữa, chúng ta trực tiếp len lỏi vào trong đám người này mà đi tiếp, ta tới tòa nhà hòa bình tìm được vị quá phụ viên Dương, rồi thì chúng ta liền đi ngay. Trong lúc nói chuyện, Khánh Trần mang theo Trương Mộng Thiên bắt đầu tăng tốc cước bộ, cũng may tên nhãi này đã được cho ăn thứ quả trường sinh thiên từ trước, nếu không thì sau ngần ấy thời gian phải bôn ba đi lại hắn cũng mệt đứt hơi rồi. Vừa tiến vào khu đệ tứ, bọn hắn liền trông thấy một đám người từ quán rượu, phòng tập boxing lẫn câu lạc bộ múa thoát y chạy như điên đến, một cô nàng xinh xắn ăn mặc lòe loẹt diêm rúa chạy trên đôi cao gót bị gãy gót trên cổ treo lủng lẳng hai con chuột đàn cố ngoạm lấy phần da gáy nàng một anh chàng béo phì vừa mới chạy ra cửa lại bị đàn chuột chui vào chặt cứng cơ thể phì nhiêu sau đó chậm rãi lôi kéo thân thể to lớn của hắn vào lại trong quán rượu một tên trung niên quần áo chỉnh tề bên cạnh dắt theo hai vệ sĩ bảo vệ trước sau bọn hắn vì muốn nhanh chóng mở đường rời đi mà không thương tiếc đạp ngã người phụ nữ trung niên đang chạy đằng trước bọn họ xuống đất một màn trước mắt, không khác gì địa ngục trần gian. Từng màn từng màn mưa máu tanh tưởi này vô cùng dữ dội, ghim chặt vào trong não bộ của Khánh Trần khiến hắn không còn cách nào xóa. Đây là lần đầu tiên trong đời hắn hận năng lực ghi nhớ của bản thân đến thế. Hắn sẽ mãi mãi không thể nào quên được. Khánh Trần bình tĩnh đi xuyên qua đám đông, muốn giả vờ như bản thân chưa từng gặp phải những người này, chưa từng trông thấy những cảnh này. Hắn nhất định phải nắm chặt lấy thời gian tìm được vị quá phụ viên dương, cùng đứa con độc nhất của nàng nếu để cho đối phương chết đi thì đoạn manh mối này cũng theo đó mà đứt gãy bóng dáng khánh trần lao đi tìm mảnh manh mối thế kỷ này chỉ dựa theo một mẩu tin tình báo được tổ chức tình báo hồ thị ngẫu nhiên phát hiện nếu như lần này hắn sai vậy chân tướng của đoạn lịch sử kia chỉ sợ là sẽ bị mai táng mãi mãi chuyện được đọc bởi kênh halazy audio đi mau khánh trần thấp giọng gầm vừa nói chuyện hắn vừa lấy điện lôi dứt khoát giật chết con chuột đang mon men lại gần hai người bọn họ nhưng vào lúc này khánh trần ngẩng đầu trước nhìn lên bỗng nhiên trông thấy một tiểu nữ hài đứng ở trung ương đường phố đối phương hai tay vuốt mắt lên tiếng thút thít phụ mẫu không biết đi nơi nào đúng vào lúc này khánh trần ngước lên liền trông thấy một cô bé con đang ở giữa đường lấy tay ôm mặt khóc thút thít không biết cha mẹ cô bé đang nơi đâu những người khác xung quanh cô bé còn đang bận rộn chạy thoát thân chỉ có một mình cô bé vẫn đứng im ở đó kêu gào đòi cha mẹ không có ai cứu cô bé tất cả đều đang trong tình trạng ốc còn không mang nổi mình ốc khánh trần nhẹ nhàng chậm rãi bước đi trên đường phố người nọ nối tiếp người kia ngã xuống, hắn nhờ có sức mạnh cường đại mới có thể bình yên vô sự. Nhưng khi hắn quay qua nhìn ngóng bốn phía, đã có bốn, năm cô bé cậu bé không thể tìm được cha mẹ, ông lão bán đồ ăn đêm ở khu đệ tứ cũng bị đạp ngã trên mặt đường, có tiếng thét thảm thiết của các vị phu nhân, có tiếng đấm đá của các ông phú hào, thậm chí các vệ sĩ cũng bị bầy chuột vây cho chặt cứng. Khu đệ tứ vốn là nơi phồn hoa náo nhiệt nhất liên bang thành thị, ngày hôm nay trong chớp mắt đã biến thành địa ngục trần gian. Quá thê thảm và đau đớn, quản hay không quản, quản đi, hắn không có khả năng dẫn theo những người này cùng đi tìm vị Quá phụ Viên Dương, hắn chỉ biết nếu không nhanh chóng rời khỏi khu đệ tứ, mọi người tất cả đều sẽ phải chịu chết, cho nên hắn nhất định phải giúp đỡ bọn họ thoát thân, việc tìm kiếm manh mối đành phải gác lại. Nếu để mặc kệ, những người này ắt sẽ ngã xuống ngay trước mặt hắn. Khánh Trần vẻ mặt mờ mịt đứng tại đầu đường, nhưng hắn muốn giúp anh hắn cùng chị dâu hắn tìm ra hung thủ để báo thù thời gian sắp không còn kịp nữa. Giờ phút này nói không chừng bầy chuột đã bao vây lấy nơi ở của vị quá phụ viên dương kia, nói không chúng đã tấn công nàng rồi. Không còn kịp rồi. Rõ ràng khi ở thế giới bên ngoài hắn đã luyện tập nhiều như vậy, cố gắng nhiều như vậy, lên kế hoạch kỹ lưỡng như vậy, hắn chính là chỉ hy vọng bản thân có thể sau khi bước vào trong thế giới này có thể dư ra chút thời gian, không cần phải cân nhắc nhiều người như vậy, cũng chẳng cần phải cân nhắc nhiều việc đến thế, cứ việc ích kỷ một lần thôi, vì chính anh hắn vì để tìm được manh mối tìm được chân tướng thế nhưng sau tất cả hắn vẫn phải đưa ra lựa chọn hắn vì tất cả mọi người mà tính toán kế hoạch nhưng hắn lại không có cách nào mà yên tâm hoàn thành kế hoạch của bản thân hắn những người du hành trong học viện đang cố dốc sức ghé qua thành thị muốn đi đến khu tam hạ các thành viên côn luân gắng sức len lỏi qua nơi nguy hiểm nhất khu đệ ngũ các thành viên của câu lạc bộ liên tục canh giữ sinh mệnh thông đạo tất cả mọi người đều đang nỗ lực hết mình để đổi lấy một tia hy vọng được sống khánh trần cúi đầu Trương Mộng Thiên ở bên cạnh im lặng. Ca ca, thật xin lỗi. Mộng Thiên, chúng ta không đi tìm manh mối nữa. Khánh Trần thấp giọng nói, cứu người. Hắn bỗng nhiên quay đầu nhìn qua khoảng đường 600m bên ngoài dãy tòa nhà Hòa Bình, trước mặt. 600m đối với Khánh Trần mà nói nếu được tính như đường ngắm súng, thì viên đạn đem ngòm trong tích tắc là sẽ đến đích. Trước kia hắn cảm thấy 600m là quá gần, nhưng giờ nhìn lại thấy 600m quá đỗi xa xôi. Cứu người mộng thiên người đi trước tập hợp hết trẻ con lại khánh trần giống to tất cả mọi người đang ở trên đường lập tức chạy hướng về phía ta ta đưa các ngươi đột phá vòng vây mà sống tập hợp trương mộng thiên nhanh chóng chạy ra ngoài hắn kéo đám trẻ nhỏ vẫn đang mông lung thút thít ở trên đường chạy đến bên cạnh khánh trần hắn trông thấy ông chủ của hắn sừng sững trên đường lớn đồng tử lóe sáng lấp lánh ánh hào quang rực rỡ thời khắc này trương mộng thiên đột nhiên cảm giác được có chút tự hào đây mới là người hắn muốn đi theo qua giây lát, 16 khúc điện lùi uốn lượn bật phát tản ra tứ phía, ở phía xung quanh khi bầy chuột từ trong phạm vi của quán rượu đuổi tới nơi, chúng lập tức bị thiêu cháy hết, thiêu không để chừa lại cái gì. Mấy trăm người trên đường vẫn còn sống khi thấy cảnh tượng này, tựa như trông thấy được cọng cỏ cứu mạng, đồng loạt bổ nhào tới. Ông chủ, đều đưa đến rồi. Trương Mộng Thiên hô to, lúc này tên nhóc cũng không lớn được bao nhiêu, nhờ vào tác dụng của trường sinh thiên nên có thể vác hai vai hai cô bé, trên lưng còn kiên cường cõng theo hai cậu bé khác. Khánh Trần hít sâu một hơi, gầm lên, giết hết. Đi sát vào. Đàn ông vây người già, trẻ con, phụ nữ vào giữa, tất cả tìm những thứ tiện tay xung quanh để đập chuột, đừng để chuột lẻn vào trong. Khánh Trần hô to, những người còn ở trong nhà thì ra tập hợp nhanh đi, bắt buộc phải đi. Hắn dùng con rối giật dây như đao, xuyên qua con phố như cái bóng, đám chuột có ý đồ đến gần đều bị con rối sắc bén trẻ ra làm đôi. Với tốc độ của Khánh Trần, hắn có thể bảo vệ được đám người một cách kín kẽ, nhưng hắn không tiếp tục thử sử dụng lực lượng lôi đình mà để lại làm át chủ bài. Vì hắn không biết Jindai có đưa quân chính quy đến đây mai phục không, nếu có thì vô cụ, mới là át chủ bài chân chính của hắn để đối mặt với vũ khí nóng. Trong đêm tối, con rối giật dây hoàn toàn vô hình, Khánh Trần chỉ cảm thấy nó cắt qua thân chuột một cách không hề có trở ngại. Cắt qua làn da và cơ bắp, chặt đứt xương cốt và da thịt, đám chuột hóa thành cho bụi chỉ trong một khoảnh khắc. Lúc này, Khánh Trần hoảng sợ phát hiện con rối giật dây chủ động hiến tế thi thể của đàn chuột, một vật cấm kỵ vốn kiêng ăn theo hắn một thời gian, bây giờ bắt đầu chay mặn điều ăn. Trong lúc con rối giật dây hiến tế đàn chuột, nó tăng trưởng rất chậm, Khánh Trần có thể cảm nhận được rõ ràng rằng sợi tơ thật sự đang tăng trưởng. Từ sau trận chiến ở khu cấm kỵ số 002, sợi thứ tư của con rối giật dây đã thành hình, chỉ còn kém một chút nữa thôi. Khánh Trần bỗng nghĩ, nếu hiến tế chuột của cả tòa thành phố này thì phải chăng có thể giúp con rối giật dây? mọc hết chín sợi tơ. Nhưng bây giờ Khánh Trần không có thời gian để chú ý đến thu hoạch của mình. Dân chạy nạn trên đường ở khu thứ tư còn hơn 300 người sống. Người già, phụ nữ, đàn ông, trẻ con, quyền thủ, dân cá cược, khán giả, người buôn bán, người phục vụ. Có đủ các loại người, Khánh Trần muốn gom họ lại cùng một chỗ để bảo vệ người già và trẻ nhỏ vào giữa. Lúc này đàn chuột vẫn còn đang tàn phá bừa bãi ở quầy rượu, nhà dân, quyền quán, đó là những nơi có nhiều người nhất. Cho nên những người trên đường chỉ cần đoàn kết một chút là có thể sống sót chạy đi. Khánh Trần chia số lượng đàn chuột sinh sản ra làm 3 giai đoạn. Lúc hắn còn ở trên Kình đảo từng nói với những người du hành thời gian, trước khi trở về, đàn chuột thuộc giai đoạn thứ nhất, bọn chúng vừa mới ăn thi thể của Jin Senaka, đang đứng ở giai đoạn đầu sinh sôi nảy nở. Lúc này, bọn chúng vẫn đang không dám đường đường chính chính ra ngoài tấn công con người, chỉ có thể trốn, trong góc tối âm u từ từ xâm chiếm biên giới của loài người từng bước một. Sau khi xuyên việt chúng ta có thể sẽ phải đối mặt với đàn chuột ở giai đoạn 2, khi đó chuột đã bắt đầu ra đường, từ từ tấn công, nhấn chìm từng khu một cách có kỷ luật, có tổ chức, bọn chúng sẽ thử đuổi con người chạy ra đường, cũng có thể dồn con người vào trong một tòa nhà, biến thành cá trong chậu. Nhớ kỹ, lúc này số lượng của đàn chuột còn chưa đủ để bao phủ cả tòa thành, thậm chí chỉ có thể chiếm một phần ba, mục đích bọn chúng tấn công con người vì thức ăn. Nếu gặp phải giai đoạn thứ hai thì nhất định phải đoàn kết lại, vừa giết vừa chạy chỉ đến khi tới được khu tam hạ mới có thể xem như an toàn. Sau đó là giai đoạn thứ ba, lúc đàn chuột đã tiêu diệt hơn phân nửa loài người có trong thành phố, tộc đàn của chúng cũng đã mở rộng gấp 5, thậm chí gấp 10 lần, thì thành phố số 10 sẽ trở thành lãnh địa của chúng nó. Lúc này chúng ta ngoài cách ở lại chấn giữ khu tam hạ, chờ cứu viện ra thì không còn lựa chọn nào khác. Theo Khánh Trần, lúc này chỉ là giai đoạn thứ hai, chỉ cần mọi người đoàn kết là sẽ có cơ hội sống sót. Nhưng mọi thứ đều sẽ không như mong đợi đang lúc thu hẹp đội hình mấy tên quyền thủ cường tráng lại chen vào phía trung tâm thấy có chuột nhào về phía mình thì kéo người trước mặt làm bia đỡ thậm chí còn đẩy cả phụ nữ ra để hấp dẫn sự chú ý một tên quyền thủ với thân hình cao lớn có thể nhẹ nhàng nhấc một người già lên làm bia đỡ trước mặt mình mấy tên quyền thủ cường tráng vừa tự vệ vừa gào với khánh trần chạy mau đừng có ngừng ở đây nữa khỏi chờ người trong quán rượu đi sắc mặt khánh trần lạnh dần hắn cứu người vì trong kế hoạch của hắn hắn đã đưa vô số người đi chịu chết hơn 600 thành viên của Côn Luân, 12.000 người đi theo, tất cả mọi người đều đang đánh cực cả, tính mạng vì mục tiêu của hắn. Khánh Trần nghĩ đến những người đang nối tiếp nhau hy sinh, thì không có cách nào để tiếp tục ích kỷ nữa. Nếu không thì những lời trước đây hắn từng nói với Điển Phục, La Vạn Nhai, Tiểu Tam sẽ trở thành một câu chuyện cười dối trá. Khánh Trần muốn làm người tốt, nhưng đó cũng không có nghĩa hắn là một người tốt ngu ngốc. Hắn giữ chặt một tên trông tiểu tụy, ốm yếu như dân cờ bạc, hỏi, người biết ba tên quyền thủ kia không? có từng đặt cho họ chưa? Người nọ gật đầu, ta biết họ, họ là quyền thủ cấp lục địa tuần hành, ba người đó đều thích giả bộ đánh nhau. Tên là gì? Khánh Trần giận dữ hét lên. Trần Xuyên, Lã Trì, Vương Cam. Người nọ sợ đến nỗi vội khai mấy cái tên mình biết ra. Điều kiện để kích hoạt con rối giật dây rất khắc nghiệt, nếu đang trên chiến trường thì hắn không hề có cơ hội hỏi tên của binh sĩ, nên chỉ có thể dùng con rối giật dây như đao mà thôi. Mà ba quyền thủ có danh tiếng này là con rối mà Khánh Trần đang cần nhất. Một khắc sau, Khánh Trần gạt đám người ra đi đến bên cạnh ba tên quyền thủ đó. Quyền thủ cảm thấy không ổn, muốn đánh Khánh Trần, nhưng hắn chỉ thấy được biểu cảm lạnh như băng của Khánh Trần. Chỉ thấy thiếu niên nhẹ nhàng nghiêng đầu tránh được nắm đấm hắn vung tới vô cùng dễ dàng. Cấp bậc Lục Địa Tuần Hành, đó cũng chỉ là thứ danh hiệu dư thừa của Khánh Trần, không biết đã bao lâu về trước, hắn là quyền vương cấp Lục Địa Tuần Hành của thành phố số 18. Cái xưng hô nghe đáng sợ này cũng chỉ là đối với người siêu phàm cấp D mà thôi. Trong chốc lát, sợi tơ trong suốt trên tay Khánh Trần bỗng tách ra, quấn quanh cổ tay của ba tên quyền thủ một cách xảo diệu. Con rối giật dây phấn khích, đầu của từng sợi tơ há miệng ra như con rắn chui thẳng vào mạch máu trên cổ tay của ba tên quyền thủ. Mấy tháng nay, nó bị Khánh Trần dùng như cây đao suốt. Trong số các đời chủ nhân của con rối giật dây, có hai vị có thể chia sợi tơ ra làm 18 sợi, đó là trạng thái đỉnh cao nhất của nó. Bây giờ, con rối giật dây vì để Khánh Trần nhớ đến công dụng ban đầu của nó nó còn phải ăn cả chuột. Quá khó khăn. Cái tên này cuối cùng, cũng chịu nhớ ra công dụng ban đầu của một vật cấm kỵ như nó rồi. Trong lúc đám người đang bối rối, không ai rảnh để ý đến hành động của Khánh Trần. Mà ngay sau đó, ba tên quyền thủ đều sung phong đi trước giết chuột, bám sát ngoài rìa để bảo vệ mọi người. Đàn chuột nhào tới nhưng ba người này thấy nguy không sợ, vừa gào chấn ăn mọi người vừa dùng tốc độ cực kỳ nhanh nhẹn để chiến đấu, miễn cưỡng ngăn được sự tấn công của đàn chuột. Kẻ cờ bạc vừa bị Khánh Trần, Cha hỏi chỉ cảm thấy ba tên quyền thủ bỗng trở nên rất lợi hại, không phải dũng cảm lên, mà là thật sự lợi hại hơn. Tấn công, phòng thủ một cách quy luật, có tiết tấu, tần suất hô hấp và động tác tấn công phối hợp một cách hoàn mỹ, cho dù là người ngoài nghề cũng thấy đẹp. Người nọ nghĩ thầm, thì ra các ngươi lợi hại như thế, mẹ nó, thì ra trước đây các ngươi đánh giả thật à? Nhưng người nọ không biết một điều rằng, ba tên quyền thủ mạnh lên một cách đột ngột như thế không phải vì họ vốn đã mạnh, mà vì Khánh Trần đang điều khiển họ lúc này có chuột vọt tới muốn lẻn qua ba người để nhào vào trong buộc đám người phải tách ra nhưng đang lúc nó bay giữa không trung lại bị một thứ gì đó sắc bén cắt thành hai nửa giây tiếp theo thi thể chuột trên không trung hóa thành cho tàn hiến tế lại có mấy con chuột bay nhào vào nhưng dường như trong bóng đêm có người đang dùng một tấm lưới đoạt mạng làm bằng lưỡi đao lấy khánh trần làm trung tâm lấy ba tên quyền thủ làm đầu nối để bọc đoàn nạn dân vào bên trong tất cả đều xảy ra trong bóng tối Khánh Trần giống như một kỳ thủ, phát huy mọi tác dụng của ba quân cờ trên tay. Việc luyện sức tập trung bằng hai tay hai khối Rubik cuối cùng cũng có chỗ sử dụng. Khánh Trần hô, mọi người đừng hoảng loạn, chúng ta chủ động đề phòng đàn chuột, bọn chúng cũng chỉ là tốc độ nhanh hơn một chút mà thôi, không đáng sợ đến thế. Tất cả đàn ông trưởng thành đứng ra ngoài, nếu để ta thấy được ai trốn sau người già và trẻ nhỏ, ta giết ngay lập tức. Lúc này thứ đang bao trùm thành phố số 10 là bóng tối và sợ hãi, lời Khánh Trần nói với những nạn dân như một liều thuốc an thần cuối cùng cũng có hơn 10 người đàn ông chịu đứng ra giúp đỡ giết chuột. Trong đó có 12 người trẻ tuổi, chỉ có hai người trung niên. Những người đàn ông trung niên còn lại vẫn chọn trốn trong đám người nhìn người khác chém giết. Lòng Khánh Trần đầy bất an, chuột trên đường càng lúc càng nhiều, họ giết mệt mỏi cả buổi cũng không thể đi thêm được bao nhiêu. Nhưng vào lúc này, trong một câu lạc bộ tư nhân bên đường, có người vừa la hét vừa chạy ra. Người chạy ra đầu tiên là nhân viên phục vụ, theo sát sau đó còn có một người đàn ông trung niên mặc vét, bên cạnh còn có hai cô gái mang giày cao gót mặc váy dạ hội dài màu vàng bốn tên bảo vệ đứng xung quanh họ sắc mặt vội họ dùng nến để chiếu sáng soi đường cho chủ những nạn dân nương theo ánh sáng thấy được hai cô gái kinh ngạc vương văn văn tuần kết y vương văn văn và tuần kết y đều là nữ minh tinh nổi tiếng trong liên bang cũng xem như hoa đán trong mảng phim truyền hình điện ảnh của chẳng ai ngờ sẽ gặp được hai nữ minh tinh vào lúc chạy nạn thế này mà Khánh Trần lại biết người đàn ông trung niên bên cạnh hai nữ minh tinh đó, nghị viên Trần Lục Văn, ứng cử viên tuyển cử quốc hội khu vực thành phố số 13. Tên nghị viên này là chi thứ của Trần Thị, cũng là một trong những nhân vật đại biểu trong trung tâm chính trị liên bang của Trần Thị, diễn thuyết rất xúc động, mấy ngày trước vừa mới thông qua một cái dự luật. Trong TV, Trần Lục Văn từng dõng dạc bày tỏ rằng, tỷ lệ người có việc làm trong liên bang sẽ tăng lên, cuộc sống của nhân dân cũng sẽ hạnh phúc. Bốn tên bảo vệ hộ tống cố chủ và hai cô gái hòa vào đám người, cẩn thận từng ly từng tí. Khánh Trần không cần nhìn cũng biết trong câu lạc bộ tư nhân chắc chắn cũng có chuột tấn công. Những câu lạc bộ tư nhân của liên bang vì phòng chuột, phòng dán, ống thoát nước đều được xử lý kỹ càng, chuột bình thường không thể nào bò vào được. Nhưng họ đánh giá thấp trí tuệ và mức độ tàn bạo của đàn chuột, đàn chuột chui ra từ ống thoát nước để tấn công cái câu lạc bộ này. Khánh Trần nhìn bốn tên bảo vệ, đối phương hẳn là có súng thế nên hắn hô lên bảo vệ ra giúp đỡ đi chúng ta cùng xông ra ngoài bốn tên bảo vệ vừa định đi lại bị trần lục văn trách mắng các ngươi bảo vệ ai canh giữ bên cạnh ta không được đi đâu hết khánh trần nhíu mày lại nói không ra giúp thì tất cả mọi người đều phải chết cách tốt nhất của chúng ta lúc này là mở đường máu xông ra ngoài trần lục văn cười lạnh nói với bảo vệ đừng nghe lời hắn các ngươi chỉ cần bảo vệ ba người chúng ta là được lúc vừa mới cắt điện lý lãng đã đi tìm đội cảnh vệ để cứu viện họ hẳn sẽ tới ngay thôi. Lúc cắt điện, Trần Lục Văn cũng không hề bối rối, mà là dùng thân phận nghị viên quốc hội để cho người đi tìm đội cảnh vệ. Trong đội có sĩ quan của Trần Thị, không thể nào bỏ mặc nghị viên quốc hội như hắn được. Sắc mặt Khánh Trần lạnh dần, nhưng tin đội cảnh vệ sẽ đến là tin tốt. Trong thành phố có 50,000 cảnh vệ trú đóng, có nghị viên quốc hội cho người đi cầu cứu, đối phương chắc chắn sẽ cho người đến đón. Chỉ vì nghị viên này là nhân vật quan trọng trong thành phố này. Ông chủ, Ta nghĩ ra cách phòng ngự đàn chuột rồi. Trong đám đông, có người hô. Khánh Trần quay lại nhìn, chỉ thấy Trương Mộng Thiên trong đám người đang cởi quần áo ra, dùng dao mình mang theo cắt nó ra làm bốn mảnh, sau đó quấn lên cổ bốn đứa nhỏ. Đứa trẻ này đã phát hiện ra rằng, bầy chuột ưu tiên tấn công động mạch chủ trên cổ người, chỉ có làm cách này mới có thể cắt đứt khả năng phản kháng của con người một cách nhanh nhất. Cho nên, dùng quần áo quấn trên cổ là một cách tự bảo vệ rất hữu hiệu. Một khi bảo vệ được động mạch chủ trên cổ, dù trên người có bị chuột cắn mấy cái cũng không chết ngay, nếu có thể trị liệu kịp thời, tiêm vaccine thì người bị thương vẫn có thể sống sót. Bản thân Trương Mộng Thiên cũng chỉ là một đứa trẻ 14 tuổi mà thôi, lúc này lại bắt đầu chăm sóc người khác trong cơn hoạn nạn. Khánh Trần vừa điều khiển con rối giật dây để ngăn cản bầy chuột, vừa nói, tốt lắm, mọi người cởi áo khoác quấn quanh cổ nhanh đi, đừng để chuột có cơ hội cắn chết ngươi. Những nạn dân bối rối làm theo. Một người trẻ tuổi phụ trách bảo vệ phía ngoài vừa mới quấn áo khoác lên cổ, đã bị một con chuột chui vào từ ống quần bò thẳng lên trên nhưng chờ đến khi nó leo được tới cổ mới phát hiện không có chỗ để cắn nó muốn cắn nát lớp áo nhưng loại chất liệu này quá chắc chắn nó cắn vài lần cũng không thủng được tức giận vô cùng nó chỉ có thể cạp một miếng thịt trên lỗ tai của người trẻ tuổi nọ có người thấy cảnh này vừa giúp đỡ đập chuột vừa hô có tác dụng cách này có tác dụng thật chỉ cần chuột không thể cắn chết người ngay lập tức thì người đó sẽ có cơ hội tấn công ngược lại đang lúc nói chuyện, phía xa truyền đến tiếng động cơ xe, chỉ thấy hơn 10 chiếc xe Việt giã chạy ảo tới, trên xe là mười mấy binh sĩ, trong đội cảnh vệ cầm súng máy điên cuồng bắn phá đàn chuột bên đường. Phía sau xe Việt giã còn gắn súng máy, một phút có thể bắn được 600 phát đạn. Những người dân chạy nạn thấy được đội cảnh vệ ngay lúc bất lực nhất, đôi mắt tỏa sáng, nhanh lên nhanh lên, đội cảnh vệ đến cứu chúng ta. Nói rồi mọi người lao nhao nhào về phía đội cảnh vệ, nhưng trong lòng Khánh Trần lại cảm thấy không ổn. Đội cảnh vệ này hình như không biết thành phố đã xảy ra chuyện gì, thậm chí họ còn không nhận ra được rằng, đàn chuột này không phải chỉ xảy ra trong thời gian ngắn, mà là một vụ đại nạn chân chính. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Vào lúc này, hơn 10 chiếc xe Việt dã không làm được cơm cháo gì, dùng súng máy bắn phá tuy có thể giết chết được. Rất nhiều chuột, nhưng hành vi này thật sự quá kiêu căng. Khánh Trần biết rất rõ, Đội cảnh vệ của thành phố số 10 này tuy được trang bị rất nhiều vũ khí tiên tiến, nhưng dưới sự điều khiển của các tập đoàn, không cho phép họ tham gia vào thực chiến, cũng không cho phép họ được tham gia diễn tập. Chỉ vì vị tổng thống nhiệm kỳ thứ 6 từng thử biến đội cảnh vệ của thành phố số 10 thành lực lượng vũ trang của riêng mình để đối đầu với các tập đoàn. Sau khi các tập đoàn giải quyết chuyện đó, sao có thể để nó xảy ra thêm một lần nữa được. Cho nên, rất nhiều lúc, đội cảnh vệ này giống như một vật trang trí trong trung tâm chính trị không có kinh nghiệm thực chiến chân chính. Một nhánh bộ đội như thế không thể ngăn được thử chiều. Quan trọng nhất là một nhóm bộ đội hơn chục người toàn tạo sự chú ý này, không thể nào đưa hơn 300 người về nơi đóng quân của đội cảnh vệ được. Trong mắt họ chỉ có nghị viên quốc hội kia mà thôi, một khi đã đón được hắn thì sẽ rút lui ngay lập tức. Đội cảnh vệ cũng không đến cứu nạn dân, họ sẽ hại chết tất cả những người muốn cầu cứu. Mà, hướng đội cảnh vệ muốn đi vừa hay trái ngược với khu tam hạ. Khánh Trần cũng không thể nào đến nơi đóng quân của họ, hắn phải đến tụ họp với hội phụ huynh chiến đấu cùng với người nhà lúc này khánh trần hô to đừng qua đó đừng qua đó đội cảnh vệ sẽ không đưa các ngươi đi đâu nguy hiểm đấy họ không đến cứu chúng ta thế nhưng một bên là quyền thủ một bên là đội cảnh vệ của liên bang những nạn dân đó sẽ chọn thế nào đây hết cách khánh trần điều khiển ba con dối bắt đầu đánh họ lùi lại hết không ai được đến gần đội cảnh vệ đó hắn dùng sức của một người để cản lại tất cả mọi người trong đám người, có người khóc lóc nói: "Ngươi làm gì thế? Để chúng ta qua đó đi, ngươi muốn hại chết chúng ta à?" Tất cả mọi người đều nhìn Khánh Trần và ba tên quyền thủ bằng ánh mắt hoảng sợ, khó hiểu. Nhưng Khánh Trần không rảnh giải thích nhiều, "Đừng có qua đó, chút binh lực của họ không thể cứu được chúng ta." Trần Lục Văn bị lôi kéo trong đám người, thấy mình không thể đến gần được đội cảnh vệ, giận dữ hét lên: "Các ngươi điên rồi à? Có biết mình đang làm gì không? Mẹ nó chứ, tránh ra hết cho ta." Bảo vệ lấy súng bắn chết họ cho ta. Bốn tên bảo vệ vừa đút tay vào túi, chưa kịp chờ họ phản ứng lại thì Khánh Trần đã đi tới trước mặt, cướp hết súng của họ. Đang lúc bốn tên bảo vệ tức giận, đã thấy ngã tư đường chỗ đội cảnh vệ có một đàn chuột đen kịt, như thủy triều xuất hiện, ngay cả bảy chuột đang bao vây cũng vứt bỏ hơn 300 người họ, phóng về phía đội cảnh vệ. Nhóm người đó quá kiêu căng, trên đường đi không biết đã bắn chết bao nhiêu con chuột, cuối cùng cũng thu hút được sự chú ý của thử vương. Khánh Trần nhìn xung quanh, hắn không thấy được tung tích của Thử Vương, điều này chứng tỏ đối phương hoàn toàn có khả năng khống chế đàn chuột ở cự ly xa. Đây là một tin rất xấu, con người không thể liên lạc được với nhau, nhưng đàn chuột lại có thể liên lạc với hiệu suất cao, đó cũng là năng lực của Thử Vương sau khi bước vào lĩnh vực siêu phàm sao? Chỉ thấy thử Triều mênh mông không sợ chết nhào vào họng súng máy đang bắn phá, cuồn cuộn nhào về phía đội cảnh vệ. Chỉ trong chốc lát đã vây quanh 10 chiếc xe việt dã đó những người vừa nãy còn đang chửi với Khánh Trần đứng đờ tại chỗ, cho dù họ có là người thường chưa từng tham gia chiến đấu cũng biết đội cảnh vệ này, sắp tiêu đời rồi. Súng ống dù có lợi hại, đám binh lính đó cũng chỉ mang theo hơn 30 hộp đạn, hộp đạn của súng máy cũng chỉ có 1.200 viên đạn. Lúc áp chế bằng hỏa lực tuy sướng, nhưng đàn chuột lại có số lượng gấp mấy chục lần, mấy trăm lần số đạn họ đang có, không thể nào đánh chết hết được. Vào lúc các binh sĩ thay hộp đạn, hỏa lực hơi khựng lại, lập tức bị thử chiều bao phủ hoàn toàn đến giờ phút này, những nạn dân cuối cùng cũng dừng bước, không còn phóng về phía đội cảnh vệ nữa. Họ nhớ đến những lời Khánh Trần vừa nói, lập tức quên mất việc Khánh Trần đánh họ, cảm ơn dối rít Khánh Trần hô to, mọi người đừng nói gì nữa, thừa dịp thử chiều đang tấn công đội cảnh vệ, đi theo ta. Hắn chạy phía trước, hơn 300 người phía sau hắn cũng vội chạy theo. Nữ minh tinh vương văn văn kéo bảo vệ của Trần Lục Văn lại, người cõng ta. Nói rồi nhảy lên lưng bảo vệ, đến nước này rồi mà nàng ta còn không nỡ tháo giày cao gót một nữ minh tinh khác, tuần kết y đã chạy trước từ lâu, cũng không biết đã vứt giày đi từ bao giờ, đạp chân trần trên mặt đất. Nàng thấy hành động của Vương Văn Văn, cũng học theo leo lên lưng của một tên bảo vệ khác, cõng ta, sống được cho người 2 triệu. Vừa mới bộc phát tai nạn, quyền thế và tiền tài trên thế gian này vẫn còn có tác dụng. Nhưng Khánh Trần biết, không bao lâu nữa, thế giới quan, giá trị quan, nhân sinh quan vốn có, trong lòng mọi người đều sẽ bị nguy hiểm trong thời khắc sinh tử phá nát khánh trần lạnh giọng thúc giục im miệng mà chạy không ai được phép lớn tiếng ồn ào ta không nói ngừng thì không ai được phép ngưng lúc này trần lục văn đã không nói gì nữa chỉ có thể cúi đầu chạy trốn theo đội ngũ cuối cùng hắn cũng nhận ra được tính nghiêm trọng của vấn đề trong đêm tối khánh trần vừa quan sát hoàn cảnh vừa dốc hết sức lực nghe ngóng động tĩnh trên tất cả những con đường trước mặt rẽ trái nói rồi hắn dẫn đám người rẽ sang phía trái của ngã tư đường rẽ phải dừng lại im miệng Khánh Trần dừng lại, im bặt, mọi người đều không hiểu tình hình. Một giây sau, khu ngã tư sát bên cạnh vang vọng tiếng chuột chạy lít nha lít nhít. Tiếng móng vuốt sắc bén ma sát với mặt đất khiến người nghe được đều thấy dùng mình. Trương Mộng Thiên cố gắng ôm bốn đứa trẻ trong lòng mình, dùng cánh tay để che miệng của bọn chúng, không để chúng phát ra tiếng động gì. Những nạn dân hoảng sợ vô cùng, thậm chí còn quên cả hít thở. Tiếp tục đi. Đội ngũ tiếp tục chạy đi. Mục đích của Khánh Trần vô cùng rõ ràng, thừa dịp đàn chuột còn đang chia ra kiếm ăn thì mang họ trở khu thứ sáu nơi đó giáp với khu tam hạ muốn đến khu tam hạ thì chỉ cần chạy thêm 30 cây số xuyên qua khu thứ sáu là được hơn nữa khu thứ sáu là một trong những khu hành chính đầu tiên bộc phát thử chiều, hắn cũng từ đó ra nếu là nơi bộc phát đầu tiên thì rất có thể thử chiều đã dọn sạch nơi đó rồi thử chiều tuyệt đối sẽ không dừng lại ở một khu vực trống rỗng không có thức ăn bọn chúng sẽ tổ chức kế hoạch tấn công những khu hành chính khác vậy thì nơi đã từng là chỗ nguy hiểm nhất rất có thể bây giờ đã trở thành nơi an toàn nhất lúc này những nạn dân cũng phát hiện ra một vấn đề thiếu niên dẫn đường phía trước cứ như có thể tiên đoán vậy có thể tránh được mỗi một đàn chuột hành quân rẽ trái rẽ phải ngừng lại từng tiếng ra lệnh dần trở thành mệnh lệnh khắc sâu trong tiềm thức của họ con người chính là như thế đấy vào lúc bất lực bối rối nhất một khi cả đội ngũ chỉ còn một tiếng nói thì cho dù là đúng hay sai họ đều sẽ tuân theo một cách mù quáng khánh trần tính toán khoảng cách họ còn hơn 20 cây số nữa mới đến được khu thứ sáu. Đoạn đường này là gian nan nhất. Ở giữa, một người đàn ông trung niên bỗng trông thấy một tiệm vàng trống rỗng bên đường. Hắn ngạc nhiên một lúc, kéo tay vợ mình ra hiệu cho đối phương nhìn theo. Trong tiệm tối đen, không có người, hẳn là cũng không có chuột, nếu như có thì thiếu niên dẫn đội phía trước đã nhắc nhở rồi. Cái đám chuột này trước sau gì cũng sẽ bị các tập đoàn trong liên bang tiêu diệt, nhưng mà vàng thì không phải lúc nào cũng có cơ hội kiếm được. Ngay vào lúc Khánh Trần dừng chân chờ đợi tránh thử chiều, Cặp vợ chồng trung niên nọ lặng lẽ trốn khỏi đám người trong bóng tối, chạy về phía tiệm vàng. Mới vừa vào tiệm vàng, người đàn ông còn cẩn thận quan sát một lúc, xác nhận không nghe thấy tiếng gì lạ mới dục, nhanh lên, nhanh lên, lấy vàng đi, lấy xong thì chạy trở về. Họ muốn mở quầy hàng, nhưng tất cả quầy hàng đều bị khóa. Hai vợ chồng tìm được chìa khóa trong túi quần áo của thi thể nhân viên dưới đất, mở quầy hàng nhét từng chuỗi dây chuyền vàng vào túi mình, mãi cho đến khi đầy mới ngừng lại. Hai người vừa phấn khích vừa sợ hãi cái lợi to lớn trước mắt đã khiến đầu óc họ mê mang. Tiền nhà, tiền xe, tất cả đều được giải quyết, dựa vào đống vàng này, họ có thể sống cuộc sống thượng lưu. Trên cổ, trên cổ tay của người phụ nữ đã đầy trang sức, trông như một con dế chuỗi phú quý. Người đàn ông dần tỉnh táo lại, được rồi, đừng giả vờ nữa, tranh thủ về thôi, có tiền cũng phải có mạng xài mới được. Thế nhưng khi hai người lặng lẽ ra khỏi tiệm vàng lại phát hiện, ngoài đường không biết đã trống rỗng từ lúc nào đội ngũ vốn đang ngừng ở trên đường để tránh né thử chiều đã không thấy bóng nữa bây giờ làm sao họ đi đâu rồi người vợ bắt đầu cảm thấy sợ hãi nhanh lên chạy tới trước tìm họ hẳn là vẫn chưa đi xa người đàn ông nói hai người chạy tới ngã tư đường nhưng vừa mới tới họ đã nghe được tiếng chạy lít nha lít nhít hai vợ chồng quay đầu lại bất thình lình trông thấy thử chiều đen ngòm cuồn cuộn nhấp nhô ùa tới như thủy chiều họ vội chạy ngược lại nhưng không thể nào chống lại thử chiều một giây sau, dòng thử triều đen kịt bao phủ cả hai người lẫn vàng bạc. Sau 10 giây ngắn ngủi, thử triều tiếp tục chạy tới, để lại hai bộ xương trắng và vàng bạc châu báu trên cổ, trên cổ tay. Đương nhiên là Khánh Trần đã nghe được tiếng họ rời khỏi đội ngũ, nhưng Bồ Tát cũng không độ người ngu xuẩn, hắn cũng thế. Tất cả những gì hắn làm đều chỉ cầu không thẹn với lòng, xứng đáng với cố gắng của Côn Luân và người nhà. Nếu 6 ngày sau trở về kình đảo, có người hỏi rằng khi tất cả mọi người đều lần lượt hy sinh, một quan chỉ huy như ngươi đã làm những gì khánh trần không muốn để người hỏi ra câu đó thất vọng cũng không muốn để những người chưa bao giờ chất vấn quyết định của hắn thất vọng dừng lại khánh trần dừng bước dưới bóng của một công trình kiến trúc tất cả cũng dừng lại phía sau hắn sau vài lần thử nghiệm mọi người đã bắt đầu học được cách làm theo những gì hắn làm lúc này trong đội ngũ có người nói ông ơi ông sao vậy khánh trần quay đầu hắn phát hiện ra một ông lão ngã gục trên mặt đất vì đã quá kiệt sức ông cụ van xin đừng bỏ lại ta các ngươi đưa ta đi cùng đi khánh trần bình tĩnh nhìn bốn người vệ sĩ của trần lục văn các ngươi cử ra một người cõng ông ấy có thể cõng phụ nữ thì tất nhiên cũng có thể cõng được người già sau khi chỉnh đốn một thời gian ngắn ở chỗ này thì tiếp tục xuất phát hai nữ minh tinh vương văn văn và chu kết y nằm trên lưng vệ sĩ giả vờ như không nghe thấy gì trần lục văn muốn bác bỏ theo bản năng nhưng hắn đã khôn ngoan lựa chọn cách im miệng không có bộ đội phòng thủ chi viện, không có công cụ liên lạc, không có phương tiện giao thông. Hắn hiểu rất rõ rằng, bây giờ mình chỉ có thể dựa vào những mệnh lệnh của thiếu niên này mà thôi. Trần Lục Văn cảm thấy chỉ cần bây giờ hắn có một chiếc xe để đi tới nơi nào đó, vắng lặng là có thể dễ dàng xông khỏi sự bao vây của thủ triều và tiến vào khu vực cửa khẩu xuất nhập cảnh. Nhưng điều đáng tiếc là 99.99% .99 phương tiện di chuyển trong thành phố này đều là tàu điện, sử dụng công nghệ sạc điện không dây, dung lượng pin trong xe ít đến mức đáng thương trong thời buổi các đại lý bán xe đang nhao nhao giảm giá gấp đôi thế này thì có thể chạy được một cây số cũng là khá lắm rồi nhân thời gian nghỉ ngơi khánh trần quay đầu lại hỏi trong các ngươi có ai tên là dương nãi hinh và viên công không những người dân tị nạn ngơ ngác nhìn nhau không hiểu sao hắn lại tìm kiếm hai người này làm gì chỉ có trương mộng thiên biết ông chủ đang muốn tìm quá phụ của viên dương một chuyên gia về chất độc thần kinh lúc này sự tiếc nuối lớn nhất đối với ông chủ là không thể đến tòa cao ốc kia để tìm kiếm manh mối khánh trần hỏi lại lần nữa nếu có ai tên là dương nãi hinh viên công thì xin vui lòng xuất trình thẻ ít của mình và bước ra đây ta có thể đảm bảo các ngươi sẽ sống sót đến lúc quân đoàn liên bang tri viện tuy nhiên không một ai bước ra trương mộng thiên cảm thấy buồn thay cho ông chủ của mình không có hy vọng ư ừ, người có thể lên kế hoạch thật tốt cho tất cả mọi người lại không thể hoàn thành kế hoạch cho chính mình hay sao thế nhưng khánh trần lại lắc đầu chưa chắc vẫn còn có một tia hy vọng trương mộng thiên sửng sốt trong chốc lát họ đang chạy trốn đến khu thứ sáu đã cách tòa nhà cao tầng kia càng ngày càng xa cho nên hắn không biết một tia hy vọng này tới từ nơi đâu chỉ là khi nghĩ đến tính cách của ông chủ và tác phong làm việc càng ngày càng giống ảnh tử của đối phương hắn luôn cảm thấy mọi chuyện dường như vẫn chưa đi đến hồi kết những người dân tị nạn lẩn trốn trong bóng tối của các tòa nhà tất cả mọi người đều thở hổn hển đây là một khoảnh khắc bình yên hiếm hoi giữa thảm họa lúc bấy giờ từ trong bóng tối Trần Lục Văn chậm chậm bước tới trước mặt Khánh Trần và nói một cách vô cùng lịch sự. Chào ngài, ta muốn thương lượng một chuyện. Khánh Trần không tỏ rõ ý kiến gì, ừng 응 một tiếng. Trần Lục Văn hạ giọng nói, ta nghĩ rằng dựa vào bản lĩnh của ngài và thuộc hạ của ngài, thì chắc chắn là hai người phải thuộc về thế lực của một tổ chức nào đó. Trước đây ta chưa từng gặp ngài, vậy nên có thể khẳng định là không phải Trần Thị. Nhưng không sao cả, từ khi đi lưu vong đến bây giờ, đội ngũ đã liên tục quy tụ từ hơn 300 thành viên lên, tới con số hơn 400. Trong tương lai, nhân số còn có xu hướng càng ngày càng tăng. Chắc hẳn ngài cũng hiểu rằng, muốn dẫn theo nhiều người cùng sống sót như vậy là một chuyện rất khó khăn. Ta muốn giao dịch với ngài, hay là ngài chỉ dẫn vài người chúng ta cùng rời đi? Ta đại diện cho Trần thị đồng ý tiến hành trao đổi lợi ích với thế lực sau lưng ngài. Cũng giống như lúc trước Kasima giao dịch với Khánh thị, chúng ta có thể nhượng lại một phần nhỏ công nghệ cốt lõi. Trần Lục Văn đã hạ mình lắm rồi. Hiện giờ hắn còn chưa xác định được cấp bậc của Khánh Trần nhưng trong bốn vệ sĩ của hắn có một người cấp c ba người còn lại đều là cấp d vệ sĩ cấp c kia nói hắn không thể nhận rõ được thực lực của thiếu niên này vừa rồi họ hoàn toàn chưa kịp phản ứng thì đã bị cướp súng rồi nói cách khác thiếu niên trước mặt rất có thể là cấp b trần lục văn không suy nghĩ theo hướng cấp a một phần là do cấp a quá hiếm gặp phần còn lại là do cấp a cũng rất ít khi hành động một mình đương nhiên dù khánh trần chỉ là cấp b thì cũng mạnh hơn tất cả vệ sĩ của hắn bên cạnh đó thì hiện giờ khánh trần còn có năng lực nghe trước được xu hướng của thử triều, Trần Lục Văn biết nếu mình muốn sống sót thì nhất định phải dựa vào người thiếu niên trước mắt này. Cho nên hắn lại hạ mình xuống thấp hơn một chút nữa. Khánh Trần dựa vào tường, vận chuyển thuật hô hấp chuẩn đề pháp phần thứ nhất, nhanh chóng khôi phục lại chân khí kỵ sĩ đã bị tiêu hao khi sử dụng con rối giật dây, hắn hững hờ nói, ngươi muốn ta bỏ lại tất cả mọi người, dẫn theo ngươi và nữ minh tinh của ngươi đi. Theo ta được biết thì cùng lắm ngươi cũng chỉ là bia đỡ của Trần thị mà thôi có tư cách gì để đáp ứng lời hứa hẹn với ta chắc không phải ngươi cho rằng ta chỉ là một nhân viên tình báo thông thường không hiểu đường đi nước bước của tổ chức các ngươi đâu nhỉ tiếp đó khánh trần chỉ vào trần lục văn nói với những người dân tị nạn người này muốn giao dịch với ta bảo ta chỉ dẫn mình hắn đi thôi không biết các ngươi nghĩ thế nào những người dân tị nạn kinh ngạc vô cùng họ không ngờ vị nghị viên quốc hội vẻ vang tươi đẹp trên tv này lại có thể làm ra một chuyện bẩn thỉu như thế tinh thần của quần chúng trở nên kích động họ thật sự rất sợ rằng Khánh Trần sẽ bỏ lại họ một mình, và không quan tâm tới nữa. Nhỏ giọng thôi. Khánh Trần nói một cách không cảm xúc, muốn dẫn đàn chuột tới đây hay sao? Những người dân tị nạn lại nhanh chóng hạ thấp giọng xuống. Trần Lục Văn thấy Khánh Trần làm như thế, lại càng thêm vội vàng nói, nếu như tổ chức, sau lưng người biết ngươi từ bỏ cơ hội giao dịch với Trần Thị chỉ vì một đám dân thường, thì ngươi sẽ giải thích như thế nào? Khánh Trần nhìn về phía hắn, nghi ngờ nói, ngươi vẫn luôn không nhìn thấy rõ mặt ta à? vậy bây giờ ngươi hãy nhìn ta cho thật kỹ, xem xem rốt cuộc ta là ai. Trần Lục Văn choáng váng. Lúc trước, tất cả ánh đèn trong thành phố đều đã bị dập tắt, mà Khánh Trần lại luôn luôn quay lưng về phía tất cả mọi người. Vậy nên hắn cũng hoàn toàn không có cơ hội để nhìn rõ mặt mũi của Khánh Trần. Hiện giờ, bầu trời xám trắng sắp chuyển sang tờ mờ sáng, những mảng sáng trắng nhạt chiếu tới từ phương đông, vừa khéo soi dọi khuôn mặt thiếu niên. Cuối cùng thì Trần Lục Văn cũng thấy rõ dáng vẻ của thiếu niên này. Khánh Trần, lãnh đạo mới của sở mật điệp, thủ lĩnh đời tiếp theo của kỵ sĩ, Khánh Trần. Thân là một trong những người phát ngôn của Trần thị trên võ đài chính trị, mặc dù Trần Lục Văn không phải là một trong những người quan trọng nhất, nhưng làm sao có thể không biết Khánh Trần là ai được. Hơn nữa, hắn còn biết rằng cách đây không lâu, Thái thượng hoàng Trần Dư của nhà mình vừa mới hợp tác với Kasima tiến hành một đợt bao vây diệt trừ vị Khánh Trần này. Cho đến nay, trận chiến kia vẫn chưa bị đưa ra ánh sáng. Thậm chí tất cả giới truyền thông liên bang cũng chỉ được biết là Li Bi Ung bỗng nhiên ngã xuống, nhưng lại không biết lý do rớt đài là vì sao. Nghị viên quốc hội là nghề nghiệp vẻ vang tốt đẹp nhất liên bang, bọn hắn đi lại giữa những chốn thượng lưu và là đại diện phát ngôn cho các tập đoàn. Các ngôi sao nữ không thể trèo đến những nhân vật lớn thật sự của tổ chức, vì vậy cũng chỉ có thể tiếp cận phía họ. Thế nhưng, trước mặt lãnh đạo của sở mật điệp Khánh Thị, loại nhân vật lớn thế này căn bản chẳng đáng nhắc tới, con rối cuối cùng vẫn chỉ là con rối. Nếu như xuất hiện ở cùng một bữa tiệc, thậm chí Trần Lục Văn còn không có tư cách để nói chuyện với Khánh Trần như bây giờ, người có thể nói chuyện với Khánh Trần, nhất định cũng phải là một ông lớn chân chính của Trần thị mới được. Nếu như trong bữa tiệc, Trần Lục Văn chủ động đi tìm Khánh Trần nói chuyện thì sẽ bị coi như là không biết phép tắc trong nội bộ tập đoàn. Khánh Trần đã không còn là một người du hành thời gian bình thường như hắn đã từng, mà là một người có thể dọa sợ một đống những ông lớn thật sự chỉ bằng thân phận của mình. Vả lại, những thân phận này cũng không phải là hư danh mà tất cả đều là do hắn liều mạng mới có được một cách chân chính. Chỉ là Trần Lục Văn không tài nào hiểu được, một nhân vật như lãnh đạo của sở mật điệp sao lại chạy tới cái nơi thế này để cứu một đám dân tị nạn? Không phải là các ông lớn trong tập đoàn đều sẽ coi mạng người như cỏ rác hay sao? Đương nhiên Khánh Trần không quan tâm cái gì mà quy tắc với cả không quy tắc, hắn chỉ muốn cho Trần Lục Văn biết rõ rằng một con rối của Trần thị còn chưa đủ tư cách tới giao dịch với hắn. Hắn cũng sẽ không thực hiện giao dịch với bất kỳ kẻ nào của Trần thị trở lại trong đám người đi khánh trần cười lạnh nói ta không trực tiếp giết ngươi thì ngươi nên biết ơn đi ta giữ lại mạng cho ngươi là bởi ngươi còn giá trị lợi dụng đợi tới khi đến được nơi an toàn ta sẽ tìm ngươi chuyện được đọc bởi kênh haleyzy audio sắc mặt trần lục văn trắng bệch hai vị nữ minh tinh nhỏ giọng hỏi sao vậy hắn từ chối giao dịch sao trần lục văn thì thào im miệng cùng lúc những người dân tị nạn cũng phát hiện ra sự khác thường của trần lục văn họ tò mò không biết thân phận của thiếu niên này là gì mà có thể khiến cho nghị viên quốc hội cũng phải im lặng không nói được gì, bị dọa sợ đến mức lảo đảo lùi lại. Thế là, những người dân tị nạn cũng thấy rõ diện mạo của Khánh Trần. Không phải đây chính kẻ tàn nhẫn thuộc Khánh thị đã giết chóc từ căn cứ A02 ra, ngoài đó sao? Nhưng phản ứng của những người dân tị nạn không giống với Trần Lục, văn, suy nghĩ đầu tiên của họ khi nhìn thấy Khánh Trần lại là được cứu rồi. Người đàn ông tàn nhẫn này, còn có thể dẫn theo hơn 900 người sống sót từ cái nơi như căn cứ A02 kia vậy thì tất nhiên bây giờ cũng có thể dẫn theo họ sống sót. Khánh Trần bình tĩnh nói, tiếp tục đi đi, không được nghỉ ngơi quá 5 phút đồng hồ sau một khoảng thời gian dài vận động, lại càng không được ngồi dưới đất, nếu không thì lát nữa các ngươi đều sẽ không thể chạy nổi. Nói đoạn, đội ngũ tiếp tục di chuyển. Sắc trời dần dần chuyển thành màu xám trắng, Khánh Trần dẫn theo những người dân tị nạn vừa đi vừa nghỉ. Cuối cùng, sau khoảng thời gian 4 tiếng, thì họ mới tới ranh giới giữa khu thứ tư và cùng khu thứ sáu chỉ cần đi qua khu thứ sáu khoảng hơn 30 cây số, thì họ có thể đến được khu thứ ba. Dọc theo con đường này, Khánh Trần cũng từng phải sử dụng ba con rối để giết một đợt bão chuột nhỏ. Đàn chuột phân tán khắp nơi trong thành phố, hắn không thể nào tránh né tất cả lũ chuột được. Bên cạnh đó thì thỉnh thoảng còn có những người dân tị nạn mới đến tìm nơi nương tựa, đồng thời cũng dẫn đàn chuột tìm tới. May mắn thay, Khánh Trần vẫn luôn rất lặng lẽ nên cũng không thu hút sự chú ý của vua chuột. Số dân tị nạn từ từ đạt đến 600 người họ yên lặng chờ đợi sau lưng Khánh Trần. Những người dân tị nạn cũ sẽ nói cho những người mới gia nhập biết rằng, nhất định phải nghe chỉ huy, chúng ta dựa vào điều đó nên mới có thể sống sót được. Vị này là Khánh Trần. Đúng đúng đúng, chính là cái vị Khánh Trần giết từ trong căn cứ A02 ra ngoài, trói Jindai Seiso đi ấy. Bây giờ, căn cứ A02 và Jindai Seiso đã trở thành nền tảng cho tên tuổi của Khánh Trần, phải chịu đựng sự sỉ nhục vĩnh viễn. Khánh Trần nâng cánh tay phải lên, không cần hắn giải thích gì thêm đội ngũ hành quân cấp tốc hơn lập tức tại dừng lại trên con phố dài khánh trần lặng lặng lắng nghe đã đến khu thứ sáu thế nhưng hiệu suất ăn thịt của thử triều cũng không nhanh như những gì khánh trần tưởng tượng thậm chí hắn còn có thể nghe thấy những âm thanh chuột gặm nhấm máu thịt trong một vài tòa kiến trúc tuy nhiên sách lược của khánh trần không hề sai số lượng đàn chuột ở khu thứ sáu hiện nay đã thấp hơn khu thứ bốn rất nhiều hắn dự định dẫn theo những người dân tị nạn đi tìm một tòa nhà không có ai để dừng chân một phần là vì mọi người đã đi liên tục hơn 6 tiếng đồng hồ, những người dân đi lánh nạn cần phải được nghỉ ngơi, chờ đến khi khôi phục lại được một chút thể lực thì mới có thể tiếp tục đi được. Phần còn lại là do hắn suy đoán rằng chỉ cần chỉnh đốn thêm một khoảng thời gian nữa, số lượng bão chuột ở khu thứ 6 sẽ càng ngày càng ít hơn. Tìm một nơi để tránh sự chú ý mới là lựa chọn tốt nhất của họ bây giờ. Thế nhưng ngay chính lúc này, bỗng nhiên có một tiếng nổ gian vang lên từ phía sau họ. Tất cả mọi người kinh ngạc nhìn sang lại phát hiện ra trần lục văn đã ngồi bên trong một chiếc xe việt giã ở bên đường một tên vệ sĩ đang mở mui xe ra để khởi động động cơ dầu diesel đó là một chiếc xe thợ săn việt giã để nâng cao khả năng sinh tồn trong vùng hoang dã nên trên loại xe việt giã này đã giảm tải hết tất cả các thiết bị điện tử trên khả năng cho phép và làm giảm tỷ lệ hỏng hóc bên cạnh đó thậm chí động cơ của nó còn có thể khởi động bằng tay cầm để tránh việc không thể đốt cháy động cơ khi bị thiếu điện cũng không biết trần lục văn may mắn đến thế nào mà lại có thể tình cờ tìm được một chiếc xe như thế, ở ven đường. Vị nghị viên quốc hội này ngồi đằng sau chiến xe, vừa quan sát vẻ mặt của Khánh Trần, vừa nói với vệ sĩ, nhanh nhanh nhanh, lên xe, mau chóng rời khỏi nơi này. Các vệ sĩ bỏ hai ngôi sao nữ xuống, vội vàng lên xe, vương văn văn và chu kết y chật vật đứng dậy mở cửa xe, nghị viên, đưa bọn ta cùng đi với. Thế nhưng... Trần Lục Văn đạp một cú lên người Vương Văn Văn, khiến cho nàng văng ra xa, không thấy trên xe chỉ có 5 vị trí thôi à, Lưu Sung, mau lên xe." Trần Lục Văn nhìn về phía tổ trưởng tổ vệ sĩ cấp C của mình, nhưng hắn kinh ngạc phát hiện, Lưu Sung lặng lẽ bước tới bên cạnh Khánh Trần và đứng yên, hoàn toàn thờ ơ với những lời hắn nói. Lưu Sung nhìn về phía Khánh Trần, "Ông chủ, Diêu chuẩn thuộc sở mật điệp báo cáo với ngài, số hiệu hành động là 127." Khánh Trần gật đầu, "Không cần đọc số hiệu, ta đã xem qua tư liệu của ngươi và vẫn nhớ ngươi." Trần Lục Văn nhìn thấy cảnh tượng này thì tê hết cả da đầu hóa ra bên người mình vẫn luôn có người của sở mật điệp thuộc khánh thị trần lục văn cắn răng đóng cửa xe dù chống một vị trí nhưng cũng hoàn toàn không có một chút ý định mang theo vương văn văn và chu kết y cùng rời đi nào vào thời điểm này thì vệ sĩ và tốc độ xe mới là quan trọng nhất trong thế giới quan của loại người này chỉ cần có thể sống sót thì có loại phụ nữ nào là không thể tỉnh được vương văn văn và chu kết y tuyệt vọng ngã ngồi ở bên đường nhìn theo hướng chiếc xe rời đi hai người họ phản ứng cũng rất nhanh không có đám vệ sĩ trợ giúp thì các nàng lại rời ánh mắt, nhìn về phía Khánh Trần. Nhưng Khánh Trần hoàn toàn phớt lờ họ và chỉ trầm giọng nói, để chiếc xe này thu hút thử chiều trước mặt chúng ta đi, sau đó thì chúng ta sẽ lập tức xuất phát tiếp. Đương nhiên là hắn phát hiện ra Trần Lục Văn muốn chạy trốn. Dựa theo kế hoạch ban đầu, Khánh Trần phải dùng con rối giật dây điều khiển Trần Lục Văn quay video lại, để người đại diện phát ngôn chính trị của Trần Thị Vạch Trần âm mưu của tập đoàn Jindai. Đây mới chính là nguyên nhân thật sự Khánh Trần giữ lại tính mạng cho đối phương nhưng bây giờ khu thứ sáu đã gần ngay trước mắt nơi đó vẫn còn có mấy nghìn con chuột đang ăn uống nhất định phải có người dẫn đàn chuột đi mới được nếu không thì ngay cả khi khánh trần giết chết hết đàn chuột chỉ sợ là cũng sẽ thu hút sự chú ý của vua chuột đến lúc đó thì không ai có thể sống sót được ngay sau đó tiếng xe cộ vang lên ầm ầm trên đường phố những con chuột vốn đang ăn uống kia nhao nhao mở đôi mắt màu đỏ tươi ra đuổi theo phương hướng chiếc xe vừa rời đi đi về phía trước khánh trần lập tức cất bước đi Hắn đã nhìn thấy trụ sở chính của ngân hàng Khánh Thị trong thành phố số 10, ngân hàng này đủ để cho hơn 600 người dân tị nạn nghỉ ngơi, điều chỉnh hơi thở trong vài giờ. Chờ đến khi tất cả thử triều ở khu thứ 6 chạy hết về những khu hành chính ở phía khác, thì đó chính là lúc họ đi tới ba khu dưới và tụ họp với mọi người trong gia đình mình. Gia đình đã đồng ý với hắn sẽ dùng tính mạng của mình để bảo vệ con đường sinh mệnh của ba khu dưới, Khánh Trần không thể để cho họ chiến đấu một mình. Khi băng qua ngã tư Khánh Trần nhìn thoáng qua bão chuột đang đuổi theo hướng chiếc xe Việt dã rời đi, hắn vẫn luôn cảm giác thấy nguy cơ thật sự đang chậm chậm tới gần. Trên chiếc xe thợ săn Việt dã, Trần Lục Văn quay đầu nhìn về bão chuột ở phía sau, vỗ mạnh vào ghế lái, nhanh nhanh nhanh, đê đừng để những con chuột kia đuổi kịp. Một tên vệ sĩ nói, ông chủ, có lẽ nếu đi theo đội ngũ của họ thì chúng ta còn có khả năng tiếp tục sống. Khánh Trần kia rất tài giỏi, nếu hắn có thể dẫn theo nhiều nhân viên tình báo từ A02 như vậy. Thậm chí ngay cả vệ sĩ cũng cho rằng tỷ lệ sống sót khi đi theo Khánh Trần hẳn là còn lớn hơn một chút mới phải. Trần Lục Văn gầm thét: Các ngươi thì biết cái gì? Mấy ngày trước Trần Thị trước vừa mới bao vây diệt trừ hắn ở trên vùng hoang dã đấy. Cái chết của Libiung Hi của Kasima chính là xảy ra trong trận chiến đó. Trần Dư cũng mất đi nửa cái mạng. Trần Thị thiệt hại hai hạm đội không quân, một sư đoàn giã chiến, nhiều người như vậy mà cũng đều không thể giết nổi hắn. Ngươi cho rằng hắn sẽ bỏ qua cho ta sao? hắn giữ lại ta chắc chắn là vì còn có một kế hoạch khác các ngươi cũng sẽ chết theo ta thôi cho nên chúng ta không thể nào ở lại nơi đó được ở lại đó chỉ có một con đường chết chạy trốn thì may ra còn có một chút hy vọng sống nhanh mau lái đến cửa khẩu xuất nhập cảnh chỉ cần có thể rời khỏi thành phố là còn có đường sống đám vệ sĩ nghe thấy bí mật này thì ngay lập tức cảm thấy kinh ngạc vị khánh trần kia còn dữ dội hơn những gì họ tưởng tượng nếu sớm biết như thế này thì họ đã mặc kệ trần lục văn rồi nhưng bây giờ đã quá muộn để nói bất cứ điều gì. Dường như thử triều có một sự thù địch gì đó rất lớn, với tất cả các phương tiện giao thông, nước thủy triều đen kịt tập trung lại ở phía sau họ như một quả cầu tuyết, thậm chí vệ sĩ còn không có dũng khí để nhìn vào kính chiếu hậu. Còn bao nhiêu dầu trong xe? Trần Lục Văn hỏi. Còn đầy dầu, ta vừa mới nhìn, trong cốp sau còn hai thùng dầu, chắc chắn là đủ. Tốt quá rồi. Trần Lục Văn mừng rỡ nói, sau khi rời khỏi thành phố thì lái xe về phía thành phố số 7 chúng ta trở về đại bản doanh. Xe Việt dã dần dần tới gần cửa khẩu xuất nhập cảnh, thậm chí họ đã có thể nhìn thấy bức tường thành cao lớn nguy nga phía xa xa từ, trong xe. Thế nhưng, dần dần, tên vệ sĩ lái xe cảm thấy có gì đó không đúng. Hắn nhìn về phía cuối con đường, hàng nghìn bộ xương người chất đống ở phía cửa khẩu xuất nhập cảnh, lít nhà lít nhít, cực kỳ đáng sợ. Những bộ xương trắng này hẳn là sau khi bị thử chiều gặm nuốt thì còn sót lại. Thế nhưng các vệ sĩ nghĩ mãi, mà vẫn không hiểu tại sao nơi này lại có nhiều thi thể chất đống đến vậy. Mà chúng lại còn nằm giải rác thành một vòng có quy luật. Ông chủ, có chuyện gì đó là lạ. Xông lên đi. Trần Lục Văn nói, đừng có ngừng. Với một tiếng ẩm vang, xe Việt giã phá tan bức tường xương phía trước, từng mảnh xương trắng bị nghiền vỡ nát, tung bay trên trời. Khoảnh khắc tiếp theo, tên vệ sĩ chợt thấy cơn bão kim loại cách đó 500 mét, bên ngoài tường thành lại chủ động thay đổi phương hướng, hoàn toàn khóa chặt quy đạo di chuyển của họ một tiếng nổ đùng đoàng phát ra, chỉ thấy bão kim loại phun ra một bức màn đạn dược như vũ bão, máy móc cơ giới màu đen bị rơi dụng ra lần lượt từng thứ một. Một lớp vỏ đạn màu vàng cực dày dài trên tường, thành. Chỉ trong thời gian một giây đồng hồ, bão kim loại đã bắn chiếc xe Việt giã thành một cái sàng. Cho đến khi chết Trần Lục Văn, vẫn không thể tin được cuối cùng mình lại không chết trong tay Khánh Trần, cũng không chết bởi thử triệu, mà ngược lại là chết bởi nền văn minh công nghiệp mà loài người vẫn luôn tự hào thử triệu ập đến và bao phủ chiếc xe việt dã. Còn bức tường thành vừa rồi mới phun ra một cơn bão kim loại dữ dội, thì lúc này lại như đang ngủ thiếp đi, nhắm mắt làm ngơ trước thử triệu. Đã có quá nhiều người chết ở nơi này. Vô số người dân tị nạn muốn thoát khỏi thành phố nhưng lại bị ngăn chặn bởi âm mưu dưới bức tường thành. Thời gian đếm ngược 160000 khoảng cách từ lần xuyên không này đến hiện tại cũng chỉ mới qua 8 giờ thôi. Lần đầu tiên Khánh Trần cảm thấy xuyên không gian nan như vậy. Tiến lên. Khánh Trần lạnh giọng nói. Hơn 600 nạn dân theo hắn băng qua đường cái, đi đến ngân hàng mà Khánh Trần sớm nhằm vào, cửa lớn mở rộng, bên trong có 7 bộ hài cốt nhợt nhạt. Khánh Trần, Mộng Thiên, khi nào có chuột nhằm vào, ngươi phải thông báo cho ta ngay. Hắn và Trương Mộng Thiên đứng ở cửa, phân công nhau tự dùng giác quan thứ 6 để xác nhận họ có bị chuột theo dõi không. Nhanh, nhanh lên, chạy đi, đừng nói chuyện nữa. Khánh Trần liên tục sắp xếp nạn dân vào ngân hàng, đợi mọi việc ổn thỏa xong mới cùng Trương Mộng Thiên lách mình vào trong. Trong hoàn cảnh này, Khánh Trần cuối cùng cũng có thể thả lỏng một chút. Thần kinh phải hoạt động cực độ liên tiếp 8 giờ làm Khánh Trần cảm thấy uể oải. Lưu Sung, đi phá hủy máy phát điện dự phòng trong ngân hàng đi, để tránh có người vô ý khởi động nó, dẫn thử chiều đến. Chúng ta nghỉ ngơi ở đây 4 giờ, chờ sau khi thử chiều chuyển rời đi sẽ đột phá về khu tam hạ ngay. Lưu Sung hỏi, ông chủ, khu tam hạ không bị chiếm đóng hả? Khánh Trần suy tư 2 giây, sẽ không bị chiếm đóng đâu, có người đáng tin trông coi ở đó. Hội phụ huynh sẽ không làm hắn thất vọng. Khánh Trần xoay người nói với chỗ có người, trong lúc nghỉ ngơi, tất cả không được lớn tiếng ồn ào, cũng không được đến gần miệng cống. Lúc rời đi, ta sẽ thông báo cho các ngươi. Phòng chữ lương thực gì đó, nếu không có sự cho phép của ta thì không ai được chạm vào. Các nạn dân ngồi trên mặt đất lặng như băng trong ngân hàng, mấy người đàn ông ỉ vào thân thể cường tráng của mình đoạt mấy cái ghế dài trước mặt, không để người già và trẻ em vào mắt. Khánh Trần chỉ nhìn chứ không quản. Lúc này, trong phòng làm việc của chủ tịch ngân hàng truyền đến tiếng dãy dụa, hình như là một người phụ nữ bị bịt miệng đang cố gắng kêu cứu. Bên trong có người nhỏ giọng nói, người cũng thấy đấy, ta giúp mọi cùng nhau chống lại thử chiều, trên đường nếu người gặp nguy hiểm ta cũng có thể cứu ngươi. Thời thế lúc này đã loạn, phải nương nhờ vào đàn ông. Giọng nói kia tuy nhỏ, nhưng không thoát khỏi lỗ tai được Long Ngư ra chỉ qua của Trương Mộng Thiên và Khánh Trần. Ngay cả ánh mắt Khánh Trần cũng không thay đổi nói, tiểu Mộng Thiên, đánh gãy cánh tay của người đàn ông trong phòng, bịt miệng nhớ phải bịt miệng lại trước. Diêu chuẩn lưu sung hơi sừng sốt, vậy mà ông chủ không để hắn ta ra tay, mà để cho một bé trai 14 tuổi đi xử lý. Mà thằng bé này cũng tập mãi thành quen nên cảm thấy chuyện này chẳng có gì. Trương Mộng Thiên gật đầu, thuận tiện cầm bình chữa cháy trên mặt đất đi vào phòng. Rất nhanh, trong phòng truyền đến một trận kêu rên nặng nề, sau đó im bật đi. Nữ minh tinh Vương Văn Văn gom quần áo bị xé rách của mình lại, khập khiễng chạy ra khỏi phòng làm việc che miệng gào khóc ở một bên giày cao gót của nàng sớm đã vứt đi lúc đi đường đổi thành một đôi giày thể thao của người chết không quá vừa chân chu kết y thấy cảnh này chạy thẳng đến chỗ khánh trần nhưng lại bị lưu sung ngăn cản lại lưu sung quay đầu nhìn về phía khánh trần ông chủ lưu sung là người hiểu chuyện hắn ta hoàn toàn có thể để chu kết y rời đi nhưng hắn ta lo ông chủ còn có suy nghĩ khác chu kết y bị lưu sung ngăn lại hỏi khánh trần ngươi có thể bảo vệ ta ư ta có thể Khánh Trần nhắm mắt lại bình tĩnh nói, đi đi. Hắn thậm chí không đợi đối phương nói xong, cũng không an ủi hay giải thích bất cứ chuyện gì. Chu Kết im mím môi, nàng nhìn về Lưu Sung, người từng là vệ sĩ trước đây. Lại thấy đối phương đã không còn bộ dáng khom lưng khụy gối như ngày xưa nữa, khuôn mặt hắn ta nghiêm túc nhìn nàng chầm chằm xin mời rời đi. Lúc này, Trương Mộng Thiên cầm theo bình chữa cháy trở về, nhìn Chu Kết Y nói, đừng làm chuyện vớ vẩn thì ông chủ tự nhiên sẽ cứu các ngươi ra ngoài màn đêm hạ xuống, Khánh Trần vốn định đi ra ngoài thăm dò đường trước một chút, kết quả đúng lúc này lại chợt nghe thấy tiếng hành quân của thử triều từ nơi xa. Hắn đột nhiên giơ cánh tay lên, mọi người trong đại sảnh ngân hàng nín thở theo bản năng. Khánh Trần chậm rãi đứng dậy đứng trước cửa ngân hàng. Xuyên qua cửa sổ chớp nhìn ra bên ngoài, chỉ thấy thử triều chẳng, chịt rậm rạp, đang đi thẳng về khu tam hạ. Khánh Trần hơi sừng sốt, vậy mà thử triều này đã muốn công kích khu tam hạ rồi. Nếu như bọn tiểu tam thực hiện đúng theo kế hoạch của họ, thì lúc này khu tam hạ phải là cục xương khó gặm nhất trong thành phố này. Nhưng hiện tại thử vương lại điều một phần thử chiều công kích khu tam hạ, điều này nghĩa là thử chiều lập tức sẽ tiến vào giai đoạn 3. Đúng lúc này, Khánh Trần cũng nhận ra, thành phố số 10 rõ ràng đã vào đầu xuân, nhưng lại có tuyết rơi trong không trung, nhiệt độ cũng thấp hơn ban ngày rất nhiều. Z tháng 3 đến rồi, Khánh Trần nhớ lại tài liệu khí tượng mình từng xem qua, Tỷ lệ hàng năm liên bang xuất hiện rét tháng 3 là 57%, nhiệt độ ban đêm sẽ giảm đến mức âm, lúc đó hội phụ huynh muốn chống lại thử chiều sẽ vô cùng khó khăn. Tuyết xuân sẽ lập tức biến thành nước bùn trên mặt đất, dính vào người, sẽ làm quần áo ướt nhẹp. Không biết hội phụ huynh đã chuẩn bị kỹ càng hết chưa? Thời gian đếm ngược 144000 nửa đêm. Phía sau phòng tuyến khu 9, một tên người nhà đang ngồi dựa vào bao cát, trong miệng ngậm một thanh protein nhìn như cây nến hắn ta ngửa đầu nhìn tuyết lớn trên trời, thấp giọng nói một câu, thật xui xẻo. Hắn ta nói với tiểu tam đang ngồi bên cạnh, tam ca, mau tìm quần áo phòng lạnh cho nhóm người nhà, nếu không mặc thêm quần áo đêm đến tất cả mọi người sẽ không chịu đựng được. Ngoài ra, để nạn dân mang theo một ít đồ đến vùng hoang dã, nếu không thì sẽ chết cóng trước khi qua khỏi cánh cửa then chốt mất. Buổi sáng nhiệt đã giảm còn 4 độ, nhiệt độ hiện tại lại đột nhiệt giảm xuống mức âm, rất nhiều nạn dân mặc quần áo mỏng, nếu không có quần áo sợ họ sẽ chết trên vùng hoang dã mất. Nhưng Tiểu Tam ở bên cạnh vừa nhai thanh protein vừa nói, đã sớm để người nhà màu vàng tần thư lễ chuẩn bị xong hết rồi, bên trong tòa nhà phía sau phòng tuyến đó. Trước khi đến đây phụ huynh đã dặn dò qua, hắn nói trong ghi chép của liên bang có phần trăm bao nhiêu nhỉ? Tóm lại là hắn nói khí hậu có thể chịu ảnh hưởng từ luồng khí lạnh phía bắc mà giảm nhiệt độ, nên nhất định phải phòng lạnh giữ ấm. Trước đó hội phụ huynh tổ chức để cư dân rút lui quá vội vã, người nhà cũng không thể hung ác ép mọi người khi rời đi còn phải mặc quần áo vào. Được, nếu làm vậy sẽ có vẻ rất quỷ dị. Trong tàn nhẫn, mà lộ ra chút quan tâm nhân văn sẽ làm các cư dân vô cùng rối loạn. Lúc đó nhiệm vụ hàng đầu của hội phụ huynh là ép cư dân rời đi, những chuyện khác thì có thể thả lỏng một chút. Tiểu Tam bình tĩnh tiếp tục nhai thanh protein, người nói xem phụ huynh của chúng ta có phải ra các lượng chuyển thế không, chỉ cần cho người ba cẩm nang diệu kế là người có thể chuyển nguy thành an ngay, sao chuyện gì hắn cũng nghĩ tới được nhỉ. Người nhà bên cạnh nhỏ giọng nói, thật ra ra các lượng cũng không lợi hại như vậy, mà là do người trong nội bộ khá chuyên nghiệp, ngươi chắc chắn là bị Tam Quốc diễn nghĩa lừa rồi. Làm như ngươi hiểu nhiều lắm ấy. Tiểu Tam tát một cái vào ót đối phương, sau đó cao giọng hô to về nơi xa, Trần trước cử, hồ tĩnh nhất. Chúng ta canh giữ ở phòng tuyến bên này, các ngươi đến phát quần áo cho mọi người. Trở về cho mỗi người các ngươi thêm 50 điểm. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Trần trước cứ liếc tiểu tam một cái, lần này ta không muốn tích phân. Hả? Tại sao? Tiểu Tam hơi sửng sốt. Trần trước cử bình tĩnh nói, đây là chuyện đạo nghĩa mà mọi người đều phải làm, là chuyện trong nghĩa vụ của ta. Tiểu Tam gãy đầu một cái, phải chân chia rõ ràng vậy à. Nói thật, đến giờ Tiểu Tam cũng không học được cách ở chung với Trần trước cử. Tiểu cô nương có một thước đo riêng cho hành vi của mình, khác với người trong thế tục. Thước đo hành vi của nàng cũng khác với đa số mọi người. Cho nên khi thước đo của nàng đụng độ với thước đo của thế tục, thì tính cách ngay thẳng của nàng sẽ làm tổn thương người ta nhưng đây cũng là điểm hấp dẫn riêng của trần trước cừ người mến nàng thích nàng sẽ đặc biệt tán thưởng điều này chẳng hạn như tiểu thất người không thích nàng thì cảm thấy nàng không hiểu cách làm người chẳng hạn như tiểu tam mỗi người đều có một lý do riêng nhưng trần trước cừ dường như cũng không để ý nàng cảm thấy không ai có thể làm tất cả mọi người thích được mặc kệ chuyện gì phát quần áo phòng lạnh trước đã tiểu tam phất tay một cái nói không phát quần áo xong ban đêm các ngươi không có cơm ăn nhé hành động nhanh chút đi nhưng vào đúng lúc này tiểu tam bỗng nghe thấy có âm thanh kỳ quái truyền đến từ đường dài tối ôm sau lưng mình hắn ta vội vàng đứng lên híp mắt cố gắng nhìn vào bóng tối cũng cầm lấy bộ đàm nói các trạm gác trên cao ốc chú ý thông báo cho ta tình hình mặt đường trong bộ đàm truyền đến giọng nói không có khác thường tiểu tam hơi sừng sốt rồi đột nhiên cao giọng quát không đúng địch tập kích tất cả mọi người trở về vị trí tác chiến của mình chuẩn bị liều mạng sau một khắc trong bộ đàm bỗng có người hô lớn thử chiều tiểu tam thử chiều đến rồi Chúng lợi dụng kiến trúc tránh khỏi tầm mắt của trạm gác mà tiến lên. Một trạm gác khác nói trong bộ đàm, bên phía ta cũng xuất hiện thủy triều. Chúng tấn công từ mọi phía. Phải biết đây là chiến đấu trên đường phố. Hội phụ huynh đúng là có thể bố trí trạm gác trên cao ốc, nhưng tầm nhìn của trạm gác cũng sẽ bị vô số kiến trúc che chắn. Mà những đàn chuột khôn ngoan kia đã học được cách lẩn tránh tầm nhìn của trạm gác. Chúng không chen trúc trên đường như thủy triều trào lên nữa, mà là kề sát mình vào giữa cái bóng của cao ốc rồi nhanh chóng hành quân muốn đánh khu tam hạ không kịp trở tay. Vậy nên, đến khi thử chiều đến gần sát, mới có chạm gác phát hiện ra tung tích của chúng nó. Tiểu tam tê cả ra đầu, đây vẫn là chuột đấy ư, đây là bộ đội đặc trùng thì có. DM, DM DM DM. Giữ vững phòng tuyến không một ai được rút lui, nếu để chúng phá tan phòng tuyến, toàn bộ nạn dân phía sau đều phải chết. Thử chiều đã hiện lên trong bóng tối, chỉ cách bọn họ vẻn vẹn 400 mét nữa thôi, thoáng nữa sẽ đến ngay. Thân thể chuột nhỏ gầy hành quân trên mặt đất lại có cảm giác, như hàng vạn con ngựa đang chạy. Nhưng mà lúc này, Tiểu Tam bỗng trông thấy bên cạnh mình có không ít người nhà đang run lẩy bẩy. Những người nhà này chưa từng tham gia vào những chiến tranh tai nạn chân chính, dù đi đánh câu lạc bộ cũng chỉ có bọn Tiểu Tam và người nhà màu vàng xông pha chiến đấu, nên khi trông thấy thử chiều kinh khủng như này bọn họ không tránh được sợ hãi. Những người nhà này, mấy tháng trước có khi còn là một tiểu thương bán hàng rong, hoặc là công nhân công xưởng, thậm chí cả đời còn chưa từng giết gà. Càng không đối mặt với tai nạn Tiểu Tam hít sâu một hơi, cầm lấy bộ đàm, gào thét một cách hung ác, các vị, phụ huynh đã nói thế giới này cần những anh hùng mới, ngay trong trận chiến này, giết chết cái tôi hèn yếu của mình, trở thành anh hùng đi. Nổ súng. Hỏa tuyến khu tam hạ ré dài lên, tiếng súng to lớn điếc tai nhức óc. Hỏa lực áp chế ngăn thử chiều ở nơi cách phòng tuyến 150 m thế nhưng thử chiều căn bản không sợ đạn súng dày đặc này. Chuột hàng trước chết, chẳng mấy chốc hàng sau sẽ đuổi kịp ngay một khắc nào đó tiểu tam cảm thấy thử chiều này có chút kỳ quái hôm nay chúng không hành động nhanh chóng như tối qua giống như chưa tiến hóa hoàn toàn giống như chờ chút sát đến gần hắn ta mới phát hiện điều khác biệt những con chuột hành động nhanh chóng kia đều có màu đen đặc mà mấy con trước mắt thì màu xám ta hiểu rồi thử chiều này là dùng chuột tiến hóa không hoàn toàn đến cố ý làm tiêu hao hỏa lực của chúng ta tiểu tam khổ sở nói thế nhưng dù hắn ta biết ý đồ của thử triều thì có thể không nổ súng sao nhất định phải chiến đấu đến cùng. Dần dần, thử chiều bắt đầu tới gần phòng tuyến, chúng mạnh mẽ dùng mạng mở ra một con đường máu. Súng trong tay hội phụ huynh chỉ còn mấy ngàn cái, người nhà lại có hơn 12.000 tên. Hơn nữa, thành viên câu lạc bộ tổng cộng có 50.000 người, người cầm súng chỉ được một phần lượng người thôi. Quá khó khăn. Tiểu Tam nhìn thử chiều liên tục đến gần, gầm thét lần nữa. Có súng thì dùng tiết kiệm, không có súng thì chuẩn bị tiến lên. Một khắc sau, tầm mấy chục ngàn thành viên câu lạc bộ trong cao ốc được người nhà dẫn dắt, từng người từng người một cầm dao phay trong tay vọt ra, còn có người trong đám không tìm được dao phay thì nhấc ghế lên sông ra tiền tuyến. Thử chiều tiến đến phòng tuyến trước đó, chúng nhẹ nhàng nhảy một cái lên phòng tuyến, tiểu tam để súng xuống, rút hai thanh dao phay bên hông ra, điên cuồng chém vào lũ chuột tràn vào phòng tuyến. Người nhà phát điên chắn trước phòng tuyến, chém vào lũ chuột. Trong lòng càng sợ thì chém càng dùng sức. Chỉ có điều, sợ hãi dần dần trở thành phẫn nộ, cánh tay cũng dần dần không run rẩy nữa. Có chuột nhào vào trên người người nhà, lại thấy tên người nhà tu chuẩn đề pháp này trực tiếp giật chuột xuống, nhét vào trong miệng, cắn đứt cổ chuột. Máu tươi cuồn cuộn trào ra khỏi miệng hắn ta, giống như đến từ địa ngục. Hậu phương phòng tuyến, các cư dân yên lặng nhìn cảnh này, chỉ có lúc thử chiều chân chính đến, thì mọi người mới thật sự rõ ràng dưới bộ mặt hung thần ác sát của người nhà, đã ẩn giấu đi tình yêu nồng nhiệt đối với thế giới này như thế nào. Những người đang chiến đấu kia, đã ưu tiên cơ hội sống sót cho bọn họ, Lúc này, bên cạnh cánh cửa then chốt có gầm thét, nhanh nhanh nhanh, tiếp tục tiến lên đừng dừng lại, đây là thời gian bọn họ dùng tính mạng để đánh đổi cho các ngươi. Trần Trước Cử và Hồ Tĩnh Nhất ở một bên đợi người du hành thời gian, nhét hết chồng quần áo này đến chồng quần áo khác vào tay nạn dân, sau khi mang đi nhất định phải ưu tiên phân phát cho người già, phụ nữ và trẻ em, mọi người tiếp tục tiến lên không nên dừng lại. Cho đến lúc này, nạn dân khu Tam Hạ chỉ mới rút lui được một phần chín. Quá ít. Nhưng cũng chính vào lúc này, có một thanh niên bỗng rời khỏi đội ngũ, người nhà phụ trách Duy. Chỉ trật tự đội ngũ hơi sừng sốt, vừa định đạp thanh niên trở về đội ngũ, lại trông thấy vẻ mặt thanh niên dần dần kiên định, ta không đi, đưa dao phay cho ta. Người nhà thoáng sừng sốt, sau đó hô lớn nói, đưa dao phay cho hắn. Cầm dao phay lên, người thanh niên hô tô với một thiếu nữ trong đội ngũ. Sau khi ta rời khỏi cánh cửa này, hãy nói với ba mẹ ta, cảm ơn họ. Nói sóng, hắn ta xoay người cầm theo dao phay lao đến phòng tuyến. Dần dần, lại có một số thanh niên trong đội ngũ bước ra đưa dao phay cho ta đưa dao phay cho ta phát dao phay hết thì phát ghế không có ghế thì phát chảo đội ngũ này không có súng ống tân tiến cũng không có tổ chức cơ cấu chặt chẽ chuyện nghiệp nhưng trong lúc khó khăn nhân số không chỉ không giảm mạnh mà ngược lại còn từ từ tăng lên tiểu tam nhìn càng ngày càng có nhiều khuôn mặt xa lạ đi đến phòng tuyến hắn ta nghĩ có lẽ đây chính là lời phụ huynh nói khi ngươi đối mặt với thế giới này một cách chân thành thì thế giới này chắc chắn sẽ đền đáp ngươi. Có người hô to trong bộ đàm, phong tuyến A sắp không chống đỡ nổi, cầu chi viện. Toàn bộ phòng tuyến khu tam hạ được phân ra 50 đoàn, mỗi đoàn đều có đoàn trưởng phụ trách, phòng tuyến A cách bọn tiểu tam chỉ 600 mét. Tiểu tam nói qua bộ đàm, chờ một lát, lập tức tới ngay. Nói xong, hắn ta định mang theo dao phay sông đến. Đúng lúc này, một cánh cửa sổ nào đó trong cao ốc sau lưng đột nhiên có tám thanh thanh ngọc tâm kiếm, xuyên màn tuyết bay đến dít lên lao thẳng vào nơi phòng tuyến sắp sụp đổ chỉ thấy tám thanh thanh ngọc tâm kiếm như cắt cỏ mà ép sát vào mặt đất hái đi sinh mạng của thử triều đến vô ảnh đi vô tung phòng tuyền a bùng lên một trận gieo hò có siêu phàm giả ra tay rồi tiểu tam bỗng quay đầu nhìn về trên lầu vị kia mặc âu phục màu xám cho trong tay cầm quyền trượng hà kim thu màu đen đang đứng trước cửa sổ thủy tinh bị rơi xuống đất bên cạnh hắn ta còn có một người phụ nữ trung niên và một thanh niên Tiểu Tam không nghĩ đến ông chủ Hà vậy mà xuất hiện ở đây, trước đó bọn họ không chú ý đến đối phương đến đây từ lúc nào. Một khắc sau, có người nói trong bộ đàm, phía sau thử triều có rối loạn. Tất cả mọi người lấy lại tinh thần nhìn qua, phát hiện phía sau đại quân thử triều vốn được huấn luyện nghiêm chỉnh, chợt bắt đầu thưa thớt đi. Đại quân thử triều đi đến phòng tuyến vốn liên miên bất tuyệt, vậy mà dần dần thưa thớt, như một dòng sông bị đứt đầu nguồn. Tình huống gì đây? Tiểu Tam quát, đưa kính viễn vọng cho ta. Lúc nói chuyện, người nhà bên cạnh đưa kính viễn vọng ban đêm đến, tiểu tam thình lình nhìn thấy bốn bóng dáng đang đan sen di động trong thử chiều, mỗi lần giao thoa, đều như có một lưỡi đao vô hình cắt đứt rào chắn giữa thử chiều và bốn người họ. Bốn người đứng giữa biển hài ngàn vạn con chuột của thử chiều kia sừng sững, như đá ngầm trên mặt biển. Đợi đã, một trong bốn người họ không phải là vị phụ huynh bất chính kia sao? Tiểu tam lẩm bẩm, phụ huynh đến rồi. Phụ huynh đến rồi. Đi, đi theo ta, đi tiếp ứng cho phụ huynh. Nhóm người nhà chưa từng thấy Khánh Trần phấn chấn, ta đi với ngươi. Đang lúc nói chuyện, trên người ba con rối bên cạnh Khánh Trần đã đầy chuột, chúng không tìm được cổ trên người con rối nên bắt đầu điên cuồng cắn xé lung tung. Đau đớn trên người con rối không ngừng truyền đến tim ba tên quyền thủ, nhưng họ lại không thể làm gì, Khánh Trần muốn thiêu đốt tất cả ý nghĩa sinh mệnh của họ. Đúng lúc này, thử chiều buông tha phòng tuyến, dồn dập quay người vây quanh Khánh Trần, dường như chúng biết, ăn tươi một người như này còn có tác dụng hơn ăn tươi 10.000 tên bình thường. Tiểu Tam trông thấy cảnh này liền vội vã, nhanh nhanh nhanh, nhanh cứu phụ huynh. Nhưng trong phút chốc, hắn ta lại thấy Khánh Trần Xuyên qua thử chiếu liếc hắn ta, trong ánh mắt bình tĩnh kia không có chút sợ hãi nào. Chờ chút đã, đừng ra. Tiểu Tam cũng không biết lòng tin đột ngột này xuất phát từ đâu. Lúc này, phụ huynh không cần bọn họ cứu viện. Trong chớp mắt, khi Khánh Trần đã xác nhận rằng tất cả thử chiều đều lao về phía mình, hắn bỗng khom lưng xuống, hai tay chạm vào vũng bùn tuyết ướt át. Tam tai. Một lượng sấm lớn, từ hai tay của thiếu niên có cặp ngươi vàng óng liên kết với vũng bùn và nước ánh chớp màu vàng lan tràn rồi di chuyển hào quang vạn trượng hồ quang điện màu vàng kia điên cuồng nhảy múa trên mặt đất nó chọc thủng thân thể của đàn chuột như tia chớp trên trời cao rơi vào nhân gian giáng xuống thiên tai chân chính những ánh chớp vàng ở khắp mọi nơi còn lộng lẫy hơn cả những hiệu ứng đặc biệt của phim ảnh tóc của khánh trần bị thổi bay lên trời bởi dòng khí hỗn loạn những đường nét thon gọn của gò má trông đặc biệt góc cạnh dưới ánh sáng của tia chớp dòng điện khí màu vàng vút lên không trung, trong bán kính 500m trở thành cấm địa sinh tồn của thử triều. Cái gọi là tam tai, có 3 tai họa nhỏ: đao binh, bệnh dịch, nạn đói. Ngoài ra còn có 3 thảm họa lớn: hỏa hoạn, lũ lụt và gió bão. Phần đầu tiên của thuật hô hấp của vạn thần lôi ti được gọi là trí đạo, phần thứ hai được gọi là khí số, và phần thứ ba có tên là tam tai cửu ách, có nghĩa là sấm xét là tất cả các quy luật trên thế giới, chi phối đạo sống chết. Lúc này, Khánh Trần đang thi triển phần thứ tư thuật hô hấp của vạn thần lôi ti, chỉ cảm thấy sấm sét chạy nhanh trong cơ thể, dần dần hai bên má mọc ra những lôi văn màu vàng, hai mắt cũng hoàn toàn biến thành màu vàng kim. Không còn ở sâu trong con người nữa, mà là toàn bộ con mắt đều tràn ngập ánh vàng, không giống người, mà giống thần minh hơn. Hít thở. Khánh Trần thở ra một hơi, cũng hàm chứa sấm sét. Nếu nói rằng vai trò lớn nhất của thuật hô hấp của kỵ sĩ là giúp kỵ sĩ điều chỉnh cân bằng các chức năng của cơ thể khi chiến đấu, sản sinh ra lượng lớn endorphin, để kỵ sĩ có thể sử dụng 100% thể lực của mình, phát huy 100% tác dụng, và trận chiến sẽ kéo dài lâu hơn. Vậy thì phần thứ tư, của thuật hô hấp của vạn thần lôi ti là một phạm chủ cực đoan khác, tác dụng của nó là khoách đại vô hạn tiềm năng trong cơ thể, để sấm xét cuộn trào trong cơ thể có thể nổ ra trong thời gian ngắn nhất. Một là đều đều không ngừng, một là chỉ tranh thủ được chút ít thời gian, hai thái cực khác nhau. Phía sau phòng tuyến, người nhà chứng kiến thần minh ở trên chiến trường chỉ trong một đòn đã giết chết hàng vạn con chuột, có người thấp giọng nói, đây chính là phụ huynh của chúng ta sao? Thật là phụ huynh đó sao? Tiểu Tam Tê dại gật đầu, nói thật, ta cũng là lần đầu tiên thấy phụ huynh dùng hết sức lực ra đòn, giờ ta có chút thắc mắc, làm sao mấy đứa cháu ở căn cứ A không lại dám tống giam hắn? Cái từ phụ huynh này, đặt trong hội phụ huynh thì vô cùng thần bí và thiêng liêng. Mọi người đều biết, đó là kế hoạch của phụ huynh, biến khu tam hạ của các thành phố trở thành một thế giới mới, mọi người tận mắt chứng kiến thế giới này, từ từ trở nên tốt hơn nhờ chính nỗ lực của họ. Khi tiểu tam cổ vũ tiếp sức mọi người, luôn nói rằng đừng để phụ huynh thất vọng về chúng ta, chúng ta phải cố gắng lên. Khi đó, có người sẽ nghĩ rằng mọi người thậm chí còn chưa được nhìn thấy phụ huynh mà. Còn bây giờ, họ đã không làm Khánh Trần thất vọng, và Khánh Trần cũng không làm họ thất vọng. Trần trước cử và Hồ Tĩnh Nhất im lặng nhìn một màn này. Hồ Tĩnh Nhất nói, ta từng nghe ngươi nói chỉ cần leo lên mặt cuối của tuyệt bích, là có thể đi theo hắn, có đúng không? Trần trước cử gật đầu, nếu không, tại sao hắn lại tốn nhiều nhân lực, vật lực và tài chính như vậy để huấn luyện chúng ta? Hồ Tĩnh Nhất luôn nói, vậy liệu có phải tương lai chúng ta cũng có thể trở nên giỏi giang như hắn không? Vậy thì ngươi nghĩ nhiều rồi đấy. Trần trước cử thở dài nói, cho dù ngươi đi chung một con đường với hắn, cũng không thể trở nên giỏi giang như hắn được. Ánh chớp màu vàng từ từ biến mất, Khánh Trần đứng dậy chậm chậm đi về phía phòng tuyến, hai tay lấm lem bùn đất hắn kéo dài tất cả bốn sợi dây của con rối giật dây, lần lượt hiến tế tất cả những xác chuột cháy xém trên mặt đất. Hết con chuột này đến con chuột khác biến thành cho bụi, bất cứ nơi nào Khánh Trần đi qua, đường phố lại trở nên sạch sẽ. Lợi ích thu được từ việc hiến tế một con chuột là rất nhỏ, thế nhưng đây là hàng chục nghìn con chuột, chỉ cần một trận chiến đã giúp con rối giật dây của Khánh Trần mọc ra thêm sợi tơ thứ năm, thứ sáu rồi. Sợi thứ sáu cũng chỉ cần chút nữa thôi đã có thể trở thành một cá thể toàn vẹn. Phía sau hắn, trương mộng thiên đang thở hồn hển dẫn theo những người dân tị nạn chạy đến đây số người đến chỉ có một nửa một nửa còn lại cảm thấy chỉ cần ở yên trong ngân hàng cũng khá an toàn họ chỉ cần chờ quân đội liên bang tới tri viện thì mọi thứ sẽ ổn trương mộng thiên không tranh cãi với họ chỉ dẫn theo những người muốn rời đi hắn nói với những người tị nạn chạy qua đó chỉ cần đến phía sau phòng tuyến là có thể an toàn nghỉ ngơi rồi khánh trần đi tới phía sau phòng tuyến nhìn về phía tiểu tam thương vong có lớn không vẻ mặt của tiểu tam tối sầm lại trong số 12.000 người nhà chỉ còn lại hơn 8.000 người, một số người trong số họ không thể được triệu tập trở về từ thành phố, một số đã chết ngay trên phòng tuyến, còn có hơn 1.000 người đã chui qua cổng chốt chạy trốn chỉ vì quá sợ hãi. Khánh Trần gật đầu nói, đừng quan tâm những người đã chạy trốn kia nữa, đối mặt với mức độ thảm họa như thế này, họ lựa chọn thế nào đều là tự do của họ, miễn là họ không đâm sau lưng chúng ta là được. Hiện tại chỉ mới một ngày trôi qua, thử chiều đã bước sang giai đoạn thứ ba rồi. Tiếp theo chúng ta vẫn còn những trận chiến khó khăn phải đánh. Phụ huynh, khi nào quân đội liên bang mới đến?" Tiểu Tam tràn đầy hy vọng hỏi. Khánh Trần nhìn hắn một cái thật sâu, "Quân liên bang gần chúng ta nhất có lẽ cách 710 km. Trước khi xuyên không, ta đã nhờ một vài người thông báo tình hình ở đây, họ không thể không biết ở đây đang xảy ra thảm họa. Theo tốc độ của phi hành, nếu có người cần chi viện, vậy thì đáng ra trước không giờ họ đã xuất hiện rồi. Cho nên bây giờ vẫn chưa thấy quân chi viện, nghĩa là sẽ không còn viện binh nữa." Thực ra Khánh Trần đã chuẩn bị cho điều tồi tệ nhất từ trước không giờ. Thành phố số 10 này đã trở thành một thành phố biệt lập, họ phải tự cứu lấy mình. Tiểu Tam lẩm bẩm, tại sao không có ai tới cứu chúng ta? Lẽ nào họ không quan tâm đến tính mạng ở đây sao? Khánh Trần suy nghĩ một lúc rồi trả lời, không phải chúng ta bị bỏ rơi, ta tin Khánh thị và Lý thị chắc chắn sẽ đến nếu không có lý do cực kỳ quan trọng. Vậy thì lý do có thể hãm chân hai gia tộc Khánh thị và Lý thị là rất rõ ràng ta đoán jindai và kashima chắc hẳn đã phát động cuộc chiến chống lại miền nam hãm chân khánh thị và lý thị tại chiến trường chủ lực mà không thể di chuyển nếu nghiêm trọng hơn có lẽ trần thị đang gửi quân đến vùng trung nguyên giờ phút này sự được mất của một thành phố thậm chí cũng không còn quan trọng nữa tất cả người nhà đều vô cùng tuyệt vọng khánh trần biết chắc chắn sẽ là kết quả này thật ra hắn có thể lừa dối mọi người nhưng hắn không muốn những người này đặt mạng sống của họ vào tay hắn tin tưởng hắn mà không để lại chút gì vì vậy họ có quyền được biết sự thật khánh trần bình tĩnh nói ta biết mọi người khó chấp nhận được thực tế này nhưng ta chỉ cho mọi người hai giờ để giải tỏa tâm trạng tuyệt vọng đủ rồi thì hãy ướn ngực lên một lần nữa nhìn xem những người tị nạn phía sau mọi người đi mọi người bây giờ chính là anh hùng của họ tiểu tam ngơ ngác quay đầu nhìn lại nhưng lại thấy càng ngày càng có nhiều thanh niên của khu tam hạ bước ra khỏi đội hình tìm hội phụ huynh để nhận vũ khí nhiệm vụ hắn xoa xoa mặt cười nói Má, ta biết rồi. Cũng không nói là hắn biết cái gì, sức mạnh của hội phụ huynh lớn hơn và mạnh hơn ta tưởng tượng rất nhiều. Hà Kim Thu mỉm cười và chậm rãi bước ra khỏi tòa nhà, dắt theo người phụ nữ trung niên và thanh niên đằng sau. Khánh Trần nhìn ông chủ Hà, im lặng không lên tiếng. Hà Kim Thu cười nói, bây giờ có còn tiếp tục giao dịch kia nữa không? Tiếp tục, Khánh Trần nói, mọi thứ ta nói trên Kình Đảo đều có giá trị. Trong 7 ngày của lần trở lại trước đó, khánh trần đã lên kế hoạch ổn thỏa mọi thứ cho mọi người cuối cùng hắn chỉ có một ít thời gian để lập một kế hoạch dự phòng cho mình truy cập haleji com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời mc ly cà phê nhé hắn không chắc mình có gặp phải bất chắc hay không nhưng thủ của anh trai và chị dâu hắn nhất định phải báo cho nên hắn phải chuẩn bị thêm một nước đi khác trong mắt tiểu tam và trần trước cừ khánh trần đã trở thành câu trả lời tiêu chuẩn không chút sai sót nhưng chỉ có bản thân khánh trần biết hắn vẫn còn cách rất xa so với cảnh giới của ảnh tử Tất cả những gì hắn có thể làm chỉ là lập nhiều kế hoạch dự phòng hơn, tính toán hết tất cả những biến cố có thể xảy ra. Vì vậy, vào buổi trưa của ngày đếm ngược cuối cùng để xuyên không, Khánh Trần tìm đến Hà Kim Thu, đưa ra một thỏa thuận, sử dụng 36 cây Tử Lan tinh để đổi lấy sự tìm kiếm của cơ quan tình báo Hồ Thị, hộ tống quả phụ của Viên Dương. Chỉ có điều, có chút bất ngờ đó là lúc đó Hà Kim Thu không hề đồng ý ngay, hắn nói nhân viên tình báo Hồ Thị cũng là người sao hắn có thể để nhân viên tình báo liều mình đến thành phố tự dâng cái chết? Hơn nữa, chưa chắc họ sẽ tới kịp. Nếu thực sự muốn cứu quá phụ, nhất định phải để Hà Kim Thu đích thân ra tay. Hắn thực sự đã ở thành phố 10, nhưng hắn không chắc liệu hắn có thể giết một mạch mà đến được tòa nhà đó hay không, cũng không chắc liệu hắn có đến kịp hay không. Khánh Trần không chắc Hà Kim Thu là thực sự thấy khó khăn hay đó, chỉ là một trò đùa trả giá mặc cả. Hắn chỉ muốn giữ một kế hoạch dự phòng cho riêng mình, vì vậy hắn hỏi phải làm sao mới có thể khiến ông chủ hà đích thân ra tay nhưng hà kim thu không đồng ý lại cũng không nói rõ điều kiện của mình ông chủ hà chỉ nói để thử xem nếu thành công hãy bàn điều kiện khoảnh khắc đó khánh trần hiểu nếu giao dịch thành công sẽ phải trả cái giá rất đắt trên đời này miễn phí chính là thứ đắt nhất đây là bài học đầu tiên mà các nhà sáng lập game trên thế giới biểu đưa ra cho người chơi nhưng bất kể nó có giá bao nhiêu vấn đề này quá quan trọng đối với khánh trần hắn bắt buộc phải thêm một lớp bảo hiểm cho mình. Cho nên, đây cũng là lý do tại sao Khánh Trần nói với Trương Mộng Thiên, rằng vẫn còn một tia hy vọng. Hắn cá rằng Hà Kim Thu là muốn mặc cả, thực ra đối phương đã nắm chắc khả năng hoàn thành giao dịch này rồi. Khánh Trần hỏi, ông chủ Hà muốn gì? 36 cây tử lan tinh và vật cấm kỵ ACE 004, chân thị chi nhãn màu đen. Hà Kim Thu nói, khi đó Khánh Trần trong lòng cả kinh, vì vật cấm kỵ ACE 004 này rất quý giá, sao có thể dùng để trao đổi chỉ một manh mối giao dịch ban đầu giữa trịnh viễn đông và khánh trần là khánh trần tìm ra một phương pháp tu hành chính thống cho học viện du hành thời gian và trịnh viễn đông sẽ trao đổi nó bằng chân thị chi nhãn màu đen cho nên dù khánh trần chưa lấy được viên đá nhưng cũng chỉ là cho côn luân mượn trong một thời gian ngắn trịnh viễn đông phải giao lại chân thị chi nhãn cho khánh trần trong vòng một tháng nó đã thuộc về khánh trần bây giờ mục tiêu của hà kim thu rất rõ ràng đó là muốn thứ này Hà Kim Thu cười nói, người bị dọa rồi sao? Yên tâm, ta chỉ dùng vật cấm kỵ này trong 6 tháng mà thôi, sau đó sẽ trả lại cho ngươi. Cho nên, điều kiện thực sự là 6 tháng sử dụng vật cấm kỵ ACE-004. Khánh Trần, Thành Giao. Thực ra, cho dù Hà Kim Thu thực sự muốn lấy viên đá này mãi mãi, hắn cũng sẽ giao cho. Hai người, nói hết tất cả những gì hai người biết cho hắn ta đi, như vậy cũng đã đền đáp xong ơn cứu mạng của ta rồi. Ngoài ra, ta sẽ tặng cho hai người thỏi vàng trị giá 50 triệu, để các ngươi không phải lo cơm ăn áo mặc cả nửa đời còn lại." Hà Kim Thu cười tủm tỉm nói. Quả phụ của Viên Dương lấy từ trong túi ra một bức ảnh Viên Dương, chưa bao giờ làm hại ai, nhưng một người bí ẩn đã từng tìm đến hắn và muốn điều chế một lọ thuốc độc thần kinh, yêu cầu phải có hỗn hợp 68 chất độc thần kinh, chất độc đó phải có thể giết chết người siêu phẩm cấp A, nhưng Viên Dương không đồng ý với hắn ta, sau đó một khoảng thời gian dài đều rất yên lặng. Kết quả là có một lần Viên Dương đã gặp lại hắn ta trong một bữa tiệc, ở thành phố số 10, hắn ta là người phục vụ của bữa tiệc đó. Khánh Trần sững sốt một chút, người này khi gặp Viên Dương không dùng mạng che mặt sao? Một người như vậy lại cải trang thành người phục vụ trong bữa tiệc, e là đã có mục tiêu ám sát mới, đây là một tên sát thủ chuyên nghiệp, sao có thể dùng gương mặt thật đi gặp Viên Dương, có che chắn. Quả phụ của Viên Dương nói, Viên Dương nghe ra giọng nói của hắn ta. Trong bữa tiệc đó, khi Viên Dương đang nói chuyện với một người bạn thì nghe thấy một người phục vụ nói với một phụ nữ cách đó không xa tiểu thư rượu sâm banh của ngài viên dương nhận ra giọng nói đó cả người đột nhiên cứng đờ người phục vụ quay đầu lại liền phát hiện ra phản ứng của hắn viên dương không ở lại quá lâu trong bữa tiệc đó hắn vội vàng rời đi suốt cả đêm bắt đầu chuẩn bị một cuộc chạy trốn hắn biết việc giết một người trên cấp a bằng chất độc thần kinh có nghĩa là gì đây là vụ ám sát trong vòng xoáy quyền lực khánh trần cầm lấy bức ảnh xem đó là ảnh chụp màn hình của một video giám sát tại một bữa tiệc thượng lưu, người đàn ông trong bức ảnh khoảng ngoài 30 tuổi, bộ dạng anh tuấn, nhưng luôn có cảm giác bệnh hoạn trong sự anh tuấn của hắn ta. Hắn lần theo tất cả manh mối trong trí nhớ của mình, đột nhiên cảm thấy có những manh mối không khớp chút nào. Nhưng hắn vẫn chưa dừng lại, người nói tiếp đi. Quả phụ của Viên Dương nói, sau khi Viên Dương sắp xếp cho mẹ con bọn ta liền mất liên lạc, hắn bảo bọn ta đừng cố liên lạc với hắn, một khi đã liên lạc, mọi người đều sẽ phải chết. Kết quả là ngày hôm sau khi đang đi làm ở quán ba ta đã nhìn thấy viên dương. Ban đầu ta còn tưởng mọi chuyện đó ổn thỏa cho nên mới đến gặp ta. Nhưng ta cảm thấy có gì đó không ổn, viên dượng hẹn với ta rằng nếu an toàn, hắn sẽ gọi một cốc gát pha ở quán ba, còn nếu vẫn đang trong nguy hiểm, ta phải chạy khỏi thành phố ngay lập tức thì hắn sẽ gọi một ly Moriarty. Nhưng hôm đó viên dương đã gọi một ly Mary đỏ tươi như bình thường hắn vẫn gọi. Ta nghi ngờ viên dương không còn là chính hắn nữa, nên không dám qua đó nói chuyện với hắn hơn nữa tên viên dương đó rất kỳ quái ngữ khi có chút máy móc giọng điệu khác hẳn so với thường ngày giống như đang cố tình bắt trước có lẽ hắn có thể lừa được người khác nhưng hắn không lừa được ta quá phụ của viên dương nói nhưng điều kỳ lạ là sau đó ta đã lặng lẽ đến nơi viên dương làm việc để quan sát ta thấy hắn vẫn đi làm tan làm như chẳng có chuyện gì xảy ra vậy lúc đó ta đã từng oán hận hắn nghĩ hắn bịa chuyện để bỏ rơi ta và đứa con nhưng đến một ngày ta đứng từ xa nhìn hắn một giây trước hắn vẫn còn ở đó nhưng một giây sau liền biến mất không dấu vết khánh trần thở phào một hơi khớp rồi theo những manh mối trong trí nhớ của hắn ảnh tử đã tìm tất cả các chuyên gia về chất độc thần kinh nhưng chỉ duy không tìm được người tên trương thành nên hắn mới nghi ngờ trương thành đã bị giết người diệt khẩu nếu viên dương biết nội tình từ lâu vậy ảnh tử hẳn có thể xét hỏi ra điều gì đó từ miệng hắn ta mới đúng theo logic của quả phụ viên dương có người tìm Viên Dương để bào chế thuốc độc thần kinh, Viên Dương vì sợ dính vào tranh chấp nên đã từ chối. Sau đó, Viên Dương nhận ra thân phận của tên sát thủ, nên bị tên sát thủ tìm đến một lần nữa để giết người diệt khẩu, đồng thời tạo ra một con rối. Tên sát thủ biết rằng Viên Dương cũng có tình nhân, nhưng hắn không biết đó là ai, vì vậy hắn đã dựa theo quỹ đạo cuộc sống của Viên Dương, dùng con rối để câu cá. May mắn thay, quả phụ của Viên Dương khá nhanh nhạy, hơn nữa đã có ám hiệu từ trước nên không bị lừa vốn dĩ họ có thể trực tiếp giết viên dương để diệt khẩu nhưng nếu làm vậy họ sẽ bị ảnh tử thuận theo đường dây này đào bới để tìm tình nhân của viên dương cho nên vì không tìm được tình nhân của viên dương họ chỉ có thể tạo ra con dối đó để tiếp tục sống với quỹ đạo cuộc đời của viên dương coi như không có chuyện gì xảy ra theo cách này cho dù là con dối có bị ảnh tử bắt được cũng chỉ là một chuyên gia chất độc thần kinh bình thường không có gì khác lạ ảnh tử sẽ không tiếp tục lần sâu theo tuyến đường của viên dương khánh trần cúi đầu suy nghĩ hiện tại hắn vẫn còn bán tín bán nghi về khẩu cung của quả phụ viên dương nhưng ít nhất hắn đã có mục tiêu mới hơn nữa manh mối này thực ra khiến hắn liên tưởng đến một chuyện khác khánh nguyên có thể tạo ra con dối với tuổi của khánh nguyên chắc hẳn không liên quan gì đến chuyện này nhưng nếu người có thể tạo ra con dối thực ra chính là cha của khánh nguyên thì sao khánh trần tạm thời chưa thể đưa ra kết luận nhưng hắn có thể tìm người thông qua bức ảnh hắn nhìn hà kim thu cảm ơn khỏi khách sáo Hà Kim Thu nói với một nụ cười, giao dịch công bằng, không dối trên lửa dưới. Ta đang ở kình đảo, hãy nhớ thông báo cho ta khi ông chủ trịnh giao cho ngươi chân thị chi nhãn. Khánh Trần thở dài, được. Hắn gọi Tiểu Tam, giải quyết ổn thỏa cho hai mẹ con này, để họ xếp hàng với những người dân rời khỏi thành phố. Ngoài ra, bảo người nhà bên kia coi kỹ họ. Đã hiểu. Tiểu Tam gật đầu. Khánh Trần lại gọi Trần trước cử đến. Ta bảo ngươi phụ trách chuyện kiểm kê, ngươi đã làm chưa? Trần trước cử buộc mái tóc đuôi gà cao cao, trông đặc biệt sạch sẽ và gọn gàng. Đã kiểm kê rồi, 99 đội người du hành thời gian, hiện giờ chỉ mới đến 4 đội, trong đó có 8 đội đã bị giảm quân số, nhưng do hoạch định đường đi tốt nên không có tổn thất nào lớn. Khánh Trần thấy lòng nặng chịu, ấy vậy vẫn còn 57 đội chưa đến nơi. Lúc này, Tiểu Tam vội vàng nói, sẽ không phải tất cả đều xảy ra chuyện rồi chứ. Không đâu. Khánh Trần lắc đầu, sau đó ta đã lên kế hoạch cho họ 7 điểm ẩn náu ở dọc đường nếu con đường bị thủ triều chặn lại, họ sẽ trốn vào đó mà trú ẩn, sẽ không có chuyện mọi người đều gặp nạn. Tiểu Tam, ở đây giao cho ngươi, ta đi đón họ. Tiểu Tam hơi sững sờ, phụ huynh, ngươi vừa mới trải qua một trận chiến đấy, hay để ta đi, ta và tần thư lễ dẫn người đi, ngươi ở đây chỉ huy trận chiến. Khánh Trần lắc đầu, các người chỉ huy rất tốt, không cần ta ở đây. Hơn nữa, chỉ có ta mới có thể nhớ hết các điểm ẩn náu, cũng chỉ có ta có thể tìm được từng điểm một. Tiểu Tam trở nên lo lắng. Trong trận chiến vừa rồi, Khánh Trần quả thực rất ác liệt. Thế nhưng sau tam tai, tiểu tam thấy rõ sự kiệt quệ sâu sắc trong mắt Khánh Trần, hắn dẫn theo hơn 300 dân tị nạn chạy trốn lâu như vậy, lại vừa trải qua một cuộc chiến lớn, e là hiện tại đã là cung dương hết đà. Có 57 đội, mỗi đội có 7 điểm trú ẩn dự phòng, nếu không may mắn, Khánh Trần sẽ phải lục tung tất cả 99 nơi mới có thể tìm ra tất cả các đội. Mà hiện tại, thử chiều ở thành phố số 10 đã đến giai đoạn thứ 3. Nếu Khánh Trần quay trở lại chưa chắc đã có thể sống sót trở về. Trần trước cứ khuyên can, ta đã ghi nhớ tất cả các điểm lánh nạn, ta có thể dẫn bọn tiểu tam đi. Khánh Trần sừng sốt một chút, ngươi có thể ghi nhớ. Trần trước cứ giải thích, ừm, um, thực ra phần lớn đều là chi nhánh ngân hàng, rất dễ nhớ. Khánh Trần lắc đầu, dù ngươi có nhớ được cũng không thể đi, ngươi quá yếu. Trần trước cứ gật đầu, thừa nhận hiện thực này. Tiểu tam ở bên cạnh nói, phụ huynh, hay là nghỉ ngơi một xíu trước rồi hãy đi. Khánh Trần quay người bước ra ngoài phòng tuyến, nơi đây nhờ hết cả vào các ngươi, chỉ e thử chiều sẽ sớm quay đầu trở lại. Ta cũng muốn nghỉ ngơi, nhưng bọn trẻ học viện du hành thời gian không thể đợi lâu được, thời gian không đợi người. Hơn 600 người côn luân vẫn đang bị mắc kẹt trong thành phố, theo lệnh của hắn mà đi tìm một manh mối. Sao hắn có thể nghỉ ngơi được? Đếm ngược thời gian trở về 10 giờ 1 phút 9 giây. Trong ngân hàng nào đó ở khu thứ 4, có hơn 40 người du hành đang trốn cùng hơn 20 nạn dân tất cả đang bầu bạn với những bộ xương trắng giã trong ngân hàng. 42 người du hành là người của cùng một tiểu đội, vì họ gặp phải đàn chuột hành quân nên đành phải vào trong ngân hàng này tránh tạm. Sau đó vì động lòng chắc ẩn mà mở cửa ngân hàng ra, đón thêm hơn 20 nạn dân vào trong. Trong 42 người này có một số người nổi tiếng, đều là người khiêu chiến vách đá dựng đứng, họ vừa hoàn thành cửa ải khiêu chiến thứ năm, mỗi người đều đã ăn năm trái trường sinh thiên. Tố chất tâm lý cũng vững chãi hơn những người khác nhiều. Diệp Hàm cũng là người khiêu chiến, đang ôm một cậu trai nhỏ khoảng 7-8 tuổi run lẩy bẩy mà an ủi. Đệ đệ đừng sợ, ngươi cứ yên tâm ngủ một giấc trước đi, học trưởng học tỷ Sẽ ở đây để bảo vệ ngươi mà. Bàn chân của cậu bé bị chuột cắn rớt một miếng thịt, Diệp Hàm chỉ có thể tiến hành băng bó đơn giản cho hắn, chứ cũng chẳng còn cách nào khác. Trong đại sảnh ngân hàng các nạn dân đang run lẩy bẩy, trên gương mặt của họ ánh lên nét tuyệt vọng. Họ ngồi bên này an ủi lẫn nhau, trong đó có người khiêu chiến Trương hồ Bào từng ủng hộ Hồ Tĩnh nhất hắn nói nhỏ mọi người đừng lo lắng quá ông chủ cho những điểm tị nạn này là vì để chúng ta tạm lánh bây giờ đàn chuột bên ngoài quá đông đúc chờ chúng hơi lắng lại một chút thì hắn sẽ tới đón chúng ta bây giờ cho dù là người khiêu chiến vách đá dựng đứng có thành công hay không thì chỉ cần gia nhập vào học viện nông nghiệp đều sẽ gọi khánh trần là ông chủ giống như họ muốn biến sưng hô này thành một sự thật cố định vậy họ quyết tâm bám đuôi khánh trần ôm chặt đùi không buông tay chuyện này cũng là do trần trước cử dạy cho họ có thật là tiểu viện trưởng sẽ tới không? Có người du hành cất tiếng hỏi với vẻ lo lắng, họ không phải là người khiêu chiến nên vẫn gọi tiểu viện trưởng theo thói quen. Chắc là sẽ tới. Trương Hổ Bảo gật đầu rồi nói, hắn lập nên kế hoạch tỉ mỉ như thế này, lại tạo nên những điểm tị nạn kỹ càng như vậy thì chắc chắn, cũng thuận lợi cho việc hắn tới đây tiếp ứng chúng ta. Yên tâm đi, đừng nên bị cảm xúc tuyệt vọng của nạn dân làm ảnh hưởng, chúng ta nhất định phải bảo trì thể lực. Thật ra trong lòng Trương Hổ Bảo cũng có chút không yên, hắn không biết rằng trong hoàn cảnh nguy hiểm, như thế này thì ông chủ kia có đến cứu họ hay không? Dựa theo lẽ thường tình, thì cho dù không có ai đến cứu thì họ vẫn có thể hiểu được. Ai lại để bản thân lâm vào tình cảnh nguy hiểm hết lần này đến lần khác chứ? Và lại Trương Hổ Bảo cũng biết, nếu như thật sự muốn cứu thì số lượng đội ngũ cần Khánh Trần cứu rất nhiều. Nhưng hắn cũng hiểu được, bản thân làm đội trưởng chắc chắn phải duy trì bình tĩnh, cho dù chỉ là ở mặt ngoài mà thôi. Đúng lúc này, đột nhiên bên ngoài ngân hàng vang lên từng tiếng ầm ầm. Có người nhìn xuyên qua cửa sổ lá sách thì thấy đàn chuột lít nha lít nhít đang nhào tới. Vì ngân hàng này đã bị càn quét rồi nên đàn chuột cũng không lục soát lại thêm lần nữa. Nhưng chỉ một giây sau, tòa nhà lớn đối diện bỗng có người hét lên trong vô thức. Đàn chuột bên ngoài khựng lại khoảng 3 giây, rồi chen chúc chạy thẳng về phía vừa phát ra tiếng hét chói kia ta. Không hay rồi." Trương Hổ Bảo nói nhỏ, bên kia cũng là chỗ từng bị đàn chuột càn quét qua, nếu như bọn chúng phát hiện có người trốn ở nơi bọn chúng đã càn quét thì có khi nào sẽ lục soát toàn thành phố thêm một lần nữa không hy vọng rằng chúng nó không còn sức để làm mấy chuyện này cách một lúc lâu sau tòa nhà lớn đối diện không ngừng vang lên tiếng hét chói tai tất cả mọi người ngồi giữ im lặng trong ngân hàng lặng lẽ chờ khánh trần đến cứu viện không ai dám nói lời nào một tiếng hai tiếng tám tiếng mười hai tiếng đồng hồ trôi qua rồi đám người trương hổ bảo vẫn chưa chờ được sự xuất hiện của cứu viện cho tới khi mọi sự kỳ vọng dần dần biến thành thất vọng thậm chí là tuyệt vọng một lúc sau, khi có người hỏi Trương Hổ Bảo rằng đến cùng tiểu viện trưởng có đến đây, cứu mọi người hay không thì hắn cũng chỉ trả lời một cách mờ mịt rằng có lẽ là sẽ đến. Vì ngay cả Trương Hổ Bảo cũng không biết chắc. Hay là chúng ta lao ra ngoài đi, làm như thế thì ít nhất còn có một tia hy vọng. Người khiêu chiến Diệp Hàm nói. Ánh mắt của Trương Hổ Bảo trở nên tập trung một lần nữa. Không được, thời gian đã trôi qua quá lâu rồi. Dựa theo những mốc thời gian mà ông chủ tính toán ra, thì nạn dịch chuột hiện tại đã chuẩn bị tiến vào giai đoạn thứ ba. Không ai có thể chạy xuyên qua mấy chục cây số mà còn sống sót cả. Đúng thế, không ai có thể sống sót mà chạy xuyên qua mấy chục cây số. Vậy nên sẽ không có ai tới cứu chúng ta đâu. Nhưng đúng lúc này, bỗng nhiên bên ngoài vang lên một tiếng đập cửa vang dội, cốc cốc. Theo sau đó là một giọng nói thấm đẫm nét mệt mỏi, "Mở cửa." Trương Hổ Bảo nghe thấy tiếng này thì vô cùng mừng rỡ, tất cả người du hành có mặt ở đây đều đứng dậy. Đó là giọng nói của tiểu viện trưởng. Trong 7 ngày trở về này, giọng nói của tiểu viện trưởng vẫn luôn quanh quẩn bên tai của họ, bàn giao kế hoạch rồi dặn dò hạng mục cần chú ý hết lần này tới lần khác. Đối với họ mà nói thì giọng nói này quá thân quen rồi. Họ định đi ra kéo cửa cổng của ngân hàng nhưng lại bị nạn dân ngăn lại, không được mở cửa. Lỡ như người bên ngoài thu hút đàn chuột tới đây thì phải làm sao bây giờ? Trương Hổ Bào trả lời một cách bình tĩnh, lúc bọn ta kéo cửa lên cho các ngươi vào không hề nghĩ tới chuyện này. Mau tránh ra, bọn ta muốn rời khỏi đây, các ngươi có bằng lòng đi cùng hay không là chuyện của các ngươi. Trương Hổ Bảo nói xong thì đưa tay đẩy nạn dân ra, rồi kéo cửa của ngân hàng lên. Dưới ánh trăng, Khánh Trần đứng ngoài cửa với gương mặt mỏi mệt, hắn nói, xin lỗi, ta đã tới. Trễ. Đôi mắt của Trương Hổ Bảo bỗng dưng nhòe đi, hắn trả lời, ngài đừng nói như thế, ngài không tới trễ, mọi người đều còn sống mà. Đi thôi. Khánh Trần cười cười rồi nói, đưa các ngươi đi tập hợp lại với những người khác. Trương Hổ Bảo cõng cậu bé 8 tuổi bị chuột cắn ở chân kia, hắn ra sức mà gật đầu, những người trong ngân hàng kia không đi theo họ, Khánh Trần cũng không khuyên nhủ gì thêm. Mỗi giai đoạn đều sẽ có một sự lựa chọn khác nhau, đến nước này rồi thì hắn chỉ có thể cứu được những người bằng lòng tin tưởng hắn. Đếm ngược trở về 10590. Mấy người tiểu tam vừa mới đánh lùi một đợt sóng chuột, tất cả mọi người ngồi lên trên những bao cát ẩm ướt. Đến bước đường này rồi thì cũng chẳng còn để ý được hình tượng gì nữa, chỉ cần có thể ngồi xuống nghỉ lấy hơi là đã may mắn lắm rồi. Trong hội phụ huynh cũng có rất nhiều phái nữ Tiểu Tam không cho các nàng lên chiến trường, chỉ để các nàng làm một số công việc hậu cần mà thôi. Lúc này, những cô gái kia đang nâng cáng cứu thương thô sơ giản dị, khiêng những người nhà tử trận về. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Các nàng vừa khiêng, nước mắt vừa lăn dài trên gương mặt, vì có một số người nhà đã bị chuột gặm để lộ cả xương tay, một số khác thì đến lúc chết vẫn duy trì động tác bắt xé chuột. Tình cảnh thảm thiết của những thi thể này khiến cho người khác không đành lòng nhìn thẳng nhân viên hậu cần đặt những thi thể này ở hậu phương một cách ngăn nắp không ai biết được mọi người còn cơ hội để an táng cho họ hay không có lẽ rất nhanh thôi mọi người cũng sẽ nằm xuống đó gặp lại chiến hữu của mình dưới lòng đất còn có người bị thương nằm trên cáng cứu thương im lặng chịu đựng họ không muốn bản thân phát ra tiếng kêu đau đớn hay than khóc sợ sẽ ảnh hưởng tới tâm lý của mọi người xung quanh tiểu tam quay đầu sang chỗ khác hắn không dám nhìn cảnh tượng này bỗng nhiên trong bộ đàm vang lên tiếng nói về rồi phụ huynh về rồi Tất cả đứng lên quan sát, thì thấy Khánh Trần đang dẫn theo hơn 100 người chạy nước rút. Cũng may là làn sóng chuột vừa mới bị đánh lùi, nếu không thì sợ rằng những người này không thể chạy trốn một cách thuận lợi như thế được. "Nhanh lên, nhanh lên." Tiểu Tam nói, "Hâm nóng đồ ăn lại đi, để ngài ấy tranh thủ ăn mấy miếng." Đây đã là đợt học sinh thứ bảy mà Khánh Trần tiếp ứng rồi đưa về. Trong khoảng thời gian này Khánh Trần chỉ ngồi dưới đất để kỵ sĩ dùng thuật hô hấp điều trị thân thể đúng một lần, sau đó lại đứng dậy xông ra ngoài nạn dân cũng nhìn thấy hắn đưa từng đợt nạn dân trở về tất cả mọi người đều nhớ rõ hình bóng này có đại thẩm còn tranh thủ lúc khánh trần đi ra ngoài mà lén lút hỏi tiểu tam tiểu tử này có bạn gái chưa nhìn thân thiện dễ gần quá nhỉ tiểu tam nghe vậy thì nở nụ cười rồi nói ngài cảm thấy hắn thân thiện dễ gần là sai lầm rồi có nhớ tin tức căn cứ a không bị đánh vào không hắn chính là người dùng một tay nhấc tập đoàn jindai lên đánh bây giờ việc này càng lan truyền thì càng có nhiều dị bản khó hiểu trong miệng tiểu tam thì khánh trần chỉ còn thiếu mỗi ba đầu sáu tay còn những cái khác thì đều rất hoàn hảo bây giờ các nạn dân cũng biết khánh trần chính là ông lớn của khánh thị kia nhưng dường như ông lớn của tập đoàn này hoàn toàn khác với ông lớn trong ấn tượng của họ khánh trần đưa mấy người trương hổ bảo đến sau phòng tuyến rồi hỏi thăm đơn giản thương vong thế nào sắc mặt của tiểu tam trở nên ảm đạm có 19 chín người tử vong bảy trăm một người bị thương nhẹ một bốn trăm linh chín người bị thương nặng khánh trần hỏi tiếp có thể chịu đựng được không tiểu tam nghe vậy thì đứng thẳng người ngay lập tức có thể khánh trần gật đầu rồi nói tử thủ hắn nói xong thì lại xoay người rời đi không hề dừng lại thêm dù chỉ một giây phụ huynh ngài ở lại ăn chút gì đi nghỉ ngơi một chút đã tiểu tam nói với vẻ lo lắng nhưng khánh trần chỉ xua tay không nói thêm gì cả còn có chục đội ngũ người du hành và đám trẻ đang chờ hắn tới cứu khánh trần không có nhiều thời gian dư thừa để chăm lo bản thân như thế hơn nữa làn sóng chuột đang càng ngày càng lớn Khánh Trần có thể đợi được, nhưng những người đang chờ hắn tới cứu viện thì sợ rằng không có nhiều thời gian để đợi được nữa rồi. Trương Mộng Thiên bỗng cắt tiếng, thật ra ông chủ đang trừng phạt bản thân, hắn để người Côn Luân và các ngươi cùng nhau ở đây bảo vệ thành phố này. Trong các ngươi có thêm một người chết đi thì hắn sẽ trách bản thân thêm một phần, dù hắn chỉ đưa ra quyết định chính xác nhất, nhưng chúng ta đâu trách hắn. Tiểu Tam than thở, không liên quan tới chuyện các ngươi có trách hắn hay không? Trương Mộng Thiên trả lời. Tiểu Tam cũng đã ý thức được hóa ra đây chính là điều mà hiệu trưởng trịnh đã nói người đưa ra quyết định mới là người đau khổ nhất muốn tiếp quản quyền chỉ huy thì phải chịu đựng sự đau khổ này tần thư lễ nhìn theo hướng khánh trần rời khỏi mà im lặng không nói câu nào tần thư lễ và khánh trần rất ít khi gặp nhau dù hắn đã kết hôn với trương uyển phương cũng chưa từng đi thăm khánh trần lần nào khi đó trong lòng hắn còn lo lắng vì có khánh trần nên trương uyển phương sẽ thường xuyên gặp khánh quốc trung trong khoảng thời gian đó thậm chí Khánh Quốc Trung còn tới tìm nhà máy của Tần Thư Lễ để tìm hắn vay tiền. Khánh Quốc Trung còn nói nếu không cho vay sẽ vứt Khánh Trần, cho Trương Uyển Phương và Tần Thư Lễ nuôi. Một người chồng hiện tại, bị chồng trước của vợ mình tìm tới tận cửa để vay tiền, trải nghiệm này thật đúng là không còn lời nào để nói. Cho nên lúc Tần Thư Lễ, xem tài liệu về hai cha con Khánh Quốc Trung và Khánh Trần, thì sẽ có chút bài xích và chán ghét theo bản năng. Nói thật lòng rằng chỉ cần là người bình thường đều sẽ thấy không ưa nổi sau khi khánh quốc trung vào tù tần thư lễ đã thông qua bằng hữu mà biết đã xảy ra chuyện gì sau đó hắn phát hiện người báo cáo khánh quốc trung là người được đặt tên là khánh tiên sinh nhiệt huyết ngoại trừ khánh trần ra thì còn là ai được nữa chứ chẳng qua tần thư lễ nghĩ đi nghĩ lại vẫn không thể nào hiểu được tại sao khánh trần lại báo cáo khánh quốc trung mãi sau này khi tần thư lễ đi tới lý thế giới khi hắn biết phụ huynh của hội phụ huynh chính là khánh trần thì đã bắt đầu thu thập tất cả tin tức liên quan đến thiếu niên này Giây phút đó, Tần Thư Lễ mới biết được mình đã sai, Khánh Trần và Khánh Quốc Trung hoàn toàn khác nhau, hắn không nên chuyển thành kiến của mình đối với Khánh Quốc Trung áp đặt lên người Khánh Trần. Lúc biệt thự Bạch chú xảy ra hỏa hoạn, Trương Uyển Phương lại giữ hắn lại không cho hắn đi tìm hiểu xem xét, thì không hiểu sao trong lòng Tần Thư Lễ lại cảm thấy rất đau xót. Tần Thư Lễ không trách Trương Uyển Phương, vì hắn biết vận mệnh vợ mình cũng rất khổ cực, vất vả lắm mới chịu đựng được tới 40 tuổi mà hưởng phúc, đương nhiên không cam lòng để mất đi mọi thứ rồi tần thư lễ chỉ cảm thấy tất cả họ đều nợ khánh trần thiếu niên kia có một người cha là dân nghiện cờ bạc còn có một người mẹ không thèm quan tâm mình chắc chắn cuộc sống trước đây của hắn rất vất vả đánh lý hắn lại vùi đầu vùi cổ làm việc luôn cảm thấy mình nên làm nhiều thêm một chút trong hội phụ huynh trừ la vạn nhai ra thì mọi người đều không biết tần thư lễ và khánh trần còn một mối liên hệ như thế tần thư lễ vẫn cứ cố gắng từng chút một bắt đầu từ người nhà màu lam thăng cấp thành người nhà màu vàng bây giờ tần thư lễ nhìn người thiếu niên kia dần trưởng thành trở thành một cây đại thụ có thể che chở cho người khác mà không hiểu sao lại cảm thấy vui vẻ mặc dù hắn biết mình còn chẳng có lập trường để làm chuyện này mọi người tìm quần áo quấn quanh cổ lại trương mộng thiên hét lên sau đó nói cho những phòng tuyến khác biết nữa nơi mà đàn chuột có thể dùng một chiêu để làm chúng ta mất mạng chỉ có động mạch chủ ở cổ chỉ cần bảo vệ vị trí này cho tốt thì có thể tăng tỷ lệ sống sót của tất cả mọi người đây là điều mà trương mộng thiên đã tổng kết ra từ kinh nghiệm của bản thân rất có tác dụng lúc trước khi khánh trần dẫn nạn dân chạy trốn thì cho dù có người bị đàn chuột vây công chỉ cần cổ không bị cắn thì những nơi khác có rớt ra chóc thịt cũng chẳng cần phải lo gì cả sau phòng tuyến vang lên từng tiếng kêu rên lần sóng chuột lần thứ năm bắt đầu xuất hiện người nhà bị thương lên tới con số hàng ngàn lúc này hơn một nửa những người có thể lên chiến trường đều được dùng quần áo cắt thành từng mảnh vải dài mà băng bó đơn giản nhưng cũng đã rất may mắn rồi còn có hơn ba ngàn người vì bị chuột cắn vào động mạch chủ nơi cổ mà hy sinh lúc này tiểu tam đã buồn ngủ đến nỗi không thể chịu được nữa nhưng khi hắn nghe thấy câu này thì tỉnh ngủ ngay lập tức mau lên tần thư lễ người mau dẫn người đi thu thập khăn quàng cổ và quần áo đi phụ huynh nói chẳng mấy chốc nữa sóng chuột sẽ ngóc đầu trở lại chúng ta chỉ có mấy tiếng để nghỉ ngơi thôi phải chuẩn bị cho nhanh lên tần thư lễ lấy lại tinh thần hắn vội vàng trả lời được ta sẽ dâng lửa chạy lên rồi dẫn người đi tìm trải qua một trận chiến kịch liệt, tất cả mọi người đều bị tuyết làm ướt tóc và quần áo, đất dưới chân cũng đã biến thành vũng bùn. Nhu cầu cấp bách hiện tại của tất cả mọi người là được sưởi ấm và nghỉ ngơi, nếu không sẽ chẳng ai chịu được mấy ngày liên tục. Sau khi Tần Thư Lễ làm xong những chuyện này thì mới bắt đầu đi tìm quần áo. Mặc dù bây giờ hắn cũng vô cùng mệt mỏi. Lửa trại được đốt lên, Tần Thư Lễ nói với đám người nhà, "Đi thôi, đi thu thập quần áo." Tần Thư Lễ vừa nói vừa đi. Nào ngờ vừa đi được hai bước thì mắt hắn đã tối sầm lại. Rất nhiều người không chú ý một điều rằng Tần Thư Lễ cũng đã hơn 30 tiếng đồng hồ chưa ngủ rồi. Người nhà màu vàng, không sao chứ. Có người vội vàng đi lên trước để đỡ hắn. Tần Thư Lễ đứng dậy rồi cười mà nói, ta không sao, chúng ta mau đi tìm quần áo thôi. Nhưng lúc này, có mấy vị đại thẩm đứng ra khỏi đội ngũ rồi tới mà nói, các ngươi đã mệt mỏi tới. Mức này rồi, mau đi nghỉ ngơi đi nếu như cần quần áo thì cứ để bọn ta đi về nhà lấy có các ngươi trong nhà vẫn còn một số quần áo tiểu tam nghe vậy thì sững người các ngươi mau trở lại đội ngũ đi nơi này rất nguy hiểm ngươi đừng quan tâm chuyện này làm gì các đại thẩm nói rồi quay đầu lại hét lớn với đội ngũ phía sau trong nhà ai có quần áo thì quay về nhà lấy tới đây cho đám tiểu tử này đi trong đội ngũ có rất nhiều nạn dân đều tỏ ra thờ ơ phải biết rằng mấy triệu người đang xếp hàng rút lui nếu đi chậm thì sẽ phải chết ở đây khó khăn lắm họ mới xếp hàng được tới chỗ này sao có thể bằng lòng rời khỏi đội ngũ chứ truy cập haleji com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời mc ly cà phê nhé rời khỏi đây thì sẽ phải xếp hàng lại một lần nữa nạn dân nghe đại thẩm nói vậy thì đều quay đầu sang chỗ khác mà làm ngơ giả vờ như mình không nghe thấy các đại thẩm đứng bên ngoài đội ngũ mà hô to trước kia các ngươi sống thế nào hả trong nhà thậm chí còn chẳng có điện mỗi ngày đều phải ăn thanh protein đi vệ sinh cũng phải chứa trong bô tiểu tới sáng là lại mang chất thải đi đổ vào đường cống thoát nước ngoài đường lớn, cả con đường đều thối um cả lên. Tháng trước, rác rưởi trong khu Tam Hạ vẫn còn chất thành núi, đi ngang qua người mùi là muốn ói. Nhà ta ở tầng 91, hài tử nói không muốn đi học vì trong tòa nhà không có thang máy, mỗi lần đi học đều phải bỏ thang bộ tận 91 tầng. Lúc trước cả khu Tam Hạ đều là cướp bóc, phóng hỏa, giết người. Trời vừa tối là không ai dám đi ngoài đường nữa rồi. Giọng của đại thẩm càng ngày càng lớn, bây giờ thì sao? các ngươi quan sát cho kỹ mà xem, ngoại trừ phòng tuyến này ra thì có chỗ nào là không sạch sẽ không? Làm gì còn nhà ai không có điện? Có cống thoát nước của nhà nào chưa sửa không? Trừ những người đang chiến đấu vì các ngươi đây, thì có ai trong các ngươi là không sạch sẽ? Các ngươi nhìn mình, rồi nhìn lại họ đi. Họ vì để cho các ngươi có thể đi tị nạn thậm chí còn giả vờ như, bản thân rất hung dữ, rất ác độc. Thậm chí các ngươi còn không biết tên của họ là gì, trong nhà có còn người thân như chúng ta hay không? các nạn dân nhìn về phía mấy người tiểu tam thì thấy người ngượng họ toàn là vết máu có máu của đàn chuột cũng có máu của họ quần áo của những người nhà đều dính bùn đất còn bị chuột cắn xé thùng rất nhiều lỗ giày cũng ướt đẫm vì bùn và tuyết ai nấy cũng đều vô cùng chật vật các nạn dân lại cúi đầu nhìn lại bản thân mình họ chỉ là nhàn nhã đứng xếp hàng mà thôi đại thẩm tự nói tự cảm động trước nàng càng nói thì càng kích động ông chủ lớn của tập đoàn khánh thị kia hắn cũng xông ra ngoài cứu người hết lần này đến lần khác các ngươi nhìn hắn rồi nhìn lại bản thân mình mà xem đi, các ngươi đáng giá được cứu không? Vừa rồi các ngươi còn đánh nhau vì chen hàng. Tiểu Tam vội vàng đi tới rồi nói, đại thẩm ngươi quay lại đội ngũ đi, chúng ta có thể tự đi tìm quần áo. Đại thẩm trừng mắt liếc hắn một cái rồi nói, ngươi cút đi, bây giờ không phải là lúc ngươi có thể chen miệng vào. Tiểu Tam, tần thư lễ. Một đại thẩm khác nói với các nạn dân trong đội ngũ, trước khi họ tới đây, ngày nào các ngươi cũng kêu gào ai đó tới cứu khu Tam Hạ đi, bây giờ người cứu khu tam hạ đã đến rồi, thì cả đám các ngươi chỉ nghĩ tới việc chạy trốn, mà thôi. Đúng là bây giờ các ngươi có thể chạy trốn rồi, sau đó thì sao? Họ chết hết rồi thì chúng ta phải làm gì bây giờ? Tiếp tục sống trong những rãnh nước bẩn như chuột cống ư? Sống như một con chó hoang, đây là cuộc sống mà các ngươi mong muốn à? Một người trẻ tuổi trong đội ngũ bước ra khỏi hàng, hắn im lặng mấy giây rồi mới nói, mọi người cứ để phụ nữ, trẻ em và người già đi trước đi. Hắn nói xong thì quay người về nhà lấy quần áo. Sau khi hắn đi thì bỗng nhiên lại có thêm mấy chục người bước ra khỏi hàng, rồi nhanh chóng chạy về phía nhà mình. Càng ngày càng nhiều người đi ra khỏi đội ngũ, chạy về phía cao ốc của khu Tam Hạ đằng sau họ. Cả thành phố đều không còn điện, có một số người thậm chí còn leo lên tới tầng 80 để lấy tất cả quần áo của nhà mình, gom vào ga giường rồi đem xuống. Có người còn tiện tay lấy luôn dao phay của nhà mình xuống. Trong lúc nhất thời, hàng người xếp hàng dài không nhìn thấy điểm cuối lại có thêm một phần 10 người lựa chọn bước ra khỏi hàng, nhường cơ hội ưu tiên cho những người khác. Đội ngũ xếp hàng có quy mô hơn 5 triệu người, một phần 10 của 5 triệu người chính là 500.000 người. Quy mô này khá là kinh khủng, thậm chí còn đông gấp 10 lần nhân số của Hội Liên Hiệp Câu Lạc Bộ và Hội Phụ Huynh, cộng lại. Còn có một số phụ nữ trẻ tuổi lựa chọn ở lại, họ nói, ta từng học một số kiến thức về cấp cứu chữa bệnh, lúc đầu còn định vào bệnh viện làm y tá, ai ngờ họ vừa biết ta là người của khu tam hạ thì đã đuổi ta đi rồi. Ta thấy trong đống hàng tồn chữ của các ngươi có thuốc, đừng đưa hết đống thuốc đó qua sau cánh cửa kia, hãy giữ lại một phần để ta băng bó cho những người bị thương trong các ngươi." Sau khi nói xong, các nàng còn gọi hàng xóm láng giềng của mình tới, sau đó di chuyển lều vài bán hàng của các hàng quán đại hạ giá bên đường tới đây, dùng nó tạo nên một số điểm cứu chữa tạm thời. Chỉ là, lúc các nàng cắt bỏ quần áo trên người những người bị thương kia thì cũng không kìm được mà rơi nước mắt. Các nàng thấy vết thương của tất cả mọi người đều đã khô kiệt máu vết thương do đàn chuột dùng móng và răng cắn xé mang theo vi khuẩn không xử lý kịp thời, bây giờ đã bắt đầu mưng mủ. Nhưng chính những người này vừa nãy còn chiến đấu vì họ. Một y tá vừa khóc vừa nói với những người trong đội ngũ, đứng ngẩn ra đó làm gì hả, mau tới đây giúp đỡ đi. Vốn phòng tuyến của khu Tam Hạ rất đơn sơ, vì tai nạn ập xuống quá đột ngột, mọi người chỉ có thể cầm dao phay trong nhà lên, rồi dùng tính mạng để ngăn chặn lỗ hổng bên ngoài, không còn thời gian để làm những việc khác mà lúc này những nạn dân kia lại bắt tay hỗ trợ bổ sung những thứ mà một nơi phòng tuyến nên có ví dụ như điểm cứu chữa tạm thời ở hậu phương điểm nghỉ ngơi điều chỉnh của chiến sĩ thậm chí các đại thẩm còn đang bắt tay vào xây nhà ăn họ chọn những nguyên liệu nấu ăn còn dùng được và một số gia vị trong các hộ gia đình xung quanh ra dù sao lúc này có một bát canh nóng cho những người nhà uống cho ấm người cũng tốt rồi tiểu tam nhìn cảnh tượng này thì bỗng nhiên hiểu được những gì phụ huynh từng nói khi ngươi đối xử chân thành với thế giới này thì thế giới chắc chắn sẽ tặng cho người những món quà xứng đáng. Đây chính là dân tâm mà hội phụ huynh cần. Sau khi tai nạn kết thúc, thì những người này sẽ nhớ rõ những điều tốt đẹp của hội phụ huynh, khi đó hội phụ huynh mới có năng lực để tiếp tục thay đổi thế giới. Cảm ơn mọi người, nhưng thật sự không cần lấy quần áo cho chúng ta nữa đâu. Tiểu Tam nói cảm ơn với vẻ hoảng hốt, vì cổ hắn đã được quấn bởi ba cái áo bốn cái quần rồi, bây giờ hắn như một cái móc treo quần áo hình người vậy. Hơn 500.000 người đi thu thập quần áo, giao phay. Nồi niêu song chảo, sau đó bắt đầu quấn quần áo lên cổ của những người nhà Họ thật sự có chút không chịu nổi Những người này, lúc đầu thì lạnh nhạt quá mức Bây giờ thì lại nhiệt tình đến nỗi quá đáng Cũng may có đại thẩm lên tiếng duy trì trật tự Nên các nạn dân mới dần dần bình tĩnh lại Tiểu Tam cất tiếng nói Mọi người cứ yên tâm tiếp tục di chuyển rút lui đi Chúng ta chắc chắn sẽ bảo vệ phòng tuyến này An toàn cho đến khi tất cả mọi người đã rút lui khỏi đây Cho dù phải dùng cả tính mạng này Lúc này, trong bộ đàm vang lên tiếng hò hét, tiểu tam, làn sóng chuột lại tới rồi. Những người nhà ngẩng đầu lên nhìn qua, mọi người đều quay lại vị trí của mình sau phòng tuyến để chuẩn bị chiến đấu. Tiểu tam nói nhỏ với tần thư lễ, lúc trước phụ huynh có dặn dò, nếu như làn sóng chuột lại ngóc đầu lên trong vòng 2 tiếng, thì có nghĩa là đối phương muốn mài mòn sức chịu đựng của chúng ta. Để chúng ta ăn không ngon ngủ cũng không yên. Bây giờ còn chưa phải là thời điểm then chốt, nhất định phải nghĩ cách để cho mọi người có thể nghỉ ngơi đầy đủ. Lúc này, Đại thẩm lúc nãy lại xuất hiện, trên cổ nàng còn có một cái áo khoác quấn quanh, như là áo choàng chiến bào, hai tay nàng cầm hai con dao phay rồi nói, ta cũng giúp các ngươi một tay. Tiểu Tam, Tần Thư Lễ, sống trên đời cũng đã lâu nhưng Tiểu Tam chưa bao giờ cảm thấy như lúc này, hắn không biết nên nói gì mới đúng. Tiểu Tam quay mặt lại nhìn làn sóng chuột, im lặng chờ đợi những con súc sinh kia tới, những người còn có thể đứng dậy được thì đi theo ta tiếp tục chiến đấu. Tử thủ, không lùi dù chỉ là một bước, một vị đại tá nói, dựa theo phân tích của quý vị, Jindai muốn lợi dụng thành phố đó để phát triển ô nhiễm sinh học. Hiện giờ theo hình ảnh vệ tinh ghi lại, thành phố số 10 chỉ còn lại 3 khu vẫn chưa rơi vào tay địch, nhưng để rơi vào tay bọn chúng cũng chỉ còn là chuyện sớm muộn mà thôi. Nếu vật cấm kỵ ACE không thực sự vẫn đang ở trong tay của Jindai, vậy thì khi nạn chuột lan rộng khắp địa bàn chẳng phải sẽ tiến công, từ đằng sau bao vây lấy đội ta sao? Hiện tại bộ đội của Lý Thị cùng Khánh Thị đều đang tập kết ở phía bắc thành phố số 10 vẫn còn có một bộ phận nhỏ chấn giữ, tại phương Nam để phòng Trần Thị đột ngột kéo binh đánh chiếm. Jindai vẫn đang tăng cường tiến công toàn bộ các tuyến ở phía đất Bắc. Nếu lúc này chúng khống chế hàng trăm, hàng ngàn vạn bầy chuột từ thành phố số 10 xuất phát, thì quân đội của Khánh Thị và Lý Thị có thể sẽ bị phe của Jindai cùng với bầy chuột lôi vào vòng vây. Khi đó, binh sĩ của Lý Thị cùng Khánh Thị đều sẽ lâm vào đường cùng. Vị đại tá này lại nói tiếp với Lý Trường Thanh, trưởng quan, bây giờ không phải là thời điểm để chúng ta do dự, ta biết bây giờ nói những lời này có chút tàn nhẫn, nhưng phương pháp ổn thỏa nhất hiện nay chỉ có thể là để các đội tàu tuần tra dùng đạn đạo phá hủy cả thành phố này, dù cho nơi đó có biến thành khu cấm kỵ thì cũng không thể mạo hiểm để bầy chuột tới bao vây chúng ta. Lý Vân Mộ đăm chiêu như có điều suy nghĩ, dựa theo tin tức mà Khánh Trần cung cấp cho gia chủ lẫn su mật sử, người tiến hành sự kiện này rất có thể là kẻ đã đoạt xá thành công, Jindai Senaka. Mặc kệ hiện tại hắn ta có thân phận gì, nhưng chắc chắn một điều rằng hắn đang nấp trong thành phố số 10. Phá hủy thành phố số 10 không chỉ là tiêu diệt hết bầy chuột, mà còn là giết chết hắn. Sự việc lần này hết sức đơn giản, 6 chiếc tàu tuần tra dùng hỏa tiễn, đủ để tiêu diệt nơi đó, và sẽ không có hỏa lực phòng không đánh chặn, như vậy sẽ loại bỏ mối nguy hiểm tiềm ẩn cho chúng ta. Lý Trường Thanh trầm mặc. Lúc này, tham mưu trưởng quân đội tập đoàn Lý Vân Duy nói, nhưng một khi đã nã lửa đạn xuống thì những công dân trong thành phố cũng sẽ phải chết chúng ta có thể đợi khi khu tam hạ sập đổ rồi hãng nổ đạn không lý văn mộ lắc đầu không có khả năng họ vẫn còn sống ô nhiễm sinh học cỡ bán thần như vậy còn có Zindai âm thầm ở trong bóng tối giật dây không thể còn người sống được ở đó hiện tại ngươi cho là Zindai senaka sẽ ở khống chế bầy chuột rồi mới tấn công khu tam hạ nhưng ngộ nhỡ hắn ta không đánh đến khu tam hạ ngay mà điều lũ chuột ra khỏi thành phố luôn chúng ta còn kịp nữa không trường thanh ngươi tin tưởng tên đó sẽ tạo ra kỳ tích sao Ngươi muốn để hai vạn tướng sĩ dùng mạng sống của họ, lót đường cho thứ gọi là kỳ tích. Hiện tại bầy chuột vẫn đang ở trong thành phố, còn dễ tiêu diệt, nhưng nếu để chúng kéo ra ngoại thành thì không có cách nào để diệt chúng nữa đâu. Từ góc độ quân sự, Lý Vân Mộ nói không hề sai. Nếu không có kỳ tích nào xảy ra, thì bầy chuột át sẽ trở thành tai họa bậc nhất của liên bang. Tại thời điểm đó dù cử một lữ đoàn chiến đấu tập kích trên phố, cũng chưa chắc đã có thể động được đến lũ chuột kia. Một chàng pháo lại chính là biện pháp tối ưu nhất của họ. Hắn thân là tư lệnh Tiền Tuyến, việc hắn nên làm là giải quyết khó khăn và lo lắng cho phía hậu phương, chứ không phải đem tính mạng của hai vạn chiến sĩ ra đánh cược. Dù Khánh Trần ở nơi đó, dù hắn là cộng sự của Lý Thị, chuyện này so với chuyện Khánh Trần, để Côn Luân cùng hội phụ huynh đi chấp hành kế hoạch không khác gì nhau. Khánh Trần có thể vô tình, Lý Văn Mộ cũng có thể vô tình, không ai là sai. Mai sau mỗi lần Lý Văn Mộ nghĩ đến cảnh bản thân ra lệnh hủy diệt thành phố số 10 có lẽ cũng sẽ cảm thấy áy náy mà loại áy náy này có lẽ cũng sẽ đi theo họ cả đời với chức trách là sĩ quan chỉ huy hắn phải hiểu được điều này lý trường thanh không nói không rằng trầm mặc 5 phút đồng hồ lòng bàn tay nắm chặt điều đã bị móng tay cào chảy máu cuối cùng cũng ngừng đầu tán thành đây chính là điều tàn khốc của thời đại nhưng vào đúng lúc này một vị tham mưu tác chiến chạy vào báo khánh thị thỉnh cầu truyền tin đám người lý vân mộ đều nhìn sang lý trường thanh nói lập tức tiếp cận mã hóa kênh truyền tin sau một lúc trong bộ chỉ huy tối tăm trượt sáng lên hình ảnh 3D của bóng hình xanh lam nhạt, hiển nhiên là vị tư lệnh liên bang mới nhậm chức của quân đội Khánh Thị, Khánh Vũ, hắn đi thẳng vào vấn đề, các ngươi có phải đang chuẩn bị nã pháo đạn vào thành phố số 10 hay không? Lý Vân Mộ sừng sốt một chút, chúng ta thông qua vệ tinh thấy được chỉ còn khu tam hạ là chưa lọt vào tay địch. Khánh Vũ mặt không có cảm xúc gì, nhàn nhạt nói, ông chủ nói các ngươi có thể sẽ làm ra loại chuyện này, cho nên mới cử ta tới thông báo một tiếng, các ngươi hãy đợi thêm 4 ngày nữa, đó là ngày những người du hành thời gian trở về, Khánh Trần nhất định sẽ thông qua những người du hành thời gian để truyền tin tức mới đến, cho các ngươi, đến lúc đó chúng ta liền có thể biết hắn có khả năng giải quyết việc này hay không. Yên tâm đi, trong một thời gian ngắn như vậy Jindai Senaka không thể nào hoàn toàn khống chế bảy chuột được. Cho nên lần này nếu trở về, Khánh Trần sau khi xuyên không vẫn không thể đưa ra biện pháp để giải quyết bảy chuột, Khánh Thị chúng ta nhất định sẽ tự mình săn bằng thành phố số 10, khiến Jindai Senaka phải bồi táng cho những người đã khuất. Nội bộ chỉ huy lý thị yên tĩnh trở lại, ông chủ trong lời của Khánh Vũ chắc hẳn là vị gia chủ họ Khánh kia. Sau khi Khánh Vũ được từ tập đoàn tài chính điều qua đã làm viên tư lệnh của quân đội tập đoàn liên bang tiền tuyến, chắc hẳn cũng nhờ có gia chủ nâng đỡ. Đối phương, vậy mà đoán được chính xác bọn hắn muốn dùng đạn pháo oanh tạc thành phố số 10, còn để Khánh Vũ cùng họ lập ước định chờ đợi 4 ngày. Nhưng điểm mấu chốt của vấn đề nằm ngay ở việc tất cả mọi người đều biết chỉ có một lý do Khánh thị không muốn ném bom thành phố số 10 đó là không muốn để Khánh Trần tử nạn trong màn mưa bom bão đạn. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Dù sao, trừ lý do này ra, mọi người đều không thể nghĩ được thêm những lý do khác. Nhưng vị gia chủ của Khánh Thị hơn, 10 năm nay vẫn luôn quy ẩn trên núi Ngân Hạnh chưa từng xuất. Hiện, ngay cả khi Trần Thị hay Kasima bao vây cũng không thấy bóng dáng lão đâu, hoặc khi ấy là lão đã bí mật ra tay. Mà lần này, Khánh Vũ đại biểu, cho ý kiến của gia chủ Dương Cờ nói rõ ý định muốn bảo vệ Khánh Trần thật là không thể tưởng tượng nổi đây còn là ấn tượng về vị gia chủ của khánh thị trong mắt họ không lý văn mộ nhíu mày nếu các ngươi để ý đến việc sống chết của hắn sao không phái quân qua đó ứng cứu hắn dù chiến sự tiền tuyến căng thẳng nhưng nếu tập đoàn tài chính đã muốn tách một nhánh quân đội giã chiến đến cứu một cá nhân chắc hẳn là có thể làm được dù không diệt được bầy chuột nhưng để cứu một người cũng phải không khó khăn gì khánh vũ âm thanh lạnh lùng nói chỉ là không mong hắn tay bay vạ gió mà tử trận mà thôi nếu bầy chuột công phá thành phố số 10, quân đội của khánh thị nhất định sẽ để các ngươi đi đằng sau lý văn mộ hiện tại chúng ta đã thông qua vệ tinh nhìn thấy tình trạng của thành phố chỉ dựa vào những người ở khu tam hạ kia về cơ bản không thể ngăn cản bầy chuột tiến công được thế nên các người đang mong đợi điều gì khánh vũ đáp trả ta cũng không biết ta đang chờ cái gì có lẽ là đang chờ người nào đó tạo ra một kỳ tích nào đó nói xong khánh vũ tắt kênh mã hóa truyền tin thật ra hắn vẫn chưa nói một chuyện Hắn đã từng hỏi gia chủ tại sao không trực tiếp cử quân đi cứu, hoặc là trực tiếp để lính của Khánh thị đến giải vây cho thành phố số 10. Bộ đội chủ lực của Lý thị bị kiềm chế, nhưng Khánh thị mới bước chân vào chiến trường, dư thừa sức lực. Mà gia chủ lại trả lời, nếu hắn chết trong trận tai họa này, vậy có thể chứng minh hắn không có cái mệnh nắm giữ toàn bộ thiên hạ, nhưng ngược lại nếu hắn không chết thì trận tai họa này lòng dân sẽ xuôi về bên hắn, chứ không phải về bên Khánh thị. Vị gia chủ này quá hung ác, tựa hồ ngài không hề đem tính mạng của hơn ngàn vạn người dân thành phố số 10 để vào trong mắt. Thậm chí ngay cả trận tai họa này trong mắt gia chủ Khánh Thị cũng chỉ là viên đá dùng để mài rũ bảo đao Khánh Trần mà thôi. Nói thật, Khánh Vũ trong phụ thân hắn như vậy khiến hắn cảm thấy sợ hãi vô cùng. Đợi thêm 4 ngày nữa. 4 ngày sau là trở về sau khi xuyên không, Khánh Trần sẽ cho người truyền đi tin tức hắn có thể giải quyết bầy chuột trong thành phố. Hay không, nếu không có cách giải quyết vậy thì việc săn bằng thành phố số 10 nhất định sẽ để toàn bộ quân đội liên bang phụ trách. Trở về 4821 trên đường phố khu đệ tứ của thành phố số 10, có một đội tác chiến tinh nhuệ đang tiến nhanh về phía trước, cả đội họ được rắc lên một thứ mà chỉ có ở khu cấm kỵ mới có, là phấn hoa hoa phong tuyển, đến mức khiến cho lũ chuột không thèm ngó tới. Trước đó từ rất lâu, phấn hoa hoa phong tuyển chính là chiếc lò sưởi độc quyền, ban đầu người của liên bang còn không biết tại sao có người có thể vào khu cấm kỵ, mà lại không bị dã thú hay thực vật nơi đó tấn công. Về sau, tập đoàn tài chính nào cũng biết được bí mật của phấn hoa hoa phong tuyển lập tức đem loại thực vật này đi do thám khắp khu cấm kỵ. Nhưng đáng tiếc chu kỳ sinh trưởng của hoa phong tuyển rất dài, thứ đồ chơi này cũng không dễ nuôi trồng. Lúc này, cả đội ngũ bảo vệ một người trẻ tuổi đang nhanh chóng di chuyển, đến khi tiến vào khu đệ ngũ thì người trẻ tuổi ấy mới đứng lại, hắn tiện tay triệu hồi ra Shikigami ATS006 bàn nhược, dùng Shikigami tiếp tục hướng về phía trước dò đường. Vị âm dương sư này chính là người từ tập đoàn Jindai đã biến mất được một tháng, Jindai Unso, mà ATS-006 bản nhược này ngay khi Jindai Senaka, khi chết đã lập tức về lại trong thân thần Kiều, bây giờ lại bị Jindai Unso triệu hồi ra. Chợt Jindai Unso xỉ xỉ mũi thở ra mùi máu tươi, bắt một con chuột tới đây. Một tên binh lính nhanh chóng tới gần, ngay trước khi con chuột đang nằm gọn trong lòng bàn tay có bất cứ phản ứng gì, lập tức trao cho hắn. Nhìn tốc độ có thể đoán hắn là chiến sĩ gen cấp B. Đây là một tiểu đội đặc trùng được hình thành từ một nhánh chiến sĩ gen cấp B. Jindai Unso cẩn thận chú đáo từ trong tay người chiến sĩ kia bắt lấy con chuột cống, hạ giọng nói: Một bầy họ hàng thân thích nhà chuột khắp khu đệ ngũ này đều biến thành màu đen, ngay cả nhúm lông mọc trên bụng chúng cũng tiến hóa thành màu đen tuyền. Loài chuột cống này đã kết thành một đại quân đội rồi, bọn chúng thậm chí còn ăn sạch thi thể của ta. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.